Phong Vũ Tôn giả lạnh lùng quát. Khốn kiếp, nếu không thả người thì nợ máu trả bằng máu, ta chờ xem ngươi có thả hay không. Mặc kệ thế nào, hôm nay đụng vào người của Hóa Vũ Tông ta thì phải trả giá đắt. Sát ý tăng vọt, thuộc tính thổ quanh thân Phong Vũ Tôn giả run rẩy, không khí tràn ngập áp lực nặng nề. Thiết Sát Tôn giả lạnh lùng quát. Phong Vũ, người đối phó Mang Linh, Liễm Linh, người đối phó linh thú bát giai, ta đi giải quyết người khác, cho bọn chúng phải trả giá đắt. Sát khí nổi lên quanh người Yết Sát Tôn giả, thuộc tính hỏa đậm đặc bừng lên. Không gian thậm chí xuất hiện từng ngọn lửa thực chất. Liễm Linh Tôn giả nói. Yết Sát, tốc chiến tốc thắng, giết không tha. Đệ tử Ba Sơn Môn ta cần nợ máu trả máu. Liễm Linh Tôn giả lao hướng Hắc Vũ, ra tay dứt khoát. Liễm Linh Tôn giả đã biết thực lực của Hắc Vũ nên không lơ là chút nào. Vù vù vù. Cùng lúc đó, toàn thân Phong Vũ Tôn giả kéo theo năng lượng thiên địa, chợt lóe xé rách không gian sóng gợn, lao hướng Mang Linh Tôn giả. Ánh mắt Hắc Vũ âm trầm. Thiếu chủ cẩn thận. Hắc Vũ lại thi triển Họa Địa Vi Lao phong tỏa một phương không gian, trực tiếp bao phủ trên người Liễm Linh Tôn giả. Mang Linh Tôn giả của Vân Dương Tông ánh mắt trầm xuống. Các ngươi cẩn thận. Sắc mặt Mang Linh Tôn giả lạnh băng, một kiếm Phong Vũ Tôn giả lao tới thì Mang Linh Tôn giả cũng xông lên ngay. Vì tránh cho dư âm kình khí ảnh hưởng đệ tử Linh Thiên Môn nên Mang Linh Tôn giả tùy tay bắn ra một luồng sáng rực rỡ, ánh sáng như bay ra từ người lão nhanh chóng ngưng tụ thành không gian năng lượng rồi rào trên bầu trời. Uy hiếp linh hồn hùng hậu tràn ngập mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm chớp mắt chặn Phong Vũ Tôn giả lại. Bốn người bay lên cao, khí thế dâng lên, thiên địa biến sắc. Bốn người đánh nhau, khí thế hoàn toàn bộc phát, giơ tay nhấc chân là kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn, cột sáng công kích và thất luyện khủng bố đụng mạnh. Ánh mắt Mang Linh Tôn giả lạnh lùng cười. Chết hết đi. Yết Sát Tôn giả lắc người lao lên, tay đánh ra trưởng ấn tới trước, mục tiêu thứ nhất là Lục Lâm Thiên. Không gian dọc đường đi tan vỡ, từng đợt sóng không gian. Thiên Phong Tôn giả hét lớn. Tất cả cường giả tôn cấp hợp tác vây công. Cường giả Vân Dương Tông ta đang trên đường đến, ngăn lại một lúc là được. Thiên Phong Tôn giả dứt lời tay liền kết ức, lấy ra một vũ linh khí địa giai hình trăng tròn kỳ lạ. Các thất luyện đao nhẫn cắt vỡ không gian bắn hướng Liễm Linh Tôn giả. Cường giả Vân Dương Tông lao lên, kết ấn, dốc sức công kích. Mọi người hợp tác đối kháng, nhanh. Nghe vậy, Linh Thiên Môn, các cường giả tôn cấp hai các hai đảo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc đều dốc hết sức ra. Vận dụng vũ linh khí, hồn khí. Đây đã là hết sức của mọi người, đối diện cường giả khủng bố như Liễm Linh Tôn giả thì chẳng ai dám giấu nghề. Cường giả Vân Dương Tông đang trên đường tới nơi, chỉ cần ngăn cản giây lát là được. Các tôn cấp của Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn cũng dốc sức ra. Sát phá quân chém búa to xuống, không gian bị rạch một đường, lực lượng cường đại lan tràn. Thánh Linh Thiên Tôn tập hạo nhiên tuôn ra linh lực, ánh sáng chảy xuôi quanh thân. Thủ ấn ngưng tụ nhanh như tia chớp. Một cột sáng linh lực siêu khổng lồ phun ra kèm theo dao động linh hồn kinh khủng phô thiên cái địa bao trùm Liễm Linh Tôn giả. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành kết thủ ấn. Hợp tác đối kháng. Năng lượng thiên địa như mây đen che kín bầu trời, năng lượng thiên địa hùng hậu đè ép không gian run run sắp tan vỡ. Một trường ấn to lớn nhanh như tia chớp bay ra chụp mạnh vào Liễm Linh Tôn giả. Trong phút chốc 70 tôn cấp cùng dốc sức tấn công một mình Liễm Linh Tôn giả. Thiên Phong Tôn giả hét lớn. Dốc sức ra tay đi, ta chống mắt xem sức một người làm sao đối kháng lại tất cả chúng ta liên hợp. Các cường giả tôn cấp phát ra khí thế ngút trời, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, sóng không gian lan tràn phương xa. Nhiều cường giả tôn cấp công kích, Liễm Linh Tôn giả không dám khinh thường. Liễm Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trường ấn càng nhiều, phô thiên cái địa ập xuống. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, công kích của nhiều cường giả dưới đất đã va chạm vào nhau, rất nhiều lực công kích khủng khiếp trong khoảnh khắc bùng nổ. Sóng năng lượng kinh khủng khuếch tán tràn ra, bẻ gãy nghiền nát nhiều đỉnh núi vỡ vụn, núi sụp đất nứt. Cộp cộp cộp. Một chiêu qua đi, trong 70 cường giả người thực lực thấp khoảng tôn cấp tứ trọng trở xuống đều bị đánh bay, mặt trắng bệch, có người khóe môi dính máu. Thực lực mạnh thì lảo đảo thụt lùi. Cộp. Liễm Linh Tôn giả cũng không chiếm ưu thế lớn, lắc lư thụt lùi. Liễm Linh Tôn giả khó đối kháng lại một kích của 70 tôn cấp, đòn tấn công qua đi làm lão biến sắc mặt, cổ họng phát ra tiếng gầm, dường như chịu thiệt bồ hòn.
Liễm Linh Tôn giả nét mặt xa sầm nói. Hừ, đông người chưa chắc ngăn được bản tôn. Mới rồi không chiếm được chút ưu thế làm lòng Liễm Linh Tôn giả rực lửa giận, thủ ấn thay đổi. Một cái chuông cổ to cỡ bàn tay hiện ra trong tay Liễm Linh Tôn giả, ánh sáng chợt lóe, chuông cổ biến to mấy trăm thước xoay quanh trên bầu trời. Chuông cổ xuất hiện phát ra khí tức cổ xưa, mọi người xung quanh cảm nhận áp lực tuyệt đối. Là hồn khí địa giai, chấn hồn chung của Liễm Linh Tôn giả. Nhiều cường giả nhìn Thiên Dương Tôn giả này đều biến sắc mặt. Rắc rối rồi. Liễm Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta chờ xem các ngươi làm sao ngăn cản ta. Thủ ấn của Liễm Linh Tôn giả thay đổi, một luồng sáng xoay quanh trên chuông cổ. Thoáng chốc chuông cổ xoay tròn, linh hồn lực hóa thành bão linh hồn phô thiên cái địa bùng ổ. Ong ong ong. Tiếng chuông ù tai phát ra từ trong chuông cổ, thanh âm mang theo công kích linh hồn không chỗ không xâm nhập ập hướng mọi người. Giác Linh Tôn giả hét to một tiếng. Mau, cùng nhau đối kháng. Giác Linh Tôn giả ném ra một hồn khí địa giai, thúc giục một màn sáng to che trước mặt. Tất cả cường giả cảm nhận công kích linh hồn phô thiên cái địa ập đến, biểu tình trầm trọng. Nhiều linh khí, linh lực chân khí kéo theo năng lượng đầy trời tụ tập lại, vội vàng ngăn cản Liễm Linh Tôn giả. Ong ong ong, linh lực của Liễm Linh Tôn giả tuôn ra ồ ạt, tiếng chuông liên tục truyền ra như tiếng sấm thiên địa, hóa thành sóng âm thực chất, như tia chớp và bão tố tràn đến. Sóng không gian bị sốc lên, sóng âm tiếng chuông chấn vỡ không gian, xuyên qua. Trong phạm vi tiếng chuông ập đến, những người tu vi thực lực thấp bị trúng chiêu, hộc máu. Phụt, bọn họ bị đẩy lùi, mặt trắng bệch, sóng âm linh hồn không chỗ không xâm nhập, khuếch tán bao phủ không đường trốn. Lúc này thanh âm lan hướng trận thế phi linh môn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Cẩn thận. Người bên cạnh Lục Lâm Thiên khó thể ngăn cản, hắn kết thủ ấn, màn sáng chân khí bao phủ giữa không trung trước mặt hắn bảo vệ mọi người. Ong ong ong. Tiếng chuông ù tai đụng vào màn sáng chân khí, mỗi một thanh âm nặng nề gõ vào sâu trong linh hồn Lục Lâm Thiên, làm mặt hắn tái xanh. Hồn khí địa giai của Liễm Linh Tôn giả đúng là khủng khiếp. Xoẹt. Cùng lúc đó, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác ngoại lực xâm nhập thế là phát ra luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng tiêu trừ áp lực của Lục Lâm Thiên, sóng âm công kích linh hồn cường đại chẳng hề ảnh hưởng được hắn. Người bên cạnh được Lục Lâm Thiên bảo vệ nên không bị ảnh hưởng lớn. Tiếng chuông lan tràn, ngày càng nhiều cường giả bị ảnh hưởng. Một số tôn cơ phộc máu. Phụt. Công kích linh hồn cộng thêm thực lực của Liễm Linh Tôn giả vận dụng đã đến trình độ khủng bố. Cùng lúc đó, phía chân trời vang lên tiếng hét to. Liễm Linh, có chấn hồn chung thì giỏi lắm sao? Phá cho ta. Thanh âm dứt, một bóng người áo xám nhảy ra khỏi sóng không gian, lắc người chớp mắt đến bên cạnh Thiên Phong Tôn giả. Growl. Người áo xanh đáp xuống, vạt áo phần phật, thuộc tính phong đầy trời tụ tập lại, người áo xám kết các thủ ấn quái dị kéo càng nhiều năng lượng thuộc tính phong tới gần. Chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, người áo xám mặt đỏ rực. Người áo xám kết xong thủ ấn cuối cùng. Sư vương nộ hống. Năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa xung quanh tụ tập lại, dây lát hình thành cái đầu sư tử ảo siêu khổng lồ hùng cứ không trung. Ảo ảnh trong trẻo, đôi mắt to như cái lỗ đen, uy hiếp vô hình đè ép không gian xung quanh ảo ảnh dạn nứt li ti. Đầu sư tử khổng lồ há miệng rồng, tiếng sư tử gầm hùng hồn hóa thành sóng âm đinh tai chấn mở sóng không gian tràn ra. Growl growl. Chấn động sóng gợn như sóng biển trong sóng thần đụng vỡ gợn sóng không gian, trong khoảnh khắc va chạm vào tiếng chuông của Liễm Linh Tôn giả. U u u u. Hai sóng âm đụng độ phát ra thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe, làm màng tai ù đặc. Sóng âm va chạm, không gian bị xé nát từng tầng, có bị xé một vệt thật dài. Ầm ầm ầm. Không gian không chịu nổi lực lượng va chạm to lớn nữa, chớp mắt lộ ra cái lỗ sâu to. Kinh khí tán loạn lan nhanh hình thành màn sáng đường cong trục xuống rồi dần tan biến ở giữa không trung. Cộp cộp cộp. Thanh âm chói tai trên bầu trời biến mất, Liễm Linh Tôn giả và người áo xám cùng văng ra. Người áo xám bị đẩy lui, trường bào hai tay vung lên ngừng thế lùi, đứng lơ lửng. Người áo xám phát ra khí thế ngút trời, xung quanh hình thành năng lượng thuộc tính bao bọc, toàn thân phát ra khí thế bá đạo tuyệt luân. Người áo xám đứng lại, vung trường bào, khoanh tay đứng. Liễm Linh, đã qua nhiều năm mà ngươi vẫn không tiến bộ được bao nhiêu, ta đã coi trọng ngươi hơi quá. Trong một giây Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm người đó.
Đây là một lão nhân mặc trường bào màu xám trắng, đôi mắt sâu thẳm như lỗ đen, khoảng 70 tuổi, tóc đen như mực. Quanh thân như tùy thời có gió nhẹ phất, cảm giác tắm trong gió xuân. Rõ ràng người ở ngay trước mắt nhưng làm người ta có ảo giác như ẩn như hiện. Con người Lục Lâm Thiên co rút. Sư tổ Vân Phi Hồng. Người đến là lão tông chủ của Vân Dương Tông, cũng là sư tổ Vân Phi Hồng của Lục Lâm Thiên. Vân Phi Hồng xuất hiện, các đệ tử Vân Dương Tông hành lễ. Tham kiến lão tông chủ. Nhìn Vân Phi Hồng, Liễm Linh Tôn giả sắc mặt âm trầm nói. Vân Phi Hồng, không ngờ ngươi cũng đến. Quả nhiên Vân Dương Tông có lòng muốn nhúng chàm cổ vực. Mắt Liễm Linh Tôn giả bắn tia lạnh lẽo, Vân Phi Hồng đến thì lão khó chiếm ưu thế. Vân Phi Hồng vung trường bào, nhìn biển tay chân cụt bên dưới, rời mắt sang Liễm Linh Tôn giả. Nực cười, Lan Lăng Sơn Trang nhà ngươi hợp sức với Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông đại trận dùng ăn hiếp một hậu bối của ta, xem Vân Dương Tông ta không tồn tại sao. Dĩ nhiên ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bùm bùm bùm. Phương xa, tiếng năng lượng va chạm kinh người không ngừng truyền đến. Mang Linh Tôn giả và Phong Vũ Tôn giả đánh nhau, lực lượng khủng bố hở chút là xé sóng không gian. Hắc Vũ và Yết Sát Tôn giả cũng đang kịch chiến. Phong Vũ Tôn giả giống to. Mang Linh, để ta nhìn xem thực lực của ngươi đến tình trạng gì. Một quyền ấn tụ tập lại, quyền ấn hóa thành bóng sáng đỏ rực mơ hồ như tia chớp bắn ra, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đỏ thẫm đáng sợ như muốn hòa tan không gian. Hơi nước trong không khí hơi nước bị trực tiếp bốc hơi, không gian run rẩy. Còn người Mang Linh lão tổ co rút. Hừ, ngươi thì làm gì ta được. Linh lực phô thiên cái địa ưu tôn ra, tụ tập năng lượng thiên địa oanh kích quyền ấn. Hai quyền ấn hóa thành tàn ảnh, năng lượng thiên địa hùng hồn rít gào vào tới, sóng không gian truyền ra tiếng xé gió rào rào, nháy mắt lực công kích va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Lực công kích của hai siêu cấp cường giả tôn cấp va chạm vào nhau. Không gian thiên địa bị cú va chạm khủng bố làm run bần bật. Dư âm kinh khí khủng khiếp xé rách từng cái khe không gian xung quanh lộ ra tia sáng đen nhưng chớp mắt khép lại với nhau. Cộp cộp cộp. Bão kinh khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời vừa mới tán đi thì hai người cùng bị đẩy lui. Nhưng dường như Mang Linh Tôn giả yếu thế một chút, lùi nhiều hơn vài bước. Phong Vũ Tôn giả hét to một tiếng. Mang Linh, về lực công kích thì ngươi làm sao đánh lại ta? Phong Vũ Tôn giả lại oanh kích. Còn người Mang Linh lão tổ co rút. Phong Vũ, lực công kích người mạnh nhưng cũng không thể làm gì ta. Mang Linh Tôn giả là linh giả, về lực công kích dĩ nhiên không thể sánh bằng Phong Vũ Tôn giả. Vì Phong Vũ Tôn giả là vũ giả tam hệ, thực lực cực kỳ cường đại. Mang Linh lão tổ kết thủ ấn ngay, nhanh chóng thụt lùi, linh hồn lực bao bọc quanh người. Từng đợt công kích linh hồn ập hướng Phong Vũ Tôn giả. Bùm bùm bùm. Năng lượng công kích phô thiên cái địa, cường giả tôn cấp giơ tay nhấc chân sẽ kéo theo năng lượng thiên địa khủng bố. Thực lực đáng sợ của cường giả tôn cấp hiện rõ vào phút này. Yết Sát Tôn giả quát to. Liễm Linh, mau dê tiểu tử kia đi. Yết Sát Tôn giả đánh ra một đòn công kích kinh khủng vào Hắc Vũ, nhưng cũng không làm gì được đối thủ. Ánh mắt Liễm Linh Tôn giả khó xem, hiện tại lão muốn làm gì Lục Lâm Thiên thì cũng bị Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng ngăn trở. Không cách nào tấn công hữu hiệu. Vân Phi Hồng đứng thẳng, cười to bảo. Ha ha ha, ta xem hôm nay ai dám đụng vào hậu bối của ta. Không trung sau lưng Vân Phi Hồng tràn đầy năng lượng thuộc tính phong che lấp nửa bầu trời. Phía xa Yết Sát Tôn giả lại cất tiếng nói. Phong tỏa không gian chưa đủ trình độ để ngăn cản ta. Yết Sát Tôn giả bị họa địa vi lao của Hắc Vũ phong tỏa, ánh mắt lão âm trầm, tay kết thủ ấn phức tạp trong không khí. Sát khí nổi lên quanh thân Yết Sát Tôn giả, năng lượng bao la càng lúc càng cuồng bạo đụng vào họa địa vi lao của Hắc Vũ. Với năng lượng va chạm kiểu này, không gian bị phong tỏa chớp mắt co rút. Không gian phong tỏa như bong bóng phình to ngày càng lớn dần nhưng không thể nứt vỡ. Mặt Yết Sát Tôn giả từ xanh chuyển màu đỏ. Phá mở cho bản tôn. Năng lượng sát khí hùng hồn tràn ngập, năm ngón tay co lại, quyền ấn kèm theo uy thế kinh người oanh kích vào vách tường không gian. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thoáng chốc nứt vỡ. Ầm ầm ầm. Nắm quyền vượt qua vách tường không gian, đột nhiên không gian bị phong tỏa nổ tung, tiếng nổ như sấm đánh tựa tiếng sét giữa trời xanh. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, không gian xung quanh bị xốc lên lỗ hổng sâu, kinh khí ngập trời và năng lượng thiên địa biến thành đường cong giữa không trung rồi khuếch tán trên bầu trời Thiên Môn Cốc.
Vù vù vù. Trong khoảnh khắc này Yết Sát Tôn giả nhảy vọt ra, sắc mặt từ đỏ rực chuyển màu tái xanh. Để phá họa địa vi lao của Hắc Vũ không dễ dàng gì, chắc Yết Sát Tôn giả đã thi triển thủ đoạn nào đó tiêu hao khá lớn. Cộp cộp cộp. Họa địa vi lao bị phá đẩy lùi Hắc Vũ mấy bước, trong trạng thái hình người thì thực lực không bằng lực công kích lúc là bản thể. Yết Sát Tôn giả lao ra khỏi họa địa vi lao của Hắc Vũ, lão nhìn Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Hắc Vũ. Liễm Linh, Phong Vũ, hãy dốc hết sức ra đi. Có mặt ba người này thì bọn họ không thể chiếm ưu thế, nhưng mối thù hôm nay không thể không trả. Chủ các đại sơn môn còn nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Dốc hết sức đi. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả nghe vậy ánh mắt âm trầm. Đối phó ba người này thì bọn họ phải dốc hết sức ra mới được. Đôi mắt đục của Vân Phi Hồng toát ra sự bá đạo. Dốc hết sức thì sao? Mái tóc dài đen bóng bay lên, Vân Phi Hồng nhìn hướng Mang Linh Tôn giả. Mang Linh, Phong Vũ dốc hết sức ra có gây khó khăn gì cho ngươi không? Mang Linh Tôn giả phủi áo tím. Vũ Tôn bát trọng tam hệ đúng là không yếu, nhưng muốn gây khó khăn cho ta thì chưa đủ sức. Mang Linh Tôn giả nhìn Vân Phi Hồng. Ngươi lo suy nghĩ có đủ sức ứng đối Liễm Linh hay không đi. Vân Phi Hồng nhìn Liễm Linh Tôn giả chằm chằm, khóe môi cong lên. Ta thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Vân Phi Hồng, ngươi không cần hoành hoang. Liễm Linh Tôn giả lạnh lùng cười. Tiểu tử, bản tôn nói lần cuối, hãy giao ra người của chúng ta, nếu không bản tôn sẽ bằng ngươi ra thành vạn khúc. Con ngươi Lục Lâm Thiên co rút, khí lạnh toát ra. Lục Lâm Thiên lắc người đến bên cạnh Lục Tâm Đồng, một tay nhấc Gia Cát Tử Vân lên. Gia Cát Tử Vân bị Lục Lâm Thiên xách trong tay, gã kinh hoàng hét to. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Tử Vân rất sợ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên phớt lờ Gia Cát Tử Vân, hắn nhìn Liễm Linh Tôn giả, hỏi. Ngươi muốn người phải không? Liễm Linh Tôn giả lạnh lùng trừng Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, biết điều thì thả người ra. Nếu không ngươi sẽ không chịu nổi hậu quả. Lục Lâm Thiên cười khẩy nói. Tốt, ta đưa một ít cho ngươi trước. Ánh sáng vàng lóe lên trong tay Lục Lâm Thiên, bàn tay hắn chộp tay trái Gia Cát Tử Vân, kéo mạnh. Răng rắc, tiếng xương gãy trong trẻo vang lên. Bàn tay trái của Gia Cát Tử Vân, ngón út bị Lục Lâm Thiên bẻ gãy, máu chảy ròng ròng. Tay đứt ruột sót, Gia Cát Tử Vân hét dầm trời. A. Lục Lâm Thiên cười nhạt nhìn Liễm Linh Tôn giả. Lúc này ngươi còn uy hiếp ta là hành động không sáng suốt, ngươi muốn người. Vậy cho ngươi một ngón tay trước, nếu ngươi vẫn muốn, ta cho ngươi thêm một ngón chịu không? Lục Lâm Thiên ném ngón út của Gia Cát Tử Vân cho Liễm Linh Tôn giả phía đối diện. Chuyện hôm nay đã là thù sâu như biển, ba sơn môn sẽ không bỏ qua, Lục Lâm Thiên cũng không chịu xóa sổ, vì vậy chẳng cần khách sáo làm gì. Mặt Liễm Linh Tôn giả xanh mét. Mắt tràn ngập tức giận. Lục Lâm Thiên, bản tôn nhất định sẽ bầm thây ngươi ra. Một đám cường giả Mang Linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng một lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên. Trước mặt mấy siêu cấp cường giả như Liễm Linh Tôn giả mà có khí thế như vậy, người bình thường sao dám làm. Đám người Mang Linh Tôn giả, Vân Phi Hồng vừa kinh thán vừa thầm bất đắc dĩ. Ba lão quỷ Liễm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả không dễ chọc. Nếu bị ký làm liều thì sẽ lưỡng bại câu thương. Khi đó những người Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn có mặt tại đây chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng. Gia Cát Tử Vân hét khàn cả giọng nhưng không thể nhúc nhích một ly. Liễm Linh lão tổ cứu ta với. Hiện tại từ sâu trong linh hồn Gia Cát Tử Vân cực kỳ kiêng dè Lục Lâm Thiên. Liễm Linh Tôn giả hét to một tiếng. Ra tay. Linh khí dao động kéo theo sóng không gian lan tràn. Không gian xung quanh vặn vẹo. Liễm Linh Tôn giả kết thủ ấn nhanh, cánh tay vung, năm ngón co lại căng cứng. Liễm Linh Tôn giả há mồm, năm linh lực ngưng tụ thủ ấn rạch phá không gian siêu tốc bay ra. Tiểu tử, bản tôn sẽ bầm thây ngươi ra. Năm thủ ấn của Liễm Linh Tôn giả bay ra mang theo kình phong mãnh liệt xé rách không khí, xen lẫn lực công kích linh hồn kinh khủng. Tảo ấn chớp mắt tới nơi, tiếng xé gió sắc nhọn làm màng tai đau nhói. Sóng không gian xung quanh giạt ra, từng vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán. Ánh mắt Vân Phi Hồng âm trầm quát. Liễm Linh, người hãy qua ải của ta đã. Vân Phi Hồng dứt lời liền như mũi tên bắn nhanh ra, chớp mắt biến mất tại chỗ. Bùm bùm bùm.
trong phút chốc khi Vân Phi Hồng hiện hình thì một trưởng ấn va chạm vào trưởng ấn của Liễm Linh Tôn giả. Một trưởng một chảo va chạm, tiếng nổ trầm đục vang lên. Sóng không gian nét dạn, các khe hở lan tràn. Hành động. Cùng lúc đó, thấy Liễm Linh Tôn giả tấn công thì khí thế của Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả cũng dâng cao đến đỉnh, dốc hết sức ra. Hai chân khí chợt lóe, kinh khí vô hình bắn ra, Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả lao hướng Hắc Vũ, mang Linh Tôn giả. Nhìn Yết Sát Tôn giả nhào tới, Hắc Vũ lắc người, quyền ấn oanh kích mang theo uy thế không gian vặn vẹo. Chớp mắt Hắc Vũ xuất hiện sau lưng Yết Sát Tôn giả, quyền ấn quyền vào lưng lão, tốc độ cực nhanh. Về khống chế không gian thì Yết Sát Tôn giả làm sao bằng Hắc Vũ được thiên phú không gian ưu ái. Yết Sát Tôn giả sớm biết tốc độ rất khủng bố của Hắc Vũ, lão cảm giác sau lưng nguy hiểm, biến sắc mặt. Yết Sát Tôn giả hét to. Hừ. Chân khí tăng vọt đến cực độ, dốc hết sức ra. Trong phút chốc Yết Sát Tôn giả kết thủ ấn, ngọn lửa đỏ rực tuôn ra từ thân thể lão hóa thành đường cong tròn trại màu đỏ thẫm. Lửa khuếch tán đầy trời. Hắc Vũ nhướng chân mày, thân hình đen như mực chớp mắt biến mất tại chỗ. Phong Vũ Tôn giả bắt đầu đánh hết sức. Mang Linh, ta chống mắt xem ngươi làm sao đối kháng lại ta. Vũ giả tam hệ, đan điền khí hải khổng lồ, thêm vào thiên phú tam hệ của Phong Vũ Tôn giả, trong cùng đẳng cấp bát giai gần như là mạnh nhất. Lúc này Phong Vũ Tôn giả dốc hết sức ra, Mang Linh Tôn giả liên tiếp bị đẩy lui. Mang Linh Tôn giả bị đẩy lùi liên tục, ánh mắt âm trầm. Thế thì ngươi cứ thử xem. Thủ ấn của Mang Linh Tôn giả thay đổi, linh hồn lực tuôn ra. Công kích linh hồn lực làm Phong Vũ Tôn giả bối rối. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm đại chiến nhanh giữa siêu cấp cường giả tôn cấp, vẻ mặt hắn tràn đầy cảm thán. Tôn cấp bình thường thì Lục Lâm Thiên còn xen vào được, nhưng trong đại chiến thế này hắn vốn không có tư cách nhúng tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn, sáu thân hình nhanh như tia chớp đã giao thủ mấy trăm chiêu trên bầu trời. Quanh thân Hắc Vũ khuếch tán sóng không gian lăn tăn. Hắc Vũ nhìn ngọn lửa hừng hực cháy bao phủ Yết Sát Tôn giả, Hắc Vũ kết thủ ấn, màn sáng lan tràn ra quanh thân. Hắc Vũ lao thẳng vào ngọn lửa, lửa ngút trời không thể thẩm hấu vào màn sáng. Hắc Vũ đã vào trong ngọn lửa, chớp mắt xuất hiện trước mặt Yết Sát Tôn giả. Thủ ấn vung, một thất luyện linh nguyên bay ra. Xoẹt. Ánh mắt Yết Sát Tôn giả âm trầm, ngọn lửa tụ thành quyền ấn, tiếp theo quyền ấn này đánh mạnh ra. Bùm. Không gian vặn vẹo biến hình, không gian bị ngọn lửa bao trùm nứt rạn. Trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, sóng lửa ngập trời tuôn ra từ vùng trung tâm lực lượng va chạm. Thoáng chốc sóng nhiệt lan tràn trời cao. Cộp cộp cộp. Hai bóng người lại bị đẩy lùi. Không làm gì được Hắc Vũ khiến biểu tình của Yết Sát Tôn giả cực kỳ khó xem, lão hét to một tiếng. Linh thú bát giai hậu kỳ, tưởng ta sợ ngươi sao? Tiếng quát dứt, trên người Yết Sát Tôn giả trùm bộ giáp màu đỏ quái dị, đầu cũng bị trùm bên trong. Khải giáp này hơi quái lạ, do nhiều mảnh giáp luyện chế thành. Trên mảnh giáp có minh hỏa quanh quẩn, thiêu cháy sóng không gian nhuộm thành màu lửa đó. Khí nóng khủng khiếp khuếch tán. Hắc Vũ nhướng mày nói. Khải giáp hộ thân địa giai. Trên người Yết Sát Tôn giả còn có khải giáp hộ thân địa giai sao? Con người Lục Lâm Thiên co rút. Không uổng là cường giả của Thánh Linh Giáo. Khải giáp hộ thân của Yết Sát Tôn giả rõ ràng không phải linh khí địa giai bình thường. Có linh khí khải giáp phòng ngự địa giai hộ thân khiến Yết Sát Tôn giả tự tin hơn hẳn. Dây dưa đã lâu mà không thể đối phó Lục Lâm Thiên. Thực lực của sáu người trong một lúc không ai làm gì được ai. Yết Sát Tôn giả đổi ý. Liễm Linh, Phong Vũ, đừng dây dưa với bọn họ nữa, đối phó tiểu tử Lục Lâm Thiên trước đi. Nếu không thể làm gì linh thú bát giai này được vậy trực tiếp xuống tay với Lục Lâm Thiên, đối phương khó thể ngăn cản được lão. Ầm ầm ầm. Phong Vũ Tôn giả hét to một tiếng. Cũng tốt, đối phó tiểu tử kia trước. Phong Vũ Tôn giả đứng thẳng vọt ra. Một chiêu xé rách không gian đẩy lui Mang Linh Lão Tổ, nháy mắt lao hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Mang Linh Lão Tổ âm trầm. Muốn đi qua, không dễ vậy. Mang Linh Tôn giả lại chặn đường Phong Vũ Tôn giả. Xoẹt. Liễm Linh Tôn giả bỏ qua Vân Phi Hồng, chuyển hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Vân Phi Hồng trầm xuống, cười khẩy nói. Liễm Linh, tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Chớp mắt Vân Phi Hồng chặn trước mặt Liễm Linh Tôn giả. Tốc độ nhanh đến không thể sánh bằng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm mọi thứ, con người co rút.
Sư tổ này dùng thân pháp dường như giống y nhạc phụ Vân Thiếu Thiên thi triển. Thân pháp của Vân Phi Hồng có nhiều chỗ giống phù quang lược ảnh, Lục Lâm Thiên định bụng nếu có cơ hội, nếu tu luyện được thì chắc chắn sẽ tiến bộ về tốc độ hơn nữa. Có khải giáp phòng ngự hộ thân nên Yết Sát Tôn giả tự tin quát vào mặt Hắc Vũ. Để xem ngươi làm sao ngăn cản ta. Yết Sát Tôn giả lao hướng Lục Lâm Thiên, thân hình như xé rách không gian, nhanh đến cực kỳ khủng bố. Hắc Vũ lắc người, ánh mắt lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cảm thấy có thể qua đó được sao? Thoáng chốc Hắc Vũ biến mất tại chỗ, khi dứt lời thì như quỷ mị xuất hiện trước mặt Yết Sát Tôn giả. Đao Linh Nguyên ngưng tụ thất luyện trong tay Hắc Vũ đập vào ngực Yết Sát Tôn giả. Bùm bùm bùm. Ánh mắt Yết Sát Tôn giả âm trầm, chợt khựng lại. Tốc độ của linh thú bát giai này kinh khủng thật. Mắt Yết Sát Tôn giả lóe tia lạnh lùng và độc ác, quyền ấn giơ lên. Quyền ấn biến động khiến ngọn lửa bám trên quyền ấn bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng mang theo khí nóng, năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời bắt đầu tụ tập lại. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập, Yết Sát Tôn giả nhanh chóng kết thủ ấn hình thành con thú bộ dạng sói. Lửa ngón cháy bao bọc thú ảnh, không gian bị đốt cháy nhuộm thành màu đỏ thẫm. Yết Sát Tôn giả búng ngón tay, hét to một tiếng. Thiên hỏa long ảnh, đi! Tiếng quát dứt, thú ảnh hình sói lửa khổng lồ biến thành vệt sáng đỏ rực mơ hồ, nó tựa như vật sống nhanh như tia chớp lao ra. Growl! Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập, thú ảnh hình sói to ngàn thước chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực hùng hồn đáng sợ. Nơi thú ảnh lướt qua, để lại vệt khí thể xám xịt như mây như sương trong không gian. Nguyên không gian run bần bật. Đám đông cường giả xung quanh cảm nhận khí tức đó thì liếc thoáng qua, nhiều người lộ ánh mắt kinh thán. Vũ khí thú ảnh hình sói mang theo uy thế khiến cường giả tôn cấp có mặt thầm e dè. Thiên hỏa lang ảnh, vũ khí địa cấp cao giai của Thánh Linh giáo. Không ngờ là vũ khí địa cấp cao giai. Thú ảnh hình sói đáng sợ mang theo ngọn lửa xẹt qua chân trời trước bao cặp mắt. Thú ảnh hình sói tựa như thiên thạch lửa đụng vào Hắc Vũ ngưng tụ linh nguyên thất luyện. Hai năng lượng khủng bố va chạm trên bầu trời, trong phút chốc cả khung trời đông lại. Không gian rung nhẹ, một luồng sáng chói mắt bắn ra từ vị trí hai năng lượng va chạm. Ngay sau đó, trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét vang lên. Tiếng nổ vang vọng như sấm sét trên bầu trời. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, thú ảnh hình sói và Hắc Vũ ngưng tụ linh nguyên thất luyện cùng bùng nổ. Bão năng lượng cực kỳ kinh khủng càn quét bốn phía. Tựa như vòm sáng bao phủ khoảnh khắc tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước, xen lẫn với lửa đầy trời. Kinh khí vô biên xen lẫn lửa ngút trời tàn phá, bên dưới như núi sụp đất nứt, mấy ngọn núi bị cuốn vào trực tiếp bị san bằng. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung, kinh khí năng lượng kinh khủng tàn phá, nhiều cường giả vũ tôn ở phía xa kinh hoàng nhìn. Khí nóng tựa biển lửa cuồn cuộn bao phủ không gian, từng đợt sóng đều bị nhuộm đỏ lan tràn ra xa. Cảnh tượng hỗn loạn này làm người ta nhìn chăm chú vào bầu trời sẽ bị mơ hồ tầm mắt. Sóng gợn cuồng bạo như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian to lớn đều bị năng lượng đáng sợ va chạm vặn vẹo. Công kích khủng bố từ Hắc Vũ và thú ảnh hình sói siêu khôn khiếp. Lúc này mọi người rất căng thẳng, mới rồi bọn họ không khó nhìn ra linh nguyên thất luyện của Hắc Vũ mới rằng qua một chốc đã bị thú ảnh hình sói của Yết Sát Tôn giả phá hủy rồi chính Hắc Vũ bị cuốn vào trong. Mọi người không biết Hắc Vũ có đối kháng nổi vũ khí địa cấp cao giai của Yết Sát Tôn giả được không? Lục Lâm Thiên thầm kinh thán. Địa giai cao giai thật khủng khiếp. Trong không gian hỗn loạn dù là cường giả tôn cấp bình thường cũng khó thể nhìn rõ ràng bên trong. Khi kinh khí tan biến, hai bóng người hiện ra trên bầu trời, nhiều người ánh mắt sửng sốt. Lúc này trong không trung trừ Yết Sát Tôn giả ra một thân hình khổng lồ đen thui bay lơ lửng. Gru! Bóng đen xuất hiện. Tia sáng đen lóe lên, đột nhiên khuếch tán, thiên địa mênh mông vang tiếng khe khẽ, thanh âm như tiếng phượng hoàng hót, mọi người nghe vào tai bỗng chốc linh hồn run lẩy bẩy. Bùm! Ánh sáng đen đổ ập xuống, toàn bộ không gian dưới đất run rẩy. Mọi người kinh sợ thấy rõ ràng một vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cùng với vật khổng lồ xuất hiện, khí thế thê lương như tồn tại từ viễn cổ lặng lẽ lan tràn. Khí tức này khiến linh hồn mọi người run rẩy. Trên bầu trời, vật khổng lồ toàn thân đen thui, ánh sáng đen dập trời bao phủ. Hình dạng giống chim đại bàng, cánh đen bóng, đôi mắt to sắc bén, thân hình to ngàn thước. Đôi cánh khổng lồ vỗ đập, cả bầu trời vào phút này đều run rẩy. Không gian dưới đôi cánh vỡ ra từng tấc, khe nứt đen thui hiện ra phía chân trời.
mọi người bên dưới thân hình to lớn có cảm giác không chống cự nổi, khí thế khiến linh hồn người lạnh lẽo. Khí thế này làm trong không gian trừ Tiểu Long ra tất cả yêu thú, linh thú bị ức chế, nhưng linh thú thì bị ảnh hưởng nặng hơn. Các tiếng kinh thán vang lên. Cửu Thiên Côn Bằng, là Cửu Thiên Côn Bằng. Nhiều cường giả nhìn bản thể Cửu Thiên Côn Bằng của Hắc Vũ đều ngạc nhiên vô cùng. Linh thú Cửu Thiên Côn Bằng rất hiếm thấy, nghe đồn đã tuyệt chủng, ai ngờ được dịp trông thấy. Thiên Dương Tôn giả nhìn chằm chằm bản thể Hắc Vũ, tràn ngập giật mình kêu lên. Bắc Minh có cá gọi là côn, dương cánh cửu thiên gọi là bằng, dục hỏa trọng sinh mà hóa phượng, âm dương tương sinh đồ đằng long. Đây là cửu thiên côn bằng. Cửu thiên côn bằng là một loại linh thú huyết mạch dưới linh hoàng, đồn rằng cùng cửu vĩ thiên hồ, một linh thú một yêu thú này gần bốn thú hoàng tộc nhất. Thiết Sát Tôn giả cực kỳ giật mình, hết hồn nhìn bản thể Hắc Vũ. Cửu thiên côn bằng, hèn gì lực lượng không gian mạnh như thế, hóa ra là cửu thiên côn bằng. Hèn gì thiên phú không gian của đối phương mạnh như vậy, hóa ra là linh thú cửu thiên côn bằng khủng bố. Hắc Vũ hóa thân bản thể, trong cái mỏ sắc nhọn phát ra thanh âm như chuông đồng. Ta chờ xem ngươi làm sao vượt mặt ta được, linh khí phòng ngự địa giai cũng không có hiệu quả với ta. Mắt Hắc Vũ lóe tia sáng, trong trạng thái bản thể mới phát huy công kích mạnh nhất của mình được. Biểu tình của Yết Sát Tôn giả cực kỳ khó xem, nếu là linh thú bát giai hậu kỳ bình thường còn đỡ, lão có thể đối kháng lại. Nhưng đây là linh thú cửu thiên côn bằng khủng bố, linh thú bình thường không thể so sánh. Hắc Vũ hét to một tiếng. Lui xuống cho ta. Đôi cánh to đập, ánh sáng đen đậm đặc lan tràn trên bầu trời, che dập trời. Năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa ập hướng Yết Sát Tôn giả, cơ thể cao lớn chớp mắt đến trước mặt lão, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Ầm ầm ầm. Biểu tình của Yết Sát Tôn giả trầm trọng, cứng rắn nghênh đón. Hai lực công kích lại va chạm, lực công kích xé rách không gian, vang tiếng nổ đi đùng. Yết Sát Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả dốc hết sức ra. Nhưng ba người mang linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng, Hắc Vũ cũng hết sức, muốn tấn công Lục Lâm Thiên là điều không thể. Hắc Vũ, mang linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng không dễ chọc. Trên bầu trời, Yết Sát Tôn giả dốc hết sức muốn lao hướng Lục Lâm Thiên. Hắc Vũ hét to một tiếng. Còn muốn đi qua, thực lực của ngươi chưa đủ. Thân hình khổng lồ lại chặn đường Yết Sát Tôn giả. Yết Sát Tôn giả nét mặt xa sầm nói. Tránh ra cho ta. Yết Sát Tôn giả kết thủ ấn, dây lát tay cầm vũ linh khí hình loan đao. Yết Sát Tôn giả bước ra một bước, sóng không gian khuếch tán. Hai tay Yết Sát Tôn giả cầm đao, loan đao xẹt qua, khí thế kinh khủng dâng trào. Một nhát đao xẻ không gian lộ ra khe nứt đen thui. Khe nứt không gian lộ ra, mọi người cảm giác không khí cực kỳ nặng nề. Khe nứt không gian sâu thăm thẳm như có thể nuốt cả linh hồn, khiến người rợn tóc gáy. Nhát đao khủng bố chém hướng Hắc Vũ. Vù vù vù. Bản thể khổng lồ của Hắc Vũ đập đôi cánh, bầu trời rung rinh theo, thân hình cắt vỡ không gian. Trong nháy mắt hai cánh Hắc Vũ cắt vỡ không gian, đột nhiên có vầng sáng đen xuất hiện quanh nhát đao. Phong tỏa đao lại. Vù vù vù. Nhát đao khủng bố có uy lực khủng khiếp xẻ đôi không gian, sức mạnh đáng sợ đụng vào vầng sáng đen. Trên vầng sáng đen có vết nứt dài, các vết nứt nhỏ hơn như mạng nhện lan tràn ra nhưng lập tức khép lại, phục hồi như ban đầu. Nhát đao khủng bố xé rách không gian nhưng lúc này không thể xé ra không gian mà Hắc Vũ giam cầm. Cộp cộp. Phản lực mạnh mẽ đẩy Yết Sát Tôn giả thụt lùi mấy bước, lão lảo đảo lùi ra sau, con người co rút. Thực lực của Cửu Thiên Côn Bằng trong trạng thái bản thể mạnh hơn Yết Sát Tôn giả đã tưởng. Phía xa, Mang Linh lão tổ hét to. Phong Vũ, ngươi lui xuống đi. Ánh mắt Mang Linh Tôn giả âm trầm lạnh băng, lại lao vào Phong Vũ Tôn giả. Mãi không đột phá vòng vây của Mang Linh Tôn giả được, Phong Vũ Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Mang Linh, mấy năm nay thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh. Nếu là trước kia thì ta còn e ngại công kích linh hồn của ngươi mấy phần. Nhưng hiện tại khó thể làm gì ta được. Phong Vũ Tôn giả kết thủ ấn, mới rồi lão còn khen công kích linh hồn của Mang Linh lão tổ nhưng giây sau tỏ ra chẳng hề e sợ. Phong Vũ Tôn giả tung quyền ấn, lực lượng hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa minh mông tụ tập lại. Mắt Mang Linh Tôn giả lóe sáng, khẽ hừ. Thì ra là linh khí phòng ngự linh hồn, nhưng e rằng chưa đủ sức ngăn cản công kích linh hồn của ta. Thế công của Mang Linh Tôn giả chẳng hề chậm lại.
Phong Vũ Tôn giả lạnh lùng quát. Phải thử mới biết. Năng lượng tụ tập trong tay Phong Vũ Tôn giả, một quyền ấn đánh ra. Vang tiếng nổ trầm đục, không gian đằng trước quyền ấn, một khe hở không gian đen thui nhanh như tia chớp lan tràn rồi bay hướng Mang Linh lão tổ. Uy thế đó làm Mang Linh lão tổ cảm nhận lực lượng khủng bố từ tia chớp này, bỗng chốc ánh mắt sắc bén xa sầm, linh lực hoàn toàn bùng nổ. Trong tay Mang Linh tôn giả tụ tập cột sáng linh hỏa to lớn va chạm mạnh với quyền ấn bắn tới. Bùm bùm bùm. Cú va chạm hung hãn, kinh khí khủng bố làm Mang Linh tôn giả bị đẩy lùi, lửa ngập trời bị đẩy tan, trong phút chốc khó thể ngăn cản Phong Vũ tôn giả. Phong Vũ tôn giả cười to bảo. Mang Linh, ta nói rồi, người không ngăn ta được. Phong Vũ tôn giả đẩy lui Mang Linh tôn giả rồi lại lao hướng Lục Lâm Thiên. Mang Linh tôn giả hừ lạnh một tiếng. Hừ, trở về cho bản tôn. Mang Linh tôn giả đột nhiên vung trường bào, một sợi dây thường màu trắng nhanh như tia chớp bay ra. Dây thường màu trắng như có muôn vàn tia chớp, uy hiếp linh hồn hùng hậu bay hướng Phong Vũ tôn giả. Nhìn sợi dây thường màu trắng, Phong Vũ tôn giả giật thót. Phược hồn tác. Phong Vũ tôn giả không dám khinh thường, ánh sáng trắng đâm tới thì tia sáng chợt lóe dưới chân lão, nhanh chóng thụt lùi. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc dây thừng màu trắng như mạng nhện bao trùm Phong Vũ tôn giả, nó giống vật sống phủ lên mảng lớn không gian. Phong Vũ tôn giả lần thứ hai bị nhốt trong đó. Ầm ầm ầm. Ba người Liễm Linh tôn giả dốc sức công kích, ba người Thiên Dương tôn giả hết sức ngăn cản. Trong phút chốc không ai làm gì ai được. Trong sáu người nhìn từ mặt ngoài thì Hắc Vũ mạnh nhất, hoàn toàn đè đầu đánh yết sát tôn giả. Lục Lâm Thiên nhìn bầu trời, đôi mắt ngày càng lạnh băng. Lục Lâm Thiên nhìn ra được sáu người khó phân rõ thắng thua, trừ phi bọn họ liều chết với nhau, nếu không rất khó chia ra. Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tia sáng lạnh, lặng lẽ kết thủ ấn, ánh sáng tím vàng lóe lên trong tay hắn. Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn hiện ra, ba bóng người xuất hiện trong cấm chế trong tay Lục Lâm Thiên, là Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Dừng tay cho ta. Lục Lâm Thiên nói với sáu người đánh nhau kịch liệt trên bầu trời. Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả, Liễm Linh tôn giả, các ngươi còn dám đánh thì ba người này sẽ chết ngay. Ầm ầm ầm. Sáu người cùng đánh ra một chiêu rồi thuận thế lùi ra. Thấy ba người Đồng Quy Tinh, Yết Sát tôn giả quát to. Tiểu tử, mau thả người. Mắt Yết Sát tôn giả càng lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên nhìn ba người Liễm Linh tôn giả dục dịch, mắt lóe ý cười nhạt. Ba người tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút, nếu còn tiến lên một bước là ba người này chết chắc. Nếu các ngươi không tin thì cứ thử xem, coi ta có dám giết ba người không. Và tuyệt đối đừng uy hiếp ta, chiêu đó vô dụng với ta. Nếu ai uy hiếp ta sẽ có kết cuộc như tên này. Lục Lâm Thiên ra hiệu cho ba người Liễm Linh tôn giả nhìn kết cuộc của Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai được ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, trước tiên là ngó xung quanh. 150 vạn đệ tử Ba Sơn Môn lúc này chỉ còn một vạn người đứng phía xa, toàn quân bị diệt. 20 mấy tôn cấp không còn một người, mấy trăm cường giả vương cấp không có người sống. Thấy cảnh này khiến ba người Gia Cát Tây Phong lạnh lòng. Gia Cát Tây Phong nhìn Liễm Linh tôn giả phía đối diện, hét to. Nhị thúc, hãy báo thù cho Lan Lăng Sơn Trang. Liễm Linh tôn giả không còn dám nghi ngờ lời Lục Lâm Thiên nữa, mắt bắn tia sáng lạnh nhưng không dám uy hiếp hắn. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn sao? Lục Lâm Thiên thật sự có gan làm chuyện khiến Liễm Linh tôn giả khó tin. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hờ hững nhìn Liễm Linh tôn giả. Rất đơn giản, nếu ngươi muốn người thì hãy trao đổi điều kiện. Phong Vũ tôn giả trầm giọng hỏi. Điều kiện gì, nói đi. Phong Vũ tôn giả căm hận chừng Lục Lâm Thiên rồi lại không biết làm sao. Đường đường là tôn giả bát trọng thế mà bị một vũ vương cửu trọng uy hiếp. Có thể tưởng tượng Phong Vũ tôn giả uất nghẹn cỡ nào. Mọi cặp mắt xung quanh cùng nhìn Lục Lâm Thiên, mọi người thầm lấy làm lạ. Lục Lâm Thiên muốn bàn điều kiện gì với ba siêu cấp cường giả Liễm Linh tôn giả? Lần này hoàn toàn là Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông, Lan Lăng Sơn Trang muốn đối phó phi linh môn của ta mới gây ra mọi tổn thất, phải do Ba Sơn môn các ngươi chịu trách nhiệm. Ba Sơn môn các ngươi phải bồi thường mọi tổn thất của các môn các phái chúng ta. Lục Lâm Thiên còn chưa nói hết Phong Vũ tôn giả đã quát to. Vớ vẩn, các ngươi tổn thất, vậy tổn thất của chúng ta thì sao?
tổn thất của các ngươi. Đáng đời, là các ngươi chọc vào phi linh môn ta trước, chẳng lẽ còn cần chúng ta phụ trách sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Ta chưa nói xong, ba sơn môn các ngươi trừ bồi thường tổn thất cho các môn các phái chúng ta còn cần trả giá cho điều này, bồi thường tổn thất tinh thần cho các môn phái chúng ta. Còn ngươi liếm linh tôn giả co rút. Tổn thất tinh thần. Lục Lâm Thiên nói. Đúng vậy, ba sơn môn các ngươi muốn đối phó phi linh môn, làm mấy chục vạn đệ tử phi linh môn ta thấp thỏm bất an nên dĩ nhiên cần phải bồi thường tổn thất tinh thần. Bồi thường cái đầu ngươi. Phong Vũ tôn giả không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì bàn điều kiện với chúng ta? Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Ta dựa vào cái gì? Lục Lâm Thiên nhìn xung quanh. Các vị trưởng lão, tiền bối, các vị trưởng môn, không biết ta có thể đại biểu các vị nói mấy câu không? Đám cường giả nhìn nhau rồi quay sang ngó chủ các đại sơn môn. Mọi người hiểu ý. Lục lão đệ, tất nhiên ngươi có thể đại biểu. Về việc này ý của ngươi là của Nhật Sát Các. Lục trưởng môn, về việc này Thiên Vân Đảo ta nhất trị với Phi Linh Môn. Ý của lục trưởng môn là ý của Thiên Vân Đảo. Kiền Hiên Đảo và Phi Linh Môn nhất trí. Lữ Chính Cường nói. Về việc này Linh Thiên Môn và Phi Linh Môn nhất trí. Rất nhiều sơn môn đều tỏ thái độ, Linh Thiên Môn cũng vậy. Các đại sơn môn đến đều vì Lục Lâm Thiên, nên lúc này tất nhiên chung chiến tuyến với hắn. Mắt Lục Lâm Thiên lộ ý cười gật đầu với mọi người, lại quay sang nhìn ba người Phong Vũ tôn giả. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bằng vào các môn các phái chúng ta tại đây, bằng trong tay ta có bốn người này, bằng vào vừa rồi chúng ta đã giết ồ ạt 150 vạn người của các ngươi, khiến các ngươi toàn quân bị diệt. Thế này đã đủ chưa? Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Yết Sát tôn giả âm trầm nhìn nhau, biểu tình giận dữ nhưng đành bó tay. Yết Sát tôn giả lạnh lùng hỏi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không đồng ý vậy các đại sơn môn ta tiếp tục càn quét ba sơn môn của ngươi, và giết bốn người này trước mắt bao người, để toàn đại lục biết chọc vào các đại sơn môn ta có hậu quả gì. Phong Vũ tôn giả tức giận quát. Ngươi dám? Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Đúng rồi, đánh chết bốn người này thì hơi uổng. Ta nên mở một đại hội để các sơn môn lớn nhỏ toàn đại lục đến cổ vực, lột sạch đồ bốn người treo ngay lối vào cổ vực, vậy thì hiệu quả sẽ càng tốt. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, mặt đám người Liễm Linh tôn giả tím lịm. Nếu Lục Lâm Thiên thật sự làm như vậy thì từ nay ba sơn môn chẳng còn mặt mũi nào, vĩnh viễn trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục. Môn chủ ba sơn môn bị lột sạch đồ đặt ở lối vào cổ vực, ba sơn môn không chịu nổi hậu quả này. Đại môn đại phái quan tâm nhất là mặt mũi, nếu môn chủ ba sơn môn bị Lục Lâm Thiên làm như thế thì không còn mặt mũi gì nữa. Mang Linh tôn giả, Thiên Dương tôn giả, Thiên Phong tôn giả, Thiên Thủy tôn giả, Giác Linh tôn giả, Tình Linh tôn giả, Phi Đao tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên chân chân, lòng câm nín thầm nhủ, Lục Lâm Thiên đúng là không phải người bình thường, quá độc. Làm như vậy hơi không tốt, sơn môn bình thường sẽ không làm, chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám thực hiện. Liễm Linh tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Nói đi, ngươi muốn bồi thường cái gì? Trong mắt Liễm Linh tôn giả tràn ngập sát ý nhưng vang lên phát ra. Lục Lâm Thiên nghe vậy mỉm cười. Có mấy người ra cát Tây Phong trong tay, sợ gì ba sơn môn không ném chuột sợ vỡ đồ. Tuy thực lực ba người ra cát Tây Phong chẳng phải siêu cấp cường giả nhưng liên quan danh dự ba sơn môn, bọn họ cũng là mặt mũi của ba sơn môn. Đại môn đại phái chú trọng nhất là mặt mũi. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nói một lèo. Rất đơn giản, hôm nay các đại sơn môn chúng ta chết bao nhiêu người thì ba sơn môn ngươi phải chịu trách nhiệm hết. Đợi chúng ta tính ra kết quả rồi nói rõ sau, dù bao nhiêu người thì ba sơn môn các ngươi đều phải phụ trách tới cùng. Ngoài ra ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các đại sơn môn chúng ta, tính ra thì ba sơn môn mỗi người tự bồi thường 30 thành lớn. Còn nữa... Ba sơn môn bồi thường 50 món linh khí hoàng giai, 30 món linh khí huyền giai, 5 món linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Đám cường giả mang Linh tôn giả, Thiên Dương tôn giả, Phi Đao tôn giả nghe xong ngó Lục Lâm Thiên chân chối. Ác quá! Rõ rành rành là ăn tươi nuốt sống, bồi thường thế này đối với ba sơn môn là con số cách xù. Mỗi bên bồi thường 30 thành lớn,
50 món linh khí hoàng giai, 30 món linh khí huyền giai, 5 món linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Đây rõ là ăn cướp, nói ra thì còn dễ kiếm hơn cướp bóc. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Tiểu tử này độc quá. Lục Lâm Thiên nói 30 thành lớn gần bằng 1/5 địa bàn các đại sơn môn, lại còn một đống linh khí, đan dược bát phẩm, cái này không khác gì đào căn cơ ba sơn môn. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường cười khổ, nếu để họ mở miệng cũng không dám há mồm to như vậy. Lục Lâm Thiên mới nói xong Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả cùng hét lên. Không thể nào, tuyệt đối không bao giờ. Bồi thường như thế là dao động căn cơ của các môn, tuyệt đối không thể đồng ý. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Không nói cũng chẳng sao, ta sẽ làm theo những gì đã nói. Gia Cát Tây Phong lớn tiếng thản nhiên nói. Lục Lâm Thiên, người có giỏi thì giết chúng ta đi, uy hiếp chúng ta có gì giỏi. Lục Lâm Thiên liếc ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Gia Cát Tây Phong, ta chưa bao giờ nói mình có bản lĩnh. Dù ta không có bản lĩnh thì bây giờ ba người rơi vào tay ta, nên các người hãy ngoan chút tránh cho chịu khổ nhìn. Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai xa sầm, lạnh lùng nói. Phong Vũ trưởng lão, hãy giết ta đi, không thể để chúng ta rơi vào tay tiểu tử này. Giết ta rồi báo thù cho mọi người Hóa Vũ Tông. Gia Cát Tây Phong cắn răng nói. Nhị thúc, giết ta đi, sau đó báo thù cho các đệ tử Lan Lăng Sơn Trang. Lan Lăng Sơn Trang ta và Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn không chết không ngừng. Mắt Đồng Quy Tinh lạnh băng. Yết Sát trưởng lão, mặc kệ ta đi, giết ta rồi sau đó báo thù cho ta. Yêu cầu của Lục Lâm Thiên đã đụng vào căn cơ, ba sơn môn, tuyệt đối không thể đồng ý. Nghe ba người nói làm ánh mắt Lục Lâm Thiên càng âm trầm. Trong lòng nhìn ra Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh với cặp mắt khác. Ba người này đúng là nhân vật một phương, không làm Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang mất mặt. Liễm Linh Tôn Giả nhìn ra Cát Tây Phong, đôi mắt đỏ ngầu, đã tức giận đến đỉnh. Tây Phong, nhị thúc xin lỗi ngươi. Sau khi ngươi chết nhị thúc sẽ dốc hết sức tìm vài kẻ chết chung với ngươi, nhất định không để kẻ khác sống yên. Ánh mắt Yết Sát Tôn Giả âm trầm, đỏ ngầu. Quy Tinh, ngươi không làm Hắc Sát Giáo mất mặt. Phong Vũ Tôn Giả nhìn Công Tôn Hóa Nhai, đôi mắt lạnh băng chuyển sang nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Hóa Nhai, nếu ngươi chết rồi dù ta có liều cái mạng già này cũng không để bọn họ sống yên. Không chút nghi ngờ, lúc này thì Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả định liều mạng một phen. Bọn họ tuyệt đối không đồng ý yêu cầu như thế, căn cơ ba sơn môn tuyệt đối không thể dao động. Ầm ầm ầm. Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả đứng lơ lửng, linh lực chân khí phần phật quanh thân, khí thế hoàn toàn giải phóng, không trung run rẩy. Thiên Dương Tôn Giả, Mang Linh Tôn Giả, Hắc Vũ biểu tình trầm trọng. Rõ là Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả định liều mạng, ba người mà làm liều thì hậu quả rất tệ, thậm chí khủng bố. Cùng lúc đó, linh nguyên của Mang Linh Tôn Giả, Thiên Dương Tôn Giả, Hắc Vũ dâng lên. Đã sẵn sàng đối kháng hết sức. Nếu Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả liều mạng thì nguy to, lỡ tự bạo hồn anh, trong Thiên Môn Cốc sẽ là tai nạn cho các đại sơn môn. Lục Lâm Thiên nhướng chân mày, hắn không ngờ Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả độc như thế, ba người ra Cát Tây Phong thì không sợ chết. Liễm Linh Tôn Giả nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tử, muốn uy hiếp chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Giết ai trong bọn họ là ta sẽ bắt toàn Phi Linh Môn của ngươi chôn cùng. Yết Sát Tôn Giả lườm Lục Lâm Thiên, đôi mắt đỏ ngầu. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, cùng lắm hôm nay cá chết lưới rách. Ta chờ xem các môn các phái có cùng ngươi cá chết lưới rách không. Khóe mắt Yết Sát Tôn Giả cong lên đầy sát ý, thanh âm lạnh băng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, ba cường giả khủng bố đã bị dồn tới đường liều mạng. Nếu không ngăn bọn họ được thì chắc chắn các cường giả có mặt nơi đây đều gặp họa. Phong Vũ Tôn Giả nhìn Lục Lâm Thiên chầm chầm, âm trầm nói. Đừng nói nhiều với tiểu tử này, cùng lắm cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương thì có sao. Ba sơn môn ta tuyệt đối không chịu người uy hiếp. Thủ ấn thay đổi, chân khí dao động kéo theo năng lượng thiên địa, uy thế khủng bố lặng lẽ lan tràn.
năng lượng trong không gian sao động kịch liệt. Yết Sát Tôn giả hét to. Hành động. Yết Sát Tôn giả búng tay, thanh vũ linh khí loan đao lại hiện ra trong tay, một đao chém hướng Hắc Vũ. Không gian dọc đường đi vỡ từng tấc, lộ ra khe nứt không gian đen thui. Nhát đao chém tới, Hắc Vũ hừ lạnh. Linh nguyên hùng hồn minh mông như biển cả, tựa ngọn núi lửa tuôn ra từ cơ thể Hắc Vũ, ánh sáng đen bắn ra có xu hướng che lấp nửa bầu trời. Bùm bùm bùm. Công kích khủng bố lại lần nữa va chạm kinh thiên động địa. Hắc Vũ khống chế không gian bao trùm đao quang ập đến. Đao quang va chạm vào bình chướng không gian, toàn bộ không gian rung rinh. Thế công khủng bố vang vọng, tiếng sấm sét đì đùng quanh quẩn bên tai mỗi người, làm linh lực chân khí trong cơ thể run bần bật theo. Nhát đao đáng sợ của Yết Sát Tôn giả bùng nổ trong họa địa vi lao của Hắc Vũ, kinh đạo hủy diệt dốc hết sức đụng mạnh vào bình chướng không gian, phát ra hỏa hao chói lòa. Họa địa vi lao bao phủ không gian cũng bị chấn động rung bần bật, có khe nứt mỏng manh lan tràn. Bùm bùm bùm. Hai lực lượng quấn lấy nhau rồi lại tan vỡ. Cơ thể to lớn của Hắc Vũ bị đẩy lùi, thân hình Yết Sát Tôn giả cũng bị dư âm kình khí đụng mạnh. Ngươi muốn liều mạng, vậy làm đi, để xem ngươi có tư cách này không. Ru. Khi thân hình cửu thiên côn bằng khổng lồ của Hắc Vũ bị đẩy lùi thì đôi cánh vỗ ổn định thế lui. Đôi cánh xoay tròn nhanh như tia chớp xé rách không gian đụng vào Yết Sát Tôn giả, thân hình khổng lồ xuất hiện, hai cánh cắt vỡ không gian. Không gian quanh Yết Sát Tôn giả đột nhiên xuất hiện một vật sáng màu đen. Yết Sát Tôn giả cảm giác được điều gì, bối rối lùi nhanh nhưng không cách nào thoát khỏi lực lượng vô hình. Liễm Linh Tôn giả hét to một tiếng. Yết Sát cẩn thận, cửu thiên côn bằng sắp thi triển công kích thiên phú. Liễm Linh Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt, định lao vào Hắc Vũ, Phong Vũ Tôn giả cũng xông lên theo. Nếu Yết Sát Tôn giả bị thương vốn không ảnh hưởng gì hai người khác, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Yết Sát Tôn giả bị thương, Liễm Linh Tôn giả và Phong Vũ Tôn giả vừa phải đối kháng Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, cộng thêm cửu thiên côn bằng, sẽ rất vất vả. Cho nên Yết Sát Tôn giả tuyệt đối không thể bị thương. Liễm Linh Tôn giả biết đạo lý này, Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng cũng rõ ràng. Hắc Phú thi triển công kích thiên phú, không thể để xảy ra chuyện gì. Phong Vũ, Liễm Linh, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Hai người nhảy vọt lên ngăn chặn Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả. Khi Thiên Dương Tôn giả, Mang Linh Tôn giả nhảy lên lao ra thì trên bầu trời Thiên Môn Cốc, không gian đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng, thanh âm giả nua truyền đến. Kịch hay đã xem đủ, ba tôn cấp bát trọng nho nhỏ mà dám cản rỡ trước Thánh Linh giáo ta. Ta thấy ba người chán sống rồi, lão tử giết các ngươi không khác gì dẫm chết một con kiến. Tiếng nói dứt, sóng âm cuồn cuộn xen lẫn ý bá đạo cực kỳ kiêu căng quanh quẩn trong không gian. Cùng với thanh âm kiêu ngạo bá đạo, trong khe hở không gian bị xé rách, bốn thân hình già nua hùng dũng bước ra. Bốn người mặc trường bào màu trắng, lúc xuất hiện thì mọi người đều biến sắc mặt. Bốn người đó khiến cả đám hết hồn, mỗi người cưỡi một vật khổng lồ. Bốn tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm vang lên. Growl. Hú. Thanh âm như sấm sét quét qua thiên địa này. Người thứ nhất cưỡi trên con bạch long khổng lồ. Bạch long uy vũ dữ tợn, toàn thân trải đầy long lân màu trắng, dưới bụng có năm long chảo sinh vân. Người thứ hai cưỡi trên con sói to màu vàng, vảy vàng phủ khắp người, răng nanh lóe sắc vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc hai cánh vàng. Đôi cánh tựa như loan đao. Nhìn kỹ thì trên cánh mỗi bên có hai lỗ hõm tròn giống như thêm vào sáu đôi cánh, thơ nhìn vàng kim phát ra uy hiếp vương giả tuyệt đối. Người thứ ba cưỡi con chim to tỏa bảy sắc ánh sáng, chim giống phượng hoàng, cực kỳ huyễn lệ, uy thế phát ra không kém hơn bạch long, kim lang. Người cuối cùng cưỡi trên con yêu thú vừa dữ tợn vừa uy vũ đến cực độ. Đây là một con quái thú hung trợn, bề ngoài giống cọp giống trâu lại như rồng như sói. Có đôi cánh to, bộ dạng dị thú hung ác. Lông toàn thân như nhím, người đỏ rực tựa máu chảy. Bốn người cưỡi bốn con yêu thú khủng bố vượt qua không gian đi ra. Bốn người xuất hiện, lại có tám khí tức uy hiếp tuôn ra. Bốn luồng uy hiếp cực mạnh đột nhiên giáng xuống, thiên địa bỗng chốc run rẩy, không gian nặng nề. Uy hiếp kinh khủng làm mọi người biến sắc mặt. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả mặt không còn chút máu, trong bốn khí thế đã có một người trực tiếp tỏa định vào hai người. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả vốn lao hướng Hắc Vũ nhưng bỗng chốc phát hiện không gian quanh thân mình bị kiểm soát.
thế lao tới của hai người chợt khựng lại, trên mặt Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả lan nhanh nỗi kinh hoàng. Hắc Vũ, giao hai tạp mao này cho ta. Trong bốn người có một người thô kệch hơn Hoa Mãn Lâu nhảy lên từ lưng con sói to màu vàng dữ trợn. Chỉ bằng vào hai tên tạp mao các ngươi, đám tạp mao các ngươi sao dám giao động thánh linh giáo ta. Tiếng quát như sấm sét, thanh âm chất chứa uy hiếp hùng mạnh làm người nghe bị nghẹn linh lực chân khí trong cơ thể. Uy hiếp quét qua chân trời, khiến người lòng tràn đầy sợ hãi. Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả cảm nhận khí thế từ người vạm vỡ kia, bàng hoàng. Linh lực chân khí tuôn ra khỏi người Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả, hai người muốn cưỡng ép vùng thoát khỏi không gian trói buộc để trốn thoát. Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả mới định dốc sức chạy trốn thì lực lượng không gian kéo gần khoảng cách, hai người bị trói cùng nhau. Lão nhân cao lớn xuất hiện trước mặt hai người. Bà nội nó, nếu để các ngươi trốn khỏi tay bản tôn thì bản tôn còn mặt mũi gì gặp người. Bốp, bốp, thân hình già nua vạm vỡ bước ra một bước, vỗ hai cái vào không gian nơi Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả ở. Các cường giả rung động tâm hồn nhìn, trên mặt Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả phát ra hai tiếng chan chát, gò má phải hiện ra dấu tay đỏ rực. Một cái tát không có đường né, hai người hộc máu. Phụt, Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả như bị trúng đòn nặng từ trên cao rớt xuống ngọn núi cái bịch trước bao cặp mắt khó tin. Bùm bùm bùm, núi sụp đất nứt, tiếng nổ đinh tai vang lên, ngọn núi to lớn bị đập sập, nguyên ngọn núi khổng lồ bị xung lực làm mép núi nứt dạn rồi sụp đổ hết. Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả, một người là Vũ tôn tam hệ bát trọng, một người là Linh tôn bát trọng lúc này bị người lạ một bàn tay đánh bay. Cảnh tượng quá sức rung động. Đám người chứng kiến đều hút ngụm khí lạnh. Phù, nhiều cường giả toát mồ hôi lạnh ròng ròng, mọi người lộ biểu tình rung động. Siêu cấp cường giả như Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả thế mà không đỡ nổi một cái tát, thực lực của người đến rốt cuộc tới mức độ nào. Trong không trung phía xa, đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lục Lâm Thiên và Tiểu Long ngó nhau, Tiểu Long không sợ trời không sợ đất nay rung động thè lưỡi. Cùng lúc đó, thiên phú công kích của Hắc Vũ đã bao phủ lên không gian quanh Yết Sát Tôn Giả. Yết Sát Tôn Giả biến sắc mặt kêu lên. Nguy rồi. Yết Sát Tôn Giả không có thời gian rung động về bốn cường giả tiến đến. Trong không gian giam cầm của Hắc Vũ, Yết Sát Tôn Giả dốc sức chém một nhát đao nữa, sức mạnh đáng sợ va chạm vào vách tường không gian nhưng không thể xé rách không gian. Hắc Vũ hét to một tiếng. Không gian hủy diệt. Đôi cách vỗ từ xa. Không gian giam cầm nổ tung. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, cùng với Hắc Vũ đập cánh, không gian giam cầm đằng trước nổ tung lộ ra lỗ hổng không gian to lớn sâu thẳm đen thui. Phập xoẹt. Không gian nổ, kình khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán rồi tự động tan biến. Khi kình khí khủng bố tan biến, Yết Sát Tôn giả hộc ngụm máu. Phụt. Yết Sát Tôn giả bị đẩy lùi lảo đảo, đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Tuy Yết Sát Tôn giả không bị Hắc Vũ đánh chết, nhưng chắc chắn lão đã bị tổn thương nặng. Uy thế kinh khủng của Hắc Vũ không hấp dẫn mọi người ngoái đầu lại, lúc này cả đám còn đang giật mình vì người vạm vỡ kia. Lục Lâm Thiên cũng nhìn tọa kỵ mà bốn người ngồi, bốn con yêu thú đáng sợ, xem khí thế phát ra thì đều trên bát giai, khí thế yếu hơn Hắc Vũ một chút, chắc cỡ trung kỳ hoặc đỉnh trung kỳ bát giai. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Dực Thiên Lang, Nghịch Vân Khổng Tước Thú, Thôn Thiên Cùng Kỳ. Mắt Lục Lâm Thiên sáng rực, càng rung động nhiều hơn. Bốn con yêu thú đáng sợ đều là yêu thú, linh thú khủng bố bên ngoài hiếm khi thấy được. Con Bạch Long thứ nhất là Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Lang thứ hai là Kim Dực Thiên Lang, Khổng Tước Bảy Sắc thứ ba là Nghịch Vân Khổng Tước Thú, yêu thú đỏ máu khủng bố dữ trợn thứ bốn chính là Thôn Thiên Cùng Kỳ. Bốn con yêu thú bàn về huyết mạch tuy không thể sánh bằng Hắc Vũ nhưng cũng không kém Bản Vân, Long Linh, thậm chí mạnh hơn một chút. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, yêu thú long tộc chính tông, tuy rằng không phải chính thống nhưng chắc chắn là một thành viên yêu thú long tộc. Kim Dực Thiên Lang, vương giả số một trong yêu thú lang tộc, đồn rằng thời kỳ viễn cổ thế lực tộc Kim Dực Thiên Lang không kém hơn long tộc. Nhưng sau này Kim Dực Thiên Lang suy tàn, không ai biết nguyên nhân. Nghịch Vân Khổng Tước Thú, linh thú, đồn rằng tộc Khổng Tước sớm tuyệt chủng. Thời kỳ viễn cổ cùng tộc Phượng Hoàng là vua muôn chim.
Bàn về trình độ huyết mạch thì Nghịch Vân Khổng Tước thú cao hơn Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ một chút. Thôn Thiên cùng kỳ, còn yêu thú hung tàn tuyệt đối, là vua mãnh thú. Nghe đồn khí thế hung ác trên người Thôn Thiên cùng kỳ thậm chí chống cự được khí yêu hoàng một chút, huyết mạch trước thời viễn cổ. Lúc này đám người mang linh tôn giả, thiên dương tôn giả, phi đao tôn giả đều nhìn chăm chú vào bốn con yêu thú đáng sợ. Trời ạ, là Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ. Còn có Kim Dực Thiên Lang và Nghịch Vân Khổng Tước thú. Hình như đó là Thôn Thiên cùng kỳ, mãnh thú khủng bố này cũng tồn tại trên đời sao. Với ánh mắt của bọn họ dù chưa từng thấy hình dạng nhưng phán đoán bề ngoài cũng nhận ra được. Bốn con yêu thú đáng sợ như thế toàn là tồn tại khủng bố, mỗi con dường như là đỉnh trung kỳ bát giai. Trong không trung, lão nhân vạm vỡ mới rồi một bàn tay đánh bay Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả nhìn Hắc Vũ, mỉm cười nói. Hắc Vũ, thực lực của ngươi tiến bộ hơi chậm, chỉ là tôn cấp bát trọng mà cũng chỉ đánh bị thương, không thể giết chết. Xem bề ngoài lão nhân vạm vỡ còn rất trẻ, khoảng 50 mấy tuổi, toát ra khí thế kiêu căng bá đạo không gì sánh bằng. Ngay lúc này Hắc Vũ thu về bản thể, thân hình đen như mực nhìn chằm chằm bốn người bốn thú tiến đến, trong ánh mắt hờ hững lóe ý cười. Bốn người kia, ta cứ tưởng các ngươi đã chết, đã mấy ngàn năm, các ngươi không chết thì tốt rồi, chắc chắn chủ nhân sẽ rất vui mừng. Lão nhân già nua lẩm bẩm. Tìm được đại ca là tốt rồi. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn giật mình qua đi quay sang nhìn nhau. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Dực Thiên Lang, Nghịch Vân Khổng Tước Thú, Thôn Thiên Cùng Kỳ, những tọa kỵ này là bốn vị tôn tổ. Đây là bốn vị tôn tổ của chúng ta. Bọn họ chưa từng gặp bốn người này nhưng có nghe Thiên Tôn đời thứ hai kể sự tích của Thiên Tôn đời thứ nhất, trong đó có nhắc bốn con tọa kỵ của Thiên Tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên đời thứ ba Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng đời thứ ba Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành đời thứ ba Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải đời thứ tư Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Nhìn bốn người bốn thú đến, ba nam một nữ già nua, bốn thiên tôn của Thánh Linh Giáo người run rẩy, bay lên cao hành lễ. Nhiều cường giả Thánh Linh Giáo chúng nghe bốn thiên tôn nói đã biết bốn người này là ai, bọn họ run rẩy hành lễ. Đệ tử Thánh Linh Giáo bái kiến bốn vị tôn tổ. Tất cả cường giả Thánh Linh Giáo máu nóng sôi sục, đây là bốn thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo. Mới rồi một vị tôn tổ đã thể hiện thực lực khủng bố. Khi Lục Lâm Thiên nhìn bốn con yêu thú đáng sợ liền suy đoán ra thân phận của bốn người. Thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo. Bốn người này tự xưng là người của Thánh Linh Giáo, cưỡi bốn con yêu thú đáng sợ, thực lực khủng bố, trừ bốn thiên tôn Thánh Linh Giáo đời thứ nhất ra còn ai nữa. Một thân hình già nua trên lưng Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ vung tay lên ra hiệu mọi người miễn lễ. Đứng lên hết đi. Người này bề ngoài 60 tuổi, tóc mai trắng bệch, không gian sau lưng lưng tràn ngập hơi nước nhạt, kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi, thực lực đáng sợ khỏi nói rõ cũng biết. Lục Lâm Thiên nhanh chóng bước ra, hành lễ hướng bốn vị thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo. Giáo chủ đời thứ hai của Thánh Linh Giáo, Lục Lâm Thiên tham kiến bốn vị thiên tôn. Lão nhân cưỡi trên Kim Dực Thiên Lang nhìn Lục Lâm Thiên, nhẹ nhàng nói. Ngươi là giáo chủ của Thánh Linh Giáo thì không cần đa lễ. Người này bề ngoài 50 mấy tuổi, trán rông mắt to, trường bào màu vàng toát ra uy nghiêm, khí thế thu lại không lộ ra ngoài chút gì. Nhưng vô hình chung khiến người cảm giác ngực có tảng đá to đè nặng. Hắc Vũ nói nhỏ với Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, bốn vị thiên tôn đời thứ nhất là huynh muội kết bái của chủ nhân, cũng là sư thúc của người. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Tham kiến bốn vị sư thúc. Sư phụ không cho Lục Lâm Thiên biết, thì ra bốn người này là huynh muội kết nghĩa của sư phụ. Một tiếng nói nũng nịu truyền ra. Tiểu tử, đứng lên đi. Đại ca thu ngươi làm đệ tử không nhìn lầm. Không uổng là đệ tử của đại ca. Lục Lâm Thiên cảm giác mới định hành lễ đã bị lực lượng dịu dàng nâng dậy, không thể khom xuống chút nào. Người hành động là một phụ nhân cưỡi Nghịch Vân Khổng Tước thú, bề ngoài trẻ trung nhất, khoảng 40 mấy tuổi, áo gấm, ung dung cao quý, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt như đại dương mênh mông. Lão nhân vạm vỡ mới rồi một bàn tay đánh bay Thánh Pháp Bộ, Liễm Linh Tôn giả nay nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử không tệ. Đại ca thu được một đệ tử tốt.
ngày mai ngũ sư thúc ta đây sẽ cho ngươi thứ tốt, sau này ai dám chọc ngươi thì ngũ sư thúc tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó không chịu nổi. Lão nhân cao to khoảng 50 mấy tuổi, mặc áo đỏ, mặt có chút sắc đỏ, chắc tính tình nóng nảy nhất. Nghe lão nhân vạm vỡ nói làm có sửng sốt, lão mà nói ra tuyệt đối không phải khoác lác, thực lực như thế nếu ai chọc phải chắc chắn không chịu nổi. Mọi người càng giật mình là bốn cường giả khủng bố này đều là người Thánh Linh Giáo, thì ra trong Thánh Linh Giáo còn có cường giả đáng sợ như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đa tạ ngũ sư thúc. Nghe giọng điệu của lão nhân chắc là người xếp hàng nhỏ nhất trong mấy huynh muội kết bái của sư phụ. Phương xa, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng do dự một chút, tiếp theo hành lễ hỏi. Không biết bốn vị tiền bối có phải là Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả. Kim Lang Tôn giả cưỡi Kim Dực Thiên Lang nhướng mày nói. Không ngờ còn có nhóc con biết danh hiệu của bốn chúng ta. Ngươi thuộc Vân Dương Tông đúng không? Ngày xưa có vài lão nhân Vân Dương Tông quen chúng ta. Trực tiếp gọi Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng là con nít, Kim Lang Tôn giả không hề khách sáo. Thật sự là bốn cường giả khủng bố này. Nghe lời Kim Lang Tôn giả nói, mấy cường giả trong các đại sơn môn biến sắc mặt. Trong tư liệu của mấy đại sơn môn có nhắc tới những nhân vật đó, nên bọn họ rất giật mình. Các cường giả đáng sợ này e rằng đã sống hơn 7.000 năm, không ngờ vẫn còn sống nhăn, thuộc hàng lão bất tử. Thiên Dương Tôn giả tự động xưng là vãn bối. Thì ra là bốn vị tiền bối, vãn bối vinh hạnh. Mấy vị lão tổ trong Vân Dương Tông ta thường hay nhắc đến bốn vị tiền bối, nếu có cơ hội xin bốn vị tiền bối nhất định phải ghé Vân Dương Tông chơi một chút. Mang Linh Tôn giả hành lễ. Bốn vị tiền bối, lão nhân rất già trong Linh Thiên Môn ta cũng thường nhắc tới bốn vị. Khi nào bốn vị tiền bối rảnh xin mời ghé Linh Thiên Môn chơi. Cường giả như vậy đương nhiên phải làm quen thân. Khổng Tước Tôn giả cưỡi Nghịch Vân Khổng Tước thú nhỏ giọng nói. Hương vị tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông không tệ, Linh Thiên Môn có địa linh thiên quả cũng ngon. Lúc nào rảnh phải đi một chuyến, chắc mấy lão già ngày xưa còn chưa chết. Thoáng chốc thấy người hai các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cũng lần lượt hành lễ. Tham kiến bốn vị tiền bối. Bốn siêu cấp cường giả đáng sợ thế này đương nhiên cần phải ở chung cho tốt. Bạch Long Thiên Tôn cưỡi Bạch Long nhìn trận thế Thánh Linh Cốc, hơi khách sáo nói. Thánh Linh Cốc cũng có mặt, không biết vị lão nhân kia trong Thánh Linh Cốc còn khỏe mạnh không? Nghe Bạch Long Tôn giả hỏi, đám người Thánh Linh Cốc nhìn nhau. Chỉ có Âm Dương Vương giả Vị Ương, Hóa Linh Tôn giả, Hàn Ngọc Tôn giả liếc nhau. Âm Dương Vương giả Vị Ương tiến lên hành lễ. Bẩm tiền bối, lão tổ luôn bế quan, chưa từng đi ra, chúng ta không dám quấy rầy nên không biết lão tổ có còn khỏe mạnh không. Bạch Long Tôn giả lẩm bẩm. Biết rồi. Bạch Long Tôn giả mới nói xong Cùng Kỳ Tôn giả đã hét to. Ba tên tạp mao kia, ngoan ngoãn trở về cho ta, nếu không các ngươi sẽ nằm lại đó luôn. Thanh âm đinh tai nhức óc. Mọi người ngây ngẩn, nhìn theo hướng thanh âm. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả mới bỏ ra khỏi ngọn núi sụp đổ, cùng với Yết Sát Tôn giả bị Hắc Vũ trọng thương, ba người âm thầm rời đi nhưng không thoát khỏi bàn tay Cùng Kỳ Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả khí tức yếu ớt, ngực loang lổ vết máu, dường như bị trọng thương lúc đập xuống ngọn núi, bộ dạng cực kỳ chật vật. Cùng Kỳ Tôn giả hét lên thế là ba người Liễm Linh Tôn giả không dám chuồn đi. Bọn họ biết rõ ở trước mặt bốn người này dù mình ở thời kỳ đỉnh cao cũng không đi nổi, huống chi bây giờ bị thương nặng càng khó trốn thoát. Nhìn bốn người, giọng Liễm Linh Tôn giả yếu thế hẳn. Bốn vị, các người muốn sao? Mặt Liễm Linh Tôn giả không chút máu, biểu tình trầm trọng. Ánh mắt Bạch Long Tôn giả âm trầm. Cho các người hai con đường, một là làm theo lời giáo chủ Thánh Linh giáo ta nói. Thứ hai, các người chết đi, đơn giản vậy thôi. Khi Bạch Long Tôn giả nói chuyện thì hơi nước trong không khí nhẹ rung. Ba người Liễm Linh Tôn giả nghe xong biểu tình trầm trọng, ngần ngừ. Cái này, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ta xin thanh minh trước, điều kiện của ta từ 30 thành lớn đổi thành 50. Nam linh khí địa giai bây giờ đổi thành 8, những cái khác không thay đổi. Trong khoảng thời gian này Lục Lâm Thiên đã suy nghĩ khá nhiều chuyện. Phong Vũ Tôn giả quát to. Cái gì? Không được, Lục Lâm Thiên, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?
không biết có phải vì Phong Vũ Tôn giả bị thương quá nặng hay bị Lục Lâm Thiên chọc tức mà ói búng máu. Nghe Lục Lâm Thiên nói làm nhiều cường giả các đại sơn môn lại giật mình. Phù! Bọn họ thầm nghĩ, Lục Lâm Thiên này thật là biết lên giá tùy thời, rõ ràng nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Có bốn cường giả đáng sợ: Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả chấn, Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Yết Sát Tôn giả muốn từ chối cũng khó. Kim Lang Tôn giả nói. Dài dòng, các ngươi tự chọn đi. Cho 10 giây, nếu các ngươi còn không cho bản tôn một quyết định thì bản tôn sẽ giết ba người, rồi đến thăm ba sơn môn của các ngươi, xem coi đám lão quỷ trong môn của các ngươi làm gì được ta. Kim Lang Tôn giả nhìn chằm chằm phương xa, trầm giọng nói. Đã đến rồi tại sao không ra? Chẳng lẽ ngươi nỡ lòng để ta giết mấy người này sao? Trong không gian không biết tiếng thở dài phát ra từ đâu. Bốn vị, hãy nể mặt ta chút đi. Không ngờ việc này liên lụy đến Thánh Linh giáo, bỏ qua được không? Kim Lang Tôn giả nhìn thẳng đằng trước. Bỏ qua, nói nhẹ nhàng thật, giáo chủ của Thánh Linh giáo ta đã mở miệng thì sẽ không sửa đổi, nếu ngươi đồng ý thì cho qua chuyện này cũng được. Còn nếu ngươi không chịu thế thì cứ ra tay thử xem, mấy ngàn năm không hoạt động gân cốt, bản tôn đang ngứa tay. Không gian đằng trước lặng yên một lúc, mọi người thế mới biết còn có cường giả ẩn núp xung quanh, vậy mà bọn họ không hề phát hiện. Không biết người đó mới đến hay có mặt từ lâu. Đằng trước yên lặng một lúc rồi thanh âm nói một câu. Liễm Linh thúc tổ, đồng ý bọn họ đi. Lan Lăng Sơn Trang ta trả được, núi không chuyển thì nước chuyển, sẽ có ngày lấy về được. Sau đó không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Liễm Linh Tôn giả nghe vậy nghiến răng nói với Lục Lâm Thiên. Được, Lan Lăng Sơn Trang ta đồng ý. Lục Lâm Thiên nhìn phương xa, người vừa rồi chắc thuộc Lan Lăng Sơn Trang, không biết thực lực đến trình độ gì. Lục Lâm Thiên đang suy tư thì nghe một thanh âm truyền vào tai. Tiểu tử, nên một vừa hai phải, vậy là được rồi. Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông đã thương gân động cốt. Chuyện gì cũng có mức độ, bây giờ vừa vặn rồi, ba sơn môn không dễ đối phó. Thanh âm này là của Bạch Long Tôn giả. Lục Lâm Thiên không lộ vẻ gì, hắn nhìn hướng Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả, hỏi. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì sao? Phong Vũ Tôn giả bất đắc dĩ cắn răng nói. Hóa Vũ Tông ta cũng đồng ý. Phong Vũ Tôn giả nói xong siết chặt nắm tay như cố kiềm nén tức giận ngập trời. Yết Sát Tôn giả trầm giọng nói. Hắc Sát Giáo ta cũng đồng ý, mau thả người của Hắc Sát Giáo ta ra. Khóe môi Yết Sát Tôn giả treo vệt máu, mọi chuyện đã thành kết cuộc. Lan Lăng Sơn Trang đồng ý rồi bọn họ còn có thể phản đối cái gì? Núi không chuyển thì nước chuyển, chờ sau chuyện đó sớm muộn gì bọn họ sẽ lấy lại. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Nếu các người đều đồng ý thì cứ vậy đi, đưa bồi thường chúng ta muốn đến Phi Linh Môn, sau đó ta sẽ thả người. Ngoài ra xin ra các trang chủ, đồng giáo chủ, Công Tôn Tông chủ đến Phi Linh Môn thảo luận việc bồi thường 50 thành lớn cho các đại sơn môn chúng ta. Huống chi chưa thống kê tổn thất của các đại sơn môn, chờ khi tính rõ ràng rồi ta sẽ tiễn ra các trang chủ, đồng giáo chủ, Công Tôn Tông chủ trở lại. Lúc này chưa thể thả người đi, mấy người này ở trong tay thì Lục Lâm Thiên dễ đàm phán hơn. Liễm Linh Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Nếu người xảy ra chuyện trong Phi Linh Môn thì ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Chuyện này thì các ngươi cứ yên tâm, các ngươi mau đưa bồi thường tinh thần cho các đại sơn môn chúng ta đến Phi Linh Môn. Ngoài ra, trả trước một người cho ngươi. Tay Lục Lâm Thiên đang chộp ra Cát Tử Vân run cầm cập ném hướng Liễm Linh Tôn giả. Để lại ra Cát Tử Vân cũng không ích gì, bây giờ Lục Lâm Thiên không thèm để gã trong lòng. Có giết ra Cát Tử Vân hay không chẳng gây ảnh hưởng gì, loại người này đã không xứng làm đối thủ của Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Liễm Linh Tôn giả chộp lấy ra Cát Tử Vân, đôi mắt gã còn đang run sợ. Mạng nhỏ đã được nhặt về, ra Cát Tử Vân chưa muốn chết. Bây giờ ra Cát Tử Vân hết sức e sợ Lục Lâm Thiên, hắn quá khủng bố, gã không đủ sức đối phó. Phong Vũ Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, các cường giả Cùng Kỳ Tôn giả, Bạch Long Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả lau máu bên khóe môi, quay đầu nói với số đệ tử còn sót lại chỉ khoảng mấy ngàn. Đệ tử Hóa Vũ Tông đều trở về đi. Phong Vũ Tôn giả xé rách sóng không gian, biến mất tại chỗ.
Yết Sát Tôn giả khẽ nói. Đệ tử Hắc Sát giáo, đi về hết đi. Yết Sát Tôn giả biến mất trong sóng không gian bị xé ra, ở lại lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Liễm Linh Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ âm trầm, hết thảy đã thành kết cuộc, lão bất lực sửa đổi. Liễm Linh Tôn giả mang theo Gia Cát Tử Vân biến mất trong không trung. Phương xa, thấy cường giả trong môn đều đi, 150 vạn đệ tử Ba Sơn môn còn sống sót lục tục rút lui. Đi, đi mau. Không ai dám ở lại lâu nửa giây, hàng loạt cảnh khủng khiếp đã rung động hồn họ. Lục Lâm Thiên nhìn một vạn đệ tử Ba Sơn môn rời đi, nhếch môi nở nụ cười. Để lại một vạn người hữu dụng hơn là giết hết. Một vạn người này sẽ truyền tin trận chiến lan khắp Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông, Lan Lăng Sơn Trang, đó mới là đả kích lớn cho Ba Sơn môn. Nhìn số đệ tử Ba Sơn môn còn sót lại rời đi, Đông Vô Mệnh phất tay. Dọn dẹp chiến trường. Đường chủ Lục Đường, các trưởng lão Phi Linh môn đều nhảy ra. Dọn dẹp chiến trường. Các cường giả Phi Linh môn dẫn đầu, đám đệ tử Phi Linh môn và nhiều yêu thú, khôi lỗi trước tiên tham gia vào hàng quét dọn chiến trường. Bảo là dọn dẹp chiến trường nói thẳng ra là góp nhặt của rơi. Mấy trăm vạn người chết, trong sơn mạch thiên môn cốc khắp nơi có chữ vật giới chỉ, thậm chí là linh khí. Trong đại chiến tuy 150 vạn người Ba Sơn môn tương đương toàn quân bị diệt, nhưng các đại sơn môn cũng chết nhiều đệ tử. Hại địch 1.000 tổn thương 800 vốn là chuyện không thể tránh khỏi. 20 vạn đệ tử Phi Linh môn thì có hơn 5 vạn người đã chết, đây còn là vì Phi Linh môn có nhiều yêu thú. Khôi lỗi hỗ trợ. Trong đại chiến Lục Lâm Thiên hay cố ý điều khiển yêu thú, khôi lỗi canh chừng gần chỗ đệ tử Phi Linh môn. Trong Linh Thiên môn vốn có 5 vạn đệ tử, lúc này chỉ còn 4 vạn, khoảng 1 vạn người chết. Trong các đại sơn môn, xuất cấp, vương cấp đều có người chết. Vương cấp của Ba Sơn môn đa phần chọn tự bạo hồn anh, cường giả vương cấp của các đại sơn môn hay bị dính miệng chết chùm. Nhưng tôn cấp trở lên thì đa phần bị Lục Lâm Thiên giết. Không có cơ hội tự bạo hồn ảnh, nên tôn cấp trong các đại sơn môn không sao, chỉ có vài người bị thương nặng. Trận chiến này giết 150 vạn đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, trong đó 400 cường giả vương cấp, đây là con số khổng lồ. Quan trọng nhất là 24 cường giả tôn cấp chết. 3 tôn cấp lục trọng Thanh Sát Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả cũng chết, đối với Ba Sơn môn đây đã là thương gân động cốt. Thoáng chốc chết 8 tôn giả. Rất khó bồi dưỡng ra trong mấy chục năm, trăm năm ngắn ngủi. Đệ tử Phi Linh môn bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng là những trưởng lão cung phụng cũng sắn tay áo giúp một tay. Thấy cảnh này, Vân Dương Tông, Linh Thiên môn, các đại sơn môn không kiềm được. Hỗ trợ thu thập chiến trường đi. Đây là nhặt chữ vật giới chỉ, 150 vạn người chết đi, rất nhiều cường giả xuất cấp, vương cấp nằm trong số đó. Thứ trong chữ vật giới chỉ cộng lại tuyệt đối là thu hoạch lớn, không thể để Phi Linh môn gồm thâu hết. Trong phút chốc sơn mạch thiên môn cốc rất náo nhiệt, mấy chục vạn người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, nhưng trong quá trình cường giả các đại sơn môn biến sắc mặt, không biết nên nói cái gì. Trong lúc dọn dẹp, người các đại sơn môn không tranh lại đệ tử Phi Linh môn. Bàn về thực lực, đệ tử Phi Linh môn rất mạnh. Có thể nói Phi Linh môn từ ban đầu là môn phái nhỏ lôm côm hơn trăm người phát triển đến bây giờ. Trải qua chiến trường lớn nhỏ nhiều không đếm xuể. Cộng thêm đệ tử Phi Linh môn rồng rắn hỗn tạp, trước kia đa phần là tán tu, đã quen tay công việc dọn dẹp chiến trường. Những người của đại môn đại phái không thể so sánh. Đệ tử đại môn đại phái khi dọn dẹp chiến trường còn giữ thân phận, tránh cho mất mặt. Đệ tử Phi Linh môn thì ngay cả đám trưởng lão và cung phụng như Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng cũng không chút khách sáo. Trong lúc dọn dẹp chiến trường, đệ tử Phi Linh môn như sói như cọp, thấy người các đại sơn môn tiến đến là không chút khách sáo cướp giật. Nếu không bọn họ sẽ ra lệnh cho lũ yêu thú, khôi lỗi cố ý vô tình chắn trước mặt, không cho đệ tử các đại sơn môn đến gần. Thấy cảnh này, khóe mắt các cường giả các đại sơn môn co giật nhưng không phàn nàn gì được, nghẹn cục tức trong bụng, đành thầm than đệ tử trong môn mình vô dụng. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường lẩm bẩm. Thổ phỉ. Đệ tử Phi Linh môn toàn là thổ phỉ. Ánh mắt hai người rất là oán hận nhưng đành bó tay. Lúc này bầu trời phương xa, trên một ngọn núi, trong thiên địa các, lão nhân áo làm ánh mắt kinh thán nhỏ giọng nói. Phá quân sinh xích, tứ tinh đến thì ra là chỉ 4 người này. Bạch Long Tôn giả,
Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả, không ngờ mấy cường giả khủng bố 7.000 năm trước vẫn còn tồn tại trên đời. Tử Yên nhìn khung trời phía xa, đôi mắt trong veo tràn ngập rung động. Trưởng lão, bốn người này thực lực rất đáng sợ. Lão nhân áo lam lộ ánh mắt kinh thán. Bốn người này là huynh muội kết bái với thánh thủ tôn giả, đồn rằng năm người sáng lập thánh linh giáo cùng với trước kia huyền thiên yêu tôn sáng tạo huyền thiên môn một ở cổ vực, một tại Đông Hải. Sau đó huyền thiên môn bị diệt, thánh linh giáo ẩn thế không ra. Hiện tại thánh linh giáo lần thứ hai xuất thế, còn có cường giả khủng bố như vậy. Phục yêu tôn giả nói. Lần này Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang té đau, đã thương gân động cốt. Hỏa Vân tôn giả kinh thán. Đáng sợ nhất là Lục Lâm Thiên, một người giết mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp, đơn độc giết tôn cấp tứ trọng. Lục Lâm Thiên này đúng là sát thần, là yêu nghiệt. Phục yêu tôn giả thì thào. Ai chọc vào Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lão nhân áo lam khẽ nói. Bây giờ thực lực cổ vực, Đông Hải đã thanh tẩy lớn. Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo bắt đầu nổi lên trong Đông Hải, cổ vực. Lục Lâm Thiên đã có hai sơn môn Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, không thể xem hường. Cộng với thực lực của Lục Lâm Thiên tiến bộ quá nhanh, e rằng trong thời gian này đại lục sẽ không bình tĩnh. Diệu Linh Tôn giả nói. Ba sơn môn bị tổn hại nặng như vậy e rằng không chịu bỏ qua. Ba sơn môn sẽ không cho qua nhưng hiện tại không làm gì được, việc đã thành, ba sơn môn sẽ không liều lĩnh cá chết lưới rách. Hiện tại Thánh Linh Giáo có bốn cường giả khủng bố tọa chấn, ba sơn môn không dám hành động lung tung. Huống chi lần này Lục Lâm Thiên hợp tác với sáu đại sơn môn, ba sơn môn cần suy xét kỹ. Chúng ta cũng đi thôi, mọi thứ biến cố quá lớn, chúng ta nên báo cáo tin tức cho các. Còn người lão nhân áo lam co rút nhỏ giọng nói. Chúng ta luôn ở trong sự giám sát của bốn cường giả Thánh Linh Giáo, nếu không đi ngay e rằng sẽ có biến. Tử Yên nhìn chăm chú phương xa, theo người thiên địa các lặng lẽ đi mất. Trong sơn mạch thiên môn cốc, dọn dẹp chiến trường chỉ trong giây lát đã xong. Các chữ vật giới chỉ bị đệ tử Phi Linh Môn như ăn cướp bóc cất vào túi, đệ tử sơn môn khác chỉ có thể buồn bực nhìn. Mắt ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai đã chết lặng. Tất cả biến cố đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Lâm Thiên dặn dò ít chuyện với Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Đàn yêu thú, linh thú ăn hết đống tay chân cụt trong sơn mạch, sát khí máu me trong thiên môn cốc bắn lên cao. Cửu tinh khốn long trận bị phá, sát khí thoát ra ngoài nên Lục Lâm Thiên không hấp thu được. Dặn dò Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng xong, Lục Lâm Thiên nhìn bầu trời thật lâu. Các vị trưởng lão, chư vị trưởng môn, sắc trời đã tối, chúng ta hãy tìm một nơi đặt chân đi, sáng sớm ngày mai mọi người cùng nhau đi Phi Linh Môn thống kê thương vong các đại sơn môn, để tiện cho ba sơn môn bồi thường. Đại chiến qua đi, lúc này đã gần hoàng hôn. Phi Đao Tôn giả nói với Lục Lâm Thiên. Cũng tốt, cứ làm theo lời Lục trưởng môn. Phi Đao Tôn giả đối xử với Lục Lâm Thiên khá là khách sáo, giọng điệu ngang hàng nhau. Chỉ bằng vào Lục Lâm Thiên một mình giết một vũ tôn tứ trọng là đủ để đại biểu hết thảy. Vân Thiếu Thiên nói. Lâm Thiên, gần ngay phía trước có một phân đà của Linh Thiên Môn ta, đêm nay đến phân đà nghỉ ngơi đi. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Vậy xin làm phiền nhạc phụ. Grau. Lát sau cường giả các đại sơn môn rời đi trước, đặc biệt là tòa kỵ đáng sợ của Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả. Cùng Kỳ Tôn giả gầm giống làm nhiều yêu thú run cầm cập, uy thế đè ép thiên địa. Cường giả các đại sơn môn đi trước, tiếp theo là 40 vạn người Linh Thiên Môn sống sót, mười mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn dọn dẹp xong cũng đi. Đàn thú và khôi lỗi Thánh Linh Giáo thì bị các trưởng lão Thánh Thú Bộ, Thánh Pháp Bộ để lại trong thiên môn cốc tiếp tục dọn dẹp. Yêu thú, linh thú Phi Linh Môn do Xích Viêm, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Đồng sắp xếp. Mọi người dọn dẹp đến khi trời tối mới rời đi, thiên môn cốc trước đó không lâu còn vang tiếng giết ngập trời giờ đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Màn đêm bao phủ, gió đêm thổi xen lẫn sát khí máu me ngập trời khuếch tán. Mùi máu phất qua đâu là không khí lạnh lẽo hơn vài phần. Trong sơn môn phía xa, rất nhiều người vây xem lúc này bình tĩnh lại. Cuộc giết chóc máu me, cường giả đối kháng khiến người nhìn ta thán, linh hồn run rẩy. Phi Linh Môn quá mạnh. Không ngờ Lục Lâm Thiên hợp tác với hai các hai đảo Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các.
Quả nhiên Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cùng ra tay. Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Thực lực của Thánh Linh Giáo mới là kinh khủng nhất. Dưới màn đêm có tiếng xì sầm khe khẽ. Thực lực của Phi Linh Môn khiến người kinh thán, đại quân yêu thú khủng bố, khôi lỗi đáng sợ làm người ta rung động. Thánh Linh Giáo mạnh mẽ lên sân khấu càng khiến người kinh sợ. Thực lực của Lục Lâm Thiên cũng rất khủng bố, hình như một người giết mười mấy siêu cấp cường giả tôn cấp, đánh chết mấy chục vạn đệ tử Ba Sơn Môn. Thủ đoạn của Lục Lâm Thiên cũng độc, xuống tay không chút nương tình, đúng là sát thần. Không uổng là Linh Vũ Chiến Vương, đẳng cấp Vũ Vương mà đã có thể giết nhiều tôn cấp như vậy. Theo ta thấy gọi là Linh Vũ Sát Vương càng chính xác hơn. Giết chóc máu me toàn ra từ tay Lục Lâm Thiên, cả đại lục này ai có thể làm được. Trong sơn mạch xung quanh nhiều người đứng xem rung động bàn tán xì sầm. Cách Thiên Môn Cốc mấy ngàn dặm, trong một tòa thành khá lớn, đám cường giả các đại sơn môn Lục Lâm Thiên theo Linh Thiên Môn sắp xếp đi vào thành. Một đám cường giả vào thành khiến tiểu thành này sao động, nhưng có người Linh Thiên Môn sắp xếp nên rất nhanh đám đông tụ tập bị xua đi. Sắp xếp hàng loạt xong xuôi, chủ các đại sơn môn đều có chỗ nghỉ ngơi. Kịch chiến một phen làm nhiều cường giả bị thương, khá nhiều người trọng thương. Đông nhất là số người tiêu hao quá nhiều, cần có thời gian phục hồi và chữa trị vết thương. Bốn người Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Bạch Long Tôn Giả đi vào tiểu thành. Tọa kỵ của bốn người biến hình người, ba nam một nữ. Nghịch Vân Khổng Tước thú hóa thành nữ nhân quyến rũ thân hình yểu điệu. Bốn tôn tổ dàn xếp xong kêu Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn đi qua. Lục Lâm Thiên sắp xếp chỗ ở cho nhóm Phi Linh Môn. Tìm hiểu tình hình thương vong của các cường giả, sau đó trở về đình viện Linh Thiên Môn đã dàn xếp cho hắn. Tóm lại cường giả Phi Linh Môn không chết quá nhiều, chỉ vài trưởng lão, cung phụng bị thương nặng, hiện đang dùng đan dược tĩnh dưỡng. Trong phòng, Lục Lâm Thiên đang ngồi xếp bằng điều tức. Trận chiến lần này Lục Lâm Thiên gần như tiêu hao hết, trước đó hắn đã sử dụng rất nhiều đan dược mới phục hồi một ít. Ngẫm lại đại chiến suốt ngày hôm nay. Mọi thứ có chênh lệch khá lớn so với tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Ít Sát Tôn Giả, Phòng Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả đến, nếu không có Hắc Vũ, hai người Thiên Dương Tôn Giả của Vân Dương Tông, mang Linh Tôn Giả của Linh Thiên Môn chạy tới kịp lúc thì đã là câu chuyện khác. Ban đầu Lục Lâm Thiên đánh giá thấp Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, cuối cùng người không lộ mặt của Lan Lăng Sơn Trang e rằng thực lực cực mạnh, ít ra trên cơ Liễm Linh Tôn Giả. Thật không hiểu những đại môn đại phái che giấu bao nhiêu thế lực. Truyền thừa trên vạn năm chắc có khá nhiều cường giả ẩn núp. Lục Lâm Thiên thì thào. Lần này đã làm tổn hại nặng Ba Sơn Môn đó rồi. Tóm lại thành công làm Ba Sơn Môn ăn quả đắng, cộng thêm bốn thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo chấn nhiếp, đủ làm Ba Sơn Môn đó run sợ. Lục Lâm Thiên đang suy tư thì nghe giọng Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải vang lên. Giáo chủ, bốn vị tôn tổ cho mời. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên đứng dậy ra khỏi phòng, ở ngoài cửa hắn theo tiếng ngước nhìn Hạ Hầu Khải. Sắc mặt Hạ Hầu Khải hơi lạ, Lục Lâm Thiên quan sát mặt gã. Nếu không đoán sai thì vừa rồi có lẽ Hạ Hầu Khải bị mắng té tát. Lục Lâm Thiên đứng ngoài đình viện tiểu thính nơi nhóm Bạch Long Tôn Giả cư ngụ, nhỏ giọng nói. Bốn vị sư thúc, đệ tử đã đến. Giọng Bạch Long Tôn Giả truyền ra. Lâm Thiên, vào đi. Két két két. Lục Lâm Thiên đẩy mở cửa phòng, thấy trong phòng nhỏ trừ Bạch Long Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả ra còn có Hắc Vũ. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cung kính đứng ở một bên. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành thì quỳ. Hai người biểu tình căng thẳng, xem ra vừa rồi cũng bị răn dậy khá nặng. Kim Lang Tôn Giả trừng Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, quát lớn. Đồ khốn! Các ngươi trưởng quản tứ bộ vậy mà trong bộ có phản đồ, suýt nữa Thánh Linh Giáo bị hủy trong tay các ngươi. Nếu không phải mấy năm nay tính tình của ta dịu bớt thì bây giờ đã đập chết các ngươi tại chỗ. Thấy Lục Lâm Thiên đến, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn cùng hành lễ. Tham kiến giáo chủ. Lục Lâm Thiên liếc mắt qua liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc bốn vị Thiên Tôn đã biết trước kia tứ bộ Thánh Linh Giáo làm theo ý mình, nên đang chút giận. Lục Lâm Thiên hành lễ với bốn người. Đệ tử tham kiến bốn vị sư thúc. Khổng Tước Tôn Giả nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, miễn lễ, đứng lên đi.
Hiện tại ngươi là giáo chủ của Thánh Linh giáo, về sau không cần hành lễ nữa. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, nói. Bốn vị sư thúc, tuy trước kia Nguyễn Lão và Tiết Lão có sai lầm nhưng luôn trung thành tận tâm với Thánh Linh giáo. Xin bốn vị sư thúc minh giám cho. Thấy Lục Lâm Thiên mở lời, Khổng Tước Tôn giả nói với Kim Lang Tôn giả. Tam ca, thôi bỏ đi, nể mặt Lâm Thiên hãy tha cho hai người kia. Cùng Kỳ Tôn giả phất tay. Các ngươi ra ngoài đi. Nguyễn Thượng Hành, Tiết Linh Phượng như được đại xá, đứng lên rời đi. Đa tạ bốn vị tôn tổ, đa tạ giáo chủ. Tập Hạo Nhiên, Hạ Hầu Khải cũng xin phép đi ra. Bốn thiên tôn rời đi, đám người Bạch Long Tôn giả cùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm như đang cẩn thận kiểm tra cái gì. Lục Lâm Thiên bị xem đến nổi gai ốc. Một lát sau Khổng Tước Tôn giả hỏi Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, người có sao không? Lục Lâm Thiên khẽ đáp. Bẩm sư thúc, đệ tử không sao. Cùng Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm. Tiểu tử giỏi, rất giỏi, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, lực phòng ngự cũng tuyệt, còn được Tử Lôi Huyền Đỉnh mà lão giả Huyền Thiên yêu tôn xem như mạng mình. Không uổng là đệ tử đại ca nhìn chúng, không để mấy lão giả chúng ta mất mặt. Khổng Tước Tôn giả cười sửa lưng cùng Kỳ Tôn giả. Lão ngũ, đệ tử của đại ca sao lại ảnh hưởng ngươi có mất mặt không? Cùng Kỳ Tôn giả há mồm phản bác. Nói gì kỳ, đệ tử của lão đại chẳng phải là đệ tử của chúng ta sao? Kim Lang Tôn giả cười nói. Lão ngũ nói câu này đúng. Kim Lang Tôn giả phất tay bắn ra ánh sáng, một ngọc giản nằm gọn trong bàn tay. Lâm Thiên, tam sư thúc này không có đồ gì tốt tặng cho ngươi. Ngươi có Tử Lôi Huyền Đỉnh mà lão già Huyền Thiên yêu tôn để lại, thực lực cũng không yếu, chắc không vừa mắt thứ bình thường. Ta có vật này hơi diệu dụng, ngươi cầm đi. Kim Lang Tôn giả nói xong ngọc giản đã rơi vào tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhận lấy ngọc giản, nghi hoặc hỏi. Sư thúc, đây là vật gì? Ngọc giản này không phải vũ kỹ hay linh kỹ, Lục Lâm Thiên rất thắc mắc. Kim Lang Tôn giả nói. Cái này là ngọc giản cầu cứu. Bên trong có một luồng linh hồn lực của sư thúc. Nếu ngươi gặp nguy hiểm hãy bóp nát ngọc giản, sư thúc biết ngay vị trí của ngươi. Miễn là khoảng cách không quá xa thì sư thúc sẽ đến trong giây lát. Lục Lâm Thiên cảm ơn. Gia tạ sư thúc. Đây là bùa hộ mệnh. Ban ngày đám người Âm Nguyệt Tôn giả bóp nát ngọc giản chắc cũng là loại ngọc giản cầu cứu này. Sau đó nhóm Liễm Linh Tôn giả tới ngay trong chốc lát. Bạch Long Tôn giả đưa một bình ngọc cho Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, cái này là ta vô tình có được trong một mật địa, cho ngươi chắc sẽ giúp ích được nhiều, cầm lấy. Đây là... Lục Lâm Thiên mở bình ngọc ra, năng lượng hùng hậu khuếch tán. Năng lượng hùng hồn này khiến trái tim Lục Lâm Thiên đập nhanh theo. Bạch Long Tôn giả nói. Đây là địa tâm linh dịch, ta bị nhốt trong mật địa trăm năm mới thu thập được nhiêu đó. Địa tâm linh dịch này tốt hơn tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông nhiều. Nếu người uống nó sẽ có thể đột phá tôn cấp. Nhưng khi đột phá tôn cấp thì chân khí đã không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ, chứ không phải dựa vào chân khí tăng lên liền đột phá. Lục Lâm Thiên mừng rỡ cất đi. Đa tạ sư thúc. Khổng Tước Tôn giả mắt sáng lấp lánh mỉm cười nói. Lâm Thiên, ta cũng có một vật, xem như quà gặp mặt tặng cho ngươi, cầm đi. Khổng Tước Tôn giả lấy một cái áo choàng màu xanh ra. Báu vật này chờ khi ngươi luyện hóa sẽ biết ích lợi của nó, tuy không phải trọng bảo lớn lao gì nhưng có nhiều diệu dụng, rất thích hợp ngươi. Cùng Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm nói. Lâm Thiên, ngũ sư thúc cũng đưa thứ tốt cho ngươi, cái này chắc chắn dùng tốt. Cùng Kỳ Tôn giả móc ra một cái hộp gấm cũ nát như hiến báu vật, giao cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mở hộp gấm ra, bên trong có ba quả cầu đỏ rực, to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, lóng lánh trong suốt như lưu ly màu đỏ. Chỉ có năng lượng thuộc tính hỏa nhạt quanh quẩn. Lục Lâm Thiên nhìn ba quả cầu đỏ rực, hỏi. Ngũ sư thúc, đây là thứ tốt gì vậy? Đồ ngũ sư thúc cùng Kỳ Tôn giả tặng cho chắc chắn không phải vật bình thường. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói. Lâm Thiên, cái này là ngũ sư thúc của ngươi ở trong mật địa lúc trước giết ba con xích diễm địa long thú bát giai hậu kỳ thuộc tính hỏa, được ba viên yêu đan bát giai hậu kỳ. Ta tốn chút công sức luyện chế thành ba viên liệt diễm phần tôn đạn. Là thứ tốt. Cùng Kỳ Tôn giả cười gian. Lâm Thiên, một viên liệt diễm phần tôn đạn dư sức làm trọng thương vũ tôn thất trọng. Nếu là vũ tôn thất trọng yếu chút chắc chắn sẽ bị giết chết.
nếu cùng phát ra 3 viên, dù là đối phó mấy tôn cấp bát trọng cũng có thể gây trọng thương đối phương. Nếu thực lực yếu chút đủ làm họ chín chết một sống. Lục Lâm Thiên hân hoan reo lên. Đa tạ sư thúc. Liệt diễm phần tôn đạn, đối phó vũ tôn thất trọng, bát trọng. Báu vật như vậy mạnh hơn thổ sát huyền lôi Lục Lâm Thiên lấy được từ Vân Dương Tông rất nhiều. Thổ sát huyền lôi chỉ đối phó với xuất cấp được, còn liệt diễm phần tôn đạn là nhằm vào tôn cấp thất trọng, bát trọng, đúng là trọng bảo. Cùng kỳ tôn giả vỗ ngực nói. Không cần khách sáo, người đệ tử của đại ca tức là đệ tử của chúng ta. Sau này ai dám để ngươi chịu thiệt, quay đầu lại nói một tiếng với ngũ sư thúc là được. Lục Lâm Thiên cười khổ, có mấy vị sư thúc này hắn liền có chỗ dựa, không có nhiều người dám chẳng nể mặt bốn người. Chờ tin tức Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Bạch Long tôn giả, cùng kỳ tôn giả xuất hiện bị truyền ra, người muốn làm gì thánh linh giáo, phi linh môn sẽ phải suy nghĩ kỹ. Lục Lâm Thiên cất liệt diễm phần tôn đạn và áo choàng màu xanh Khổng Tước tôn giả cho, hỏi bốn người. Bốn vị sư thúc, tại sao các người đến Thiên Môn Cốc? Lục Lâm Thiên thầm than chuyến này được của hời, người không được quà tặng thì không giàu nổi, thứ mấy vị sư thúc tặng cho nếu đem ra ngoài toàn là trọng bảo. Nói ra thì rất dài dòng. Bạch Long tôn giả khẽ nói. Trước kia ta và mấy sư thúc của ngươi rời khỏi Thánh Linh Giáo, đi tìm sư phụ của ngươi khắp nơi, dù tìm cả đại lục nhưng không tìm được. Bọn ta thất vọng quá tìm chỗ ẩn thế sống mấy ngàn năm yên ổn, nhận vài đệ tử không nên thân, hiện tại chắc có một đống đồ tử đồ tôn. Kim Lang tôn giả tiếp lời nói. Cứ thế qua mấy ngàn năm, không màng chuyện thế tục ngược lại giúp ích cho việc tu luyện. Trăm năm trước bốn chúng ta bởi vì đại hạn gần đến, thế là đi một nơi mật địa muốn tìm cơ duyên. Ai ngờ khó khăn xông vào đó lại bị nhốt trăm năm, lần này đi ra liền qua vạn đảo nhai trước nhìn xem. Rồi biết chuyện xảy ra với Thánh Linh Giáo, biết đại ca nhận ngươi làm đệ tử, cường giả Thánh Linh Giáo đều đến cổ vực, nên chúng ta chạy tới. Khổng Tước tôn giả tiếp lời. Thật ra bốn chúng ta đến cổ vực có gặp phân thân linh hồn của ngươi, thấy Thánh Linh Giáo và các đại sơn môn có mặt đông đủ, đoán chừng sẽ có chuyện lớn. Ngũ sư thúc của ngươi đề nghị đi xem ngươi thế nào, có làm Thánh Linh Giáo mất mặt không, nên luôn đi theo sau lưng ngươi. Cùng kỳ tôn giả nói. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi rất giỏi, vương cấp cửu trọng mà có thể tàn sát tôn cấp, giết cả vũ tôn tứ trọng. Nếu sau khi đột phá tôn cấp chắc chắn thực lực của ngươi càng kinh khủng hơn. Ta thấy rất nhiều người có thể vượt cấp giết đối thủ, ngày xưa bốn lão già chúng ta vượt cấp giết đối thủ chẳng có gì lạ. Có ba người làm ta phục. Một là sư phụ của ngươi, thứ hai là yêu nghiệt huyền thiên yêu tôn, cộng thêm tử lôi huyền đỉnh thì không yếu hơn sư phụ của ngươi. Một người nữa không biết bây giờ còn sống không, ngươi còn đáng sợ hơn ba người đó, bọn họ vượt cấp giết đối thủ cũng không cách nào đến mức độ khủng bố như ngươi. Sau này tiền đồ của ngươi sẽ rất tươi sáng. Lâm Thiên, ta thấy phân thân linh hồn của ngươi có vài chỗ ảo diệu, chẳng lẽ là bí pháp gì? Nhưng ta chưa từng thấy bí pháp như thế. Bí pháp ngưng tụ phân thân linh hồn nhưng không thể rời khỏi bản thể hành động đơn độc quá lâu. Nghĩ đến đại hồn anh của Lục Lâm Thiên làm cùng kỳ tôn giả tràn đầy thắc mắc. Lục Lâm Thiên cười cười, không nói kỹ càng. Chuyện này chính Lục Lâm Thiên còn khó nói rõ, thế là hắn ấp úng qua loa, chỉ bảo là loại bí pháp đặc biệt. Bạch Long tôn giả nói. Lâm Thiên, vừa rồi Hắc Vũ có cho chúng ta biết tình huống của sư phụ ngươi. Sáng sớm mai lên đường đi. Chúng ta nóng lòng muốn gặp sư phụ của ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Vâng, nếu sư phụ biết huynh muội kết bái còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đến tuổi như sư phụ còn cái gì đáng vui mừng hơn là gặp huynh đệ của mình. Lục Lâm Thiên mừng thay cho sư phụ thánh thủ linh tôn của mình. Bạch Long tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi. Lâm Thiên, có biết tại sao hôm nay chúng ta không giết ba tôn cấp bát trọng kia không? Lục Lâm Thiên ngước mắt lên nói. Đã đủ rồi, ba sơn môn không dễ chọc, nếu ép quá gấp sẽ lưỡng bại câu thương. Sư phụ có dặn làm chuyện gì cũng nên có mức độ. Bạch Long tôn giả nói. Hiểu thì tốt, tam tông tứ môn, nhất môn nhất giáo nhất trang, tứ các tứ đảo. Những sơn môn này đều có nội tình trên vạn năm, tuyệt đối không dễ chọc. Việc này đến đây là đủ, tự ngươi hiểu chừng mực. Có một số việc có lẽ hiện tại ngươi không rõ. Chờ đến lúc thì ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Vâng. Lục Lâm Thiên không hỏi nhiều, xin phép rời đi.
nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, bốn người Bạch Long Tôn giả ở trong phòng nhìn nhau ngầm thảo luận. Khổng Tước Tôn giả nói, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, hài tử Lâm Thiên này thật khá, thiên phú, khí phách như vậy trong ước vạn người không có một. Bạch Long Tôn giả lộ vẻ khó hiểu. Tiểu tử này sát khí quá nặng, giết chóc ngập trời, ta chỉ lo cản trở tu vi. Nhưng sao ta cảm thấy căn cơ của tiểu tử này vững như đá, tâm tính sáng suốt vô cùng, thật khiến người bất ngờ. Hắc Vũ nói với bốn người. Các ngươi đừng suy đoán nữa, thiếu chủ sớm dùng diễn linh thiên quả, tu luyện từ nhỏ lại có cường giả khác nâng đỡ. Đệ tử của chủ nhân tất nhiên không tầm thường. Hắc Vũ tiếp tục bảo. Lần này chủ nhân gặp các người chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Cùng Kỳ Tôn giả nói. Ta hận không thể lập tức đi gặp đại ca. Kim Lang Tôn giả khẽ nói. Lão Ngũ, ráng nhịn mấy ngày đi, chúng ta bảo vệ Lâm Thiên thì tốt hơn. Lần này Ba Sơn Môn bị tổn hại nặng, tuy mặt ngoài đồng ý bồi thường nhưng e rằng trong lòng không giữ lời. Khổng Tước Tôn giả nói. Không ngờ đại ca có thiên phú phong hoa tuyệt đại như vậy, muốn đột phá đến tầng đó mà không thành công. Chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng cuối cùng được gặp đại ca là chuyện may mắn. Bạch Long Tôn giả lầu bầu. Tứ muội từ khi nào cũng như vậy, không phải chúng ta không có cơ hội, chắc nhiều người cũng đang chờ cơ hội đó. Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện bốn người Bạch Long Tôn giả cư ngụ, hắn cười tủm tỉm dọc theo đường đi. Lần này hắn lại được vài món báu vật, quan trọng nhất là bốn thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh giáo còn sống, sau này Lục Lâm Thiên sẽ có chỗ dựa. Chỉ cần bốn cường giả khủng bố kia còn sống thì sẽ là núi dựa chắc chắn cho Thánh Linh giáo, Phi Linh môn. Sơn môn như tam tông tứ môn cũng không dám đụng vào. Lục Lâm Thiên quay về phòng mình, mở cửa phòng ra, mắt nhìn chằm chằm gian phòng. Con người Lục Lâm Thiên co rút, hắn rất bất ngờ. Hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đang chờ hắn trong phòng. Lục Lâm Thiên nhướng mày khẽ hỏi. Sao các nàng đều đến? Vân Hồng Lăng tiến lên hỏi. Lâm Thiên, chàng có bị thương nặng lắm không? Vết thương sao rồi? Lục Lâm Thiên nói. Không sao, ta chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo. Lục Lâm Thiên nhìn hai nữ nhân, ban ngày hỗn chiến làm bọn họ tiêu hao khá lớn. Lữ Tiểu Linh tiêu hao nhiều nhất, về đẳng cấp thực lực thì nàng hơi kém hơn Vân Hồng Lăng. Lữ Tiểu Linh lườm Lục Lâm Thiên. Không thể lơ là được, nhanh đi trị thương. Nếu thiếp và Hồng Lăng tỷ không đến tìm thì chàng mãi mãi không chủ động tìm chúng ta. Lục Lâm Thiên chỉ cười. Vân Hồng Lăng nói với Lục Lâm Thiên. Cười cái gì, nhanh đi trị thương đi. Vân Hồng Lăng quay sang bảo với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh, chúng ta đi trước đi. Lữ Tiểu Linh nói. Lâm Thiên, chàng hãy mau đi chữa thương, chúng ta về trước. Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng ra khỏi phòng. Lục Lâm Thiên nhìn hai nữ nhân, hỏi. Hai người cứ đi vậy sao? Vân Hồng Lăng chừng Lục Lâm Thiên. Chúng ta không đi thì chàng còn muốn làm gì? Nhanh trị thương đi. Vân Hồng Lăng kéo Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng. Lục Lâm Thiên cười khổ, hai nữ nhân đến, thấy các nàng không sao thì hắn cũng yên lòng. Lục Lâm Thiên đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Tuy dùng đan dược đã lành một chút nhưng không thể bình phục ngay trong phút chốc được. Lục Lâm Thiên điều tức, thời gian chậm rãi trôi. Trong một đình viện, mấy cường giả Thiên Vân Đảo ngồi quanh, Thiên Huyễn Tôn giả, Đạm Thai Tuyết Vi cũng có mặt. Thiên Huyễn Tôn giả nói. Không ngờ thực lực của Thánh Linh giáo cường đại đến mức này. Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả toàn là huynh đệ kết bái của Thánh Thủ Linh Tôn ngày xưa, tứ bộ thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh giáo. Những cường giả đáng sợ này còn sống thì mọi chuyện đều khác đi. Một tôn cấp của Thiên Vân Đảo hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Thiên Huyễn Tôn giả hỏi Đạm Thai Tuyết Phi. Tuyết Phi. Lúc nàng đến có được sư tổ dặn gì không? Đạm Thai Tuyết Phi trả lời. Sư tổ dặn là cố gắng quan hệ tốt với Phi Linh Môn. Thiên Huyễn Tôn giả nói. Tuyết Phi, hãy làm theo lời sư tổ đã nói. Phi Linh Môn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, tiểu tử Lục Lâm Thiên rất đáng gờm, giờ đã bộc lộ tài năng. Ta thấy nàng và Lục Lâm Thiên có quan hệ không tệ, từ nàng ra tay có lẽ về sau quan hệ giữa Phi Linh Môn và Thiên Vân Đảo càng bền chặt. Có lẽ sau này chúng ta cần nhờ Phi Linh Môn giúp đỡ chút ít. Đạm Thai Tuyết Phi mắt lóe tia sáng khẽ đáp. Tuyết Phi hiểu. Đang là mùa đông, sáng sớm sắc trời xám xịt,
sương mù dày đặc trên bầu trời. Mùa đông sáng sớm mông lung sương cá, tê gió rét buốt thổi vù vù. Trong tiểu thành, tiếng rít vù vù dấy lên mảng lớn, rồi tiếng vỗ cánh bay đi khiến tiểu thành buổi sáng chìm trong tĩnh lặng bỗng chốc sôi trào. Các tòa kỵ yêu thú, linh thú đáng sợ làm người rung động. Sáng sớm, làn gió còn mang chút lạnh giá, trong dãy sơn mạch núi no chập tùng, diện tích vô cùng bao la, khắp nơi tiêu điều. Trong dãy núi có một ngọn núi khổng lồ, núi cao ngất đâm mây, có mây mù lượn lờ xung quanh tựa như cảnh tiên. Đường núi uốn lượn khúc khuỷu từ chân núi kéo dài lên tới đỉnh, rậm rạp cắm đầy những thanh kiếm bén nhọn, kiếm quang phản chiếu bốn phương. Kiếm khí sắc bén đè ép xung quanh như kiếm long uốn lượn ngửa đầu lên trời. Khí thế đè ép không gian làm người đến gần sẽ run rẩy, tim đập nhanh. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, ngọn núi trong không khí tĩnh lặng đột nhiên run lên, đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, trên ngọn núi, thân kiếm rậm tạp kêu vù vù hình thành kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời. Trong sơn mạch xung quanh vạn thú kinh hoàng, từng tiếng dã thú gầm giống không ngừng vang lên trong sơn mạch. Kiếm khí sắc bén hùng hồn tiết ra ngoài, ngọn núi vạn kiếm cùng ngân, kiếm bén rậm rạp sắp bắn ra khỏi ngọn núi, khí thế kinh người trấn áp thiên địa. Giờ phút này, trong sơn mạch có nhiều khí tức mỏng manh rình ngó hướng ngọn núi. Trong một không gian mờ tối, tiếng thần khóc quỷ hú vang vọng trong không gian, khắp nơi đầy ma khí. Trong không gian có vô số kiếm bén xoay tới xoay lui. Nhìn kỹ thì kiếm toàn là thứ rất hư ảo, ma khí ngập trời ngưng tụ ra kiếm. Kiếm ảo xuyên toa trong không gian dựa theo quỹ tích nhất định. Tìm kiếm những quỹ tích này sẽ không khó phát hiện, ra những kiếm bén ảo bay ra từ một cái hồ sâu hình kiếm. Nước hồ như máu đỏ thắm, to cỡ mấy trăm thước, như thanh kiếm bén nằm trong không gian. Bên trên bao phủ ma khí ngút trời, bốn phía là khói đen lượn lờ khiến người nhìn tim đập nhanh. Vù vù vù. Lúc này chính giữa ao máu có một nữ nhân ngồi xếp bằng, toàn thân ngâm trong ao máu chỉ lộ ra phần đầu. Ma khí quanh quẩn gần đầu nàng, trông bộ dạng lạnh lùng diễm lệ mà yêu tà, có chút kỳ dị. Nàng là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan ngồi xếp bằng không nhúc nhích, bốn phía không ngừng vang tiếng quỷ khí rên, la hét chói tai. Trong ao máu nước chảy xiết như nước sôi, các tia năng lượng quái dị bao phủ Nguyên Nhược Lan. Các kiếm ảo như bay ra khỏi ao máu nhưng thật ra là bay ra từ người Nguyên Nhược Lan. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan hơi đen, làn da mấp máy, các thanh kiếm ảo xuyên qua xuyên lại trong người nàng. Trong không gian vang lên giọng già nua ngạc nhiên. Lấy thân nhập ma, kỳ tích, Thiên Kiếm Môn rất may mắn, không ngờ Nhược Lan có đại nghị lực, đại bền lòng, đại thiên phú như vậy. Nếu không có gì bất ngờ thì ma kiếm đã bắt đầu triệu hoán, khi tới lúc liền được truyền thừa kiếm tổ. Đại nghị lực, đại bền lòng, đại thiên phú là ba yêu cầu mà kiếm tổ để lại, hàng vạn năm nay không ai có thể đi tới cuối cùng, không ngờ tiểu nha đầu Nhược Lan làm được. Sắp gọi ra ma kiếm, Thiên Kiếm Môn ta vinh hạnh. Trong không gian các thanh âm kinh ngạc vang lên, trong ao máu hình kiếm, Nguyên Nhược Lan nhắm chặt mắt, không biết qua bao lâu. Từng trường kiếm ảo quay quanh, khí thế trên người Nguyên Nhược Lan thay đổi với tốc độ mắt thường khó phát hiện. Tốc độ thay đổi khí thế này đang tăng nhanh. Có lẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì chỉ là vấn đề thời gian, chờ tới lúc, nữ nhân trong ao máu sẽ phá kén thành bướm, lúc đó chắc chắn sẽ chấn động đại lục. Ầm ầm ầm, cả ngọn núi không ngừng rung lên, trên kiếm sơn khổng lồ, vạn kiếm cùng kêu vang tụ thành tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc trong không gian. Phương xa, trong Thiên Kiếm Môn, nhiều đệ tử cảm giác dao động trong cấm địa sau núi xa xôi. Ai nấy nhìn hướng cấm địa sau núi, bên trong có khí thế vô hình làm bọn họ cảm nhận uy hiếp tuyệt đối. Trường kiếm cõng trên lưng khẽ run như sắp bay ra khỏi vỏ. Sao, sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiều đệ tử Thiên Kiếm Môn nhìn cấm địa sau núi, khí thế đến từ chỗ đó. Cổ kiếm phong xuất hiện trên quảng trường, phất tay xua đệ tử đi. Tất cả quay về tu luyện đi, không có chuyện gì đâu. Cổ kiếm phong nhìn chằm chằm một hướng sau núi, thì thào. Nhược Lan, đồ nhi của ta, người phải cố gắng. Lấy thân nhập ma, triệu hoán ma kiếm được truyền thừa của kiếm tổ, nếu ngươi làm được đủ sức nhảy lên thành cường giả đỉnh cao. Vi sư tin tưởng ngươi sẽ làm được. Thời gian chậm rãi trôi đi, không trung cổ vực có đàn yêu thú đông đúc đập cánh bay qua, mục đích là sơn mạch Vũ Đô. Rất nhiều người ngồi trên lưng đàn yêu thú đông đúc, bọn họ đang chìm trong tu luyện hoặc điều tức.
Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù. Hiệu quả điều tức của âm dương linh vũ quyết rất tốt, linh lực chân khí bị tiêu hao đã phục hồi gần đầy đủ, mọi vết thương nhẹ đều không sao. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Dương Quá hỏi Lục Lâm Thiên. Nhị đệ, người có sao không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Đại ca, ta vốn không bị gì, không đáng lo. Lục Lâm Thiên nhìn đám người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Tiểu Bạch. Mọi người đều không bị thương nặng, cùng lắm là bị chút vết thương nhỏ. Tiểu Long nhìn chằm chằm đằng trước, phía xa xa đã thấy sơn mạch Phi Linh. Trên hàn băng yêu long viễn cổ, dường như Bạch Long tôn giả nghe Tiểu Long nói gì đó nên hỏi Lục Lâm Thiên. Phía trước là Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Bẩm sư thúc, đằng trước đúng là Phi Linh Môn của đệ tử. Sư phụ đang trong Phi Linh Môn. Kim Lang tôn giả nghe vậy hét to. Đại ca đang ở đâu vậy? Ta đến đây. Grau. Kim Dực Thiên Lang giống to lao nhanh tới trước. Khổng Tước tôn giả thúc giục tỏa kỵ nghịch vân khổng tước thú bay nhanh đuổi theo. Tam ca, chờ ta với. Bạch Long tôn giả, cùng kỳ tôn giả cũng bay theo, đến Phi Linh Môn làm tâm trạng bốn người rất kích động. Lục Lâm Thiên Dục Thiên Sĩ Tuyết Sư đuổi theo. Tuyết Sư, mau lên. Trong mật thất đại điện Phi Linh Môn, một bóng người hư ảo đang ngồi xếp bằng trên giường Linh Ngọc, bỗng mở đôi mắt ra. Nam Thúc ở gần đó cũng chợt mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như trời sao. Có siêu cấp cường giả đến. Thân hình già nua hư ảo trên Linh Ngọc sàng đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động khó tả. Là Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, bọn họ còn sống. Với trạng thái linh hồn, người đó biến mất trong mật thất. Trong Phi Linh Môn gần đây vừa bình tĩnh vừa căng thẳng. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn chờ đợi tin tức truyền về. Phi Linh Môn có thể xuất ra 20 vạn đệ tử đều được đưa vào Thiên Môn Cốc, số đệ tử còn lại thực lực rất thấp hoặc mới nhập môn không lâu. Những đệ tử này không khó biết Phi Linh Môn sắp đánh nhau với ba sơn môn, kết quả thế nào mới là quan trọng. Mỗi ngày các đệ tử sống trong thấp thỏm. Trên bầu trời Phi Linh Môn bình tĩnh đột nhiên vang mấy tiếng yêu thú gầm gừ như sấm đánh. Growl, thanh âm mang theo uy hiếp kinh người hùng hồn quanh quẩn trong không trung. Mấy trưởng lão Phi Linh Môn giật mình qua đi đồng thanh kêu lên. Có cường giả tập kích, mau bày đại trận phòng ngự. Tiếng yêu thú kinh người không giống yêu thú của Phi Linh Môn. Đang trong lúc mẫn cảm thế này, mấy trưởng lão ở lại Phi Linh Môn sớm được dặn là nếu có ngoại địch đến tấn công thì trước tiên mở đại trận phòng ngự. Mấy tiếng yêu thú gầm gừ qua đi, tiếp theo là tiếng giống của Thiên Sĩ Tuyết Sư xen lẫn trong đó. Là trưởng môn trở lại. Là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trưởng môn đã về. Mấy trưởng lão căng thẳng thần kinh nghe tiếng giống của Thiên Sĩ Tuyết Sư thì sắc mặt dịu lại. Xoẹt. Một bóng người hư ảo lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Growl. Hú ú. Bóng dáng hư ảo xuất hiện, không gian phía trước lại có mấy tiếng gầm ập đến như sấm sét lan tràn trong mảnh trời này. Chớp mắt bốn vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phương xa. Bốn vật khổng lồ con đầu tiên là Bạch Long, uy vũ dữ tợn. Dưới bụng có long chảo sinh vân. Con thứ hai là sói to màu vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc đôi cánh vàng, thân hình hoàng kim toát ra uy hiếp vương giả tuyệt đối. Con thứ ba là yêu thú khổng tước lấp lánh bảy sắc màu, thân hình khổng lồ cực kỳ huyễn lệ. Con cuối cùng uy vũ dữ trợn nhất, bề ngoài như hổ như trâu, giống rồng giống sói. Nó có đôi cánh to, lông toàn thân như nhím, người đỏ rực tựa máu chảy. Bốn vật khổng lồ xuất hiện. Đệ tử Phi Linh Môn đứng bên dưới nhìn phương xa có bốn con vật khổng lồ bay tới đều tim đập chân run, hít thở dồn dập. Những đệ tử Phi Linh Môn thực lực thấp hoặc vừa nhập môn làm sao thấy qua cảnh này. Bốn vật khổng lồ đến, bốn người cưỡi trên lưng thú nhảy lên, mấy tiếng hét lớn truyền ra. Đại ca, chúng ta đến rồi. Bốn bóng người nhảy xuống, vài luồng uy hiếp giáng xuống Phi Linh Môn. Thiên địa xung quanh vô hình chung run rẩy, không gian chịu áp lực cực lớn. Điều này khiến các đệ tử Phi Linh Môn bị đông lại, linh lực chân khí trong người khó có thể vận chuyển. Trên bầu trời Phi Linh Môn, một bóng người hư ảo kỳ dị xuất hiện trong mắt đệ tử Phi Linh Môn. Bóng người ảo tóc dài xõa vai, dáng người cao lớn, toát ra kiệt ngạo bất phàm. Thân hình hư ảo, mắt phượng sáng ngời như ánh sao lấp lánh. Khuôn mặt hư ảo góc cạnh rõ ràng giờ run run nhìn bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Vù vù vù. Chỉ mất vài giây. Bốn bóng người đã đáp xuống trước mặt thân hình ảo.
bốn người xuất hiện làm năng lượng thiên địa tụ tập, bốn tòa kỳ yêu thú to lớn lơ lửng sau lưng bốn người. Ba nam một nữ, mắt nhìn chằm chằm thân hình hư ảo trước mặt. Khuôn mặt bọn họ run run, hốc mắt ướt đẫm, cả người run rẩy. Growl. Lục Lâm Thiên, Hắc Phủ từ xa bay tới, nhìn chằm chằm năm người trước mặt, đôi mắt rung động. Phía sau, tòa kỳ yêu thú của các đại sơn môn cũng theo tới, uy hiếp đè ép không trung sắp tan vỡ. Động tĩnh kinh người làm phạm vi mấy chục dặm chấn động. Đằng trước, năm người đối diện nhau, trong mắt tràn ngập rung động. Thật lâu sau, con người của thân hình hư ảo co run, lên tiếng trước. Nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, các người vẫn khỏe chứ? Khổng Tước Tôn giả khẽ khàng nói. Đại ca, chúng ta đến chậm, để đại ca chịu khổ rồi. Mắt Khổng Tước Tôn giả ướt nước, áo gấm bay lên, nàng lao vào người ảo ảnh. Người ảo ảnh mỉm cười giang hai tay ôm nữ nhân áo gấm ung dung cao quý vào ngực. Nhà đầu này, đã mấy ngàn tuổi còn như vậy, không sợ bị hậu bối cười cho sao. Khổng Tước Tôn giả ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm như biển. Dù mấy ngàn tuổi thì ta vẫn là tứ muội của đại ca. Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả run rẩy vây quanh người hư ảo. Đại ca, chúng ta tìm đại ca rất cực khổ. Ba người nhìn chăm chú người hư ảo, hốc mắt ngấn lệ. Bóng người hư ảo nhìn bốn người, mỉm cười nói. Ta rất khỏe, các ngươi không có việc gì thì tốt, tốt rồi. Không trung phía xa, cường giả trong thánh linh giáo xuất hiện, nhìn thân hình hư ảo trước mặt. Bốn thiên tôn, các tôn lão hộ giáo quay sang nhìn nhau, cùng nhảy xuống tòa kỵ. Thánh linh thiên tôn, thánh pháp thiên tôn, thánh vũ thiên tôn đời thứ ba. Thánh thú thiên tôn đời thứ tư thánh linh giáo. Bái kiến lão giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của thánh linh giáo bái kiến lão giáo chủ. Còn người trưởng lão thánh linh giáo co rút, tôn lão hộ giáo và thiên tôn đã hành lễ thì bọn họ cũng nhảy xuống tòa kỵ, cung kính hành lễ. Trưởng lão thánh linh giáo bái kiến lão giáo chủ. Thanh âm hành lễ ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời, thanh âm đinh tai nhức óc. Tất cả đệ tử thánh linh giáo không dám ngước đầu nhìn. Khóe mắt theo dõi chặt chẽ người ảo ảnh bên cạnh bốn tôn tổ. Đó là người sáng tạo thánh linh giáo, giáo chủ đời thứ nhất. Cường giả các đại sơn môn đến gần, mắt đều nhìn chằm chằm thân hình hư ảo. Thân hình già nua tóc dài xõa vai, kiệt ngạo bất phàm chính là thánh thủ linh tôn nghe đồn một tay sáng tạo thánh linh giáo, một trong ba người không dễ chọc nhất đại lục mây ngàn năm trước. Cường giả các đại sơn môn hơi biến sắc mặt. Dù chỉ là một thể linh hồn nhưng khí trường vô hình này làm những người ở trong phạm vi đều bị ảnh hưởng. Cường giả các đại sơn môn đã âm thầm suy đoán, nghe đồn trong phi linh môn che giấu một cường giả bí ẩn, có lẽ là thánh thủ linh tôn. Bồi dưỡng ra đệ tử đáng sợ như Lục Lâm Thiên thì mọi người dễ chấp nhận đó là thánh thủ linh tôn hơn, chỉ có cường giả như thánh thủ linh tôn mới bồi dưỡng được đệ tử như yêu nghiệt này. Nghe đồn thánh thủ linh tôn mấy ngàn năm trước là một trong ba cường giả yêu nghiệt. Bầu trời phía xa, thánh thủ linh tôn hư a hỏa vung trường bào, khoanh tay đứng. Đứng lên hết đi. Thánh thủ linh tôn nhìn chăm chú cá cường giả thánh linh giáo chúng trước mặt, lòng ơi xúc động, đây chính là thánh linh giáo mà lão tự tay sáng tạo ra. Trong Vân Dương Tông, Vân Phi Hồng nhìn chăm chú thân hình hư ảo đằng trước, mắt lóe tia sáng, cũng xuống tòa kỵ ôm quyền hành lễ. Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông tham kiến thánh thủ linh tôn tiền bối. Đối diện một siêu cấp cường giả đã tung hoành đại lục từ 7.000 năm trước thì Vân Phi Hồng chỉ là một vãn bối. Mang linh của linh thiên môn tham kiến thánh thủ linh tôn tiền bối. Phi đao của sát nhật các trang tham kiến thánh thủ linh tôn tiền bối. Thiên huyễn của thiên vân đảo tham kiến thánh thủ linh tôn tiền bối. Thiên dương tôn giả Vân Phi Hồng hành lễ, thoáng chốc cường giả các đại sơn môn đều nhảy xuống tòa kỵ cúi chào theo. Siêu cấp cường giả trong tin đồn 7.000 năm trước đã tung hoành đại lục, những người có mặt đều là hậu bối. Loại cường giả này còn là sư phụ của Lục Lâm Thiên, đại ca kết bái của bốn tôn tổ thánh linh giáo, nên phải để lại ấn tượng tốt. Đám cường giả Vân Phi Hồng, mang linh lão tổ so sánh thì thánh thủ linh tôn vẫn cao như một ngọn núi. Mặc dù hiện tại thánh thủ linh tôn chỉ là thể linh hồn nhưng uy danh ngày xưa còn đó, không ai dám khinh thường. Thánh thủ linh tôn liếc mắt qua các đại sơn môn. Các vị hữu lễ, trong sơn môn của các người có một vài lão già ta quen biết, trở lại hỏi thăm một tiếng dùm ta. Thánh thủ linh tôn nhìn trận thế các đại sơn môn, mắt hơi lóe sáng. Thấy trận thế này,
lại có bốn vị huynh muội kết nghĩa, Thánh Thủ Linh Tôn đã nắm rõ tình huống trong Thiên Môn Cốc. Một góc đại điện Phi Linh Môn, Nam Thúc lọm khom xuất hiện. Tiểu tử này gần đây giỏi lôi kéo quan hệ thật. Đôi mắt đục nhìn không trung phía trước rồi biến mất. Mùa đông, gió lạnh rít gào, trong Phi Linh Môn thì sôi sục. Rất nhiều cường giả đến, mang tới tin tức Phi Linh Môn, các đại sơn môn tổn hại nề. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn run rẩy, vội sắp xếp cho cường giả các đại sơn môn vào ở trong Phi Linh Môn. Cường giả các đại sơn môn đi vào, phải nói số lượng cường giả trong Phi Linh Môn bây giờ rất khủng bố. May mắn với trận thế hiện tại của Phi Linh Môn thì dư sức nhẹ nhàng đón tiếp tất cả cường giả các đại sơn môn. Sơn môn Phi Linh Môn bây giờ đã không như xưa, tuy khí thế sơn môn chưa thể sánh bằng tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tứ các tứ đảo có nội tình hàng vạn năm. Nhưng Phi Linh Môn là thế lực mạnh nhất mới nổi, trận thế sơn môn không đến mức thất lễ. Đặc biệt là cường giả các đại sơn môn bước vào Phi Linh Môn, giây phút vô tình cảm giác được khí tức tinh nguyệt thiên sát đại trận làm bọn họ thầm ngạc nhiên. Đại trận này e rằng không thua gì đại trận hộ sơn của bọn họ. Đệ tử Phi Linh Môn theo lời dặn của các trưởng lão sắp xếp trốn ở cho cường giả các đại sơn môn, nghe đồn bọn họ sẽ ở chơi mấy ngày. Dàn xếp cường giả các đại sơn môn xong, những đệ tử ở lại Phi Linh Môn được nghe nhiều tin tức liên quan Thiên Môn Cốc. Nghe nói một mình trưởng môn tàn sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy cường giả tôn cấp. Các đệ tử sôi trào máu nóng, mọi người hận chính mình không thể có mặt tại đó, không có duyên chứng kiến cảnh rung động kia. Cùng lúc đó, đệ tử ở lại canh giữ Phi Linh Môn mới biết trưởng môn nhà mình là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Thực lực của Thánh Linh Giáo rất khủng bố, bốn tôn tổ một bàn tay đánh bay siêu cấp cường giả ba sơn môn. Các đại sơn môn vào ở Phi Linh Môn, dường như Lục Lâm Thiên có khá nhiều chuyện bận rộn. Lục Lâm Thiên không dám chậm trễ tiếp đãi chủ các đại sơn môn, cường giả tôn cấp, hắn tự mình sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Hắc Phủ, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, bốn tôn tổ đã đến mật thất dưới đại điện Phi Linh Môn. Trong mật thất, bốn tôn tổ cũng làm quen với Nam Thúc, cảm nhận khí tức già yếu của Nam Thúc thì đôi mắt tràn đầy rung động. Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Hắc Phủ, chuyện Thiên Môn Cốc giải quyết sao rồi? Hiếm khi Hắc Phủ mỉm cười nói. Chủ nhân, sự việc đã giải quyết ổn thỏa. Hắc Phủ và Khổng Tước Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả thi nhau kể lại đại khái sự việc ở Hắc Phủ nghe một mình Lục Lâm Thiên giết Phủ Tôn Tứ Trọng. Đồ sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy tôn giả ba sơn môn chấn nhiếp quần hùng thì ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc hấp hái. Thánh Thủ Linh Tôn khoanh tay đứng, cười phá lên. Ha ha ha, tiểu tử giỏi. Khổng Tước Tôn Giả cười nói. Đại ca, đệ tử của người đúng là giỏi. Thánh Thủ Linh Tôn cười cười. Tiểu tử này không tệ nhưng ta chỉ nhặt được sau. Thánh Thủ Linh Tôn nói xong liền nhìn hướng sang Nam Thúc. Đám người Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả lại nhìn hướng Nam Thúc. Từ ánh mắt của đại ca Thánh Thủ Linh Tôn thì biết Nam Thúc mới là sư phụ chính thức của Lục Lâm Thiên. Bọn họ một lần nữa nhìn Nam Thúc với cặp mắt khác, vô hình chung quan sát khí thế của Nam Thúc. Nếu người này ở thời kỳ đỉnh cao thì thực lực tuyệt đối không dưới bọn họ. Nam Thúc mỉm cười nói. Ngươi là sư phụ đầu tiên của hắn, sao bảo là nhặt được? Thánh Thủ Linh Tôn cười bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là, Nam Thúc nói, tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn hơn ta tưởng tượng. Ba sơn môn xuất động cường giả khiến ta bất ngờ, dường như đã chuẩn bị trước sẽ xuống tay với Linh Thiên Môn. Tiếc rằng bị tiểu tử Lục Lâm Thiên phá hỏng hết, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tổn thương như thế đã là thương gân động cốt. Thánh Thủ Linh Tôn nói, e rằng trong thời gian gần đây ba sơn môn sẽ không dám dục dịch. Kim Lang Tôn Giả nhướng mày nói. Có chúng ta ở đây, ba sơn môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông dù có lấy ra vũ khí bí mật cuối cùng thì chúng ta cũng đối kháng lại được. Ta tin ba sơn môn chưa dám làm gì quá đáng. Mắt Kim Lang Tôn Giả bắn ra uy hiếp tuyệt đối, kiệt ngạo như vua sói. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Không đến phút cuối thì đại môn đại phái sẽ không lấy ra vũ khí bí mật cuối cùng. Lúc trước lão già Huyền Thiên Yêu Tôn nếu không phải bị vây công thì đã chẳng chết. Hắc Phủ nói. Chủ nhân, thiếu chủ không phải kẻ vô tình như Huyền Thiên Yêu Tôn. Ba sơn môn muốn đối phó thiếu chủ không dễ dàng. Nam Thúc nói. Tiểu tử này làm việc trưởng thành, trầm ổn rất nhiều. Mắt Nam Thúc lóe tia khen ngợi. Thánh Thủ Linh Tôn cười nói. Tiểu tử này hơi khôn ngoan,
biết lôi kéo hai các hai đảo, thêm vào Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn thì ba sơn môn Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang không dám tùy tiện dục dịch. Nam Thúc ngước mắt lên nói. Ta không sợ ba sơn môn có hành động, ba sơn môn này bị thương nặng cộng thêm sự kiện kia dường như sắp tới. Hiện tại tiểu tử Lục Lâm Thiên liên hợp với nhiều sơn môn, trừ phi ba sơn môn muốn ngọc đá cùng nát nếu không tuyệt đối sẽ không nhúc nhích lung tung. Cái ta lo là chuyện khác. Nam Thúc luôn lo lắng một việc. Thánh thủ Linh Tôn nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ là Linh Vũ Giới? Nam Thúc không đáp, ngước mắt nhìn lên, buông tiếng thở dài. Ngay lúc này bên ngoài mật thất truyền vào giọng Lục Lâm Thiên. Đệ tử tham kiến sư phụ, Nam Thúc. Lục Lâm Thiên đi vào mật thất, hành lễ. Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Đứng lên đi. Trước khi Lục Lâm Thiên đến thì Hắc Vũ, bốn tôn tổ đã nói tỉ mỉ chuyện trong Thiên Môn Cốc. Một mình giết Phú Tôn Tứ Trọng, đổ sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy tôn giả ba sơn môn trấn nhiếp quần hùng. Nam Thúc luôn không hỏi chuyện đời lúc này hiếm khi hỏi một câu. Đã sắp xếp cho các đại sơn môn đàng hoàng chưa? Lục Lâm Thiên đáp. Vâng, đã sắp xếp xong hết. Thánh thủ Linh Tôn khẽ thở dài. Người phải nắm rõ phân phối lợi ích từ ba sơn môn cho các đại sơn môn như thế nào. Ngày xưa Huyền Thiên Môn bị diệt là vì lão quái Huyền Thiên Yêu Tôn ngoan cố tự phong, không thì. Sư phụ, đệ tử hiểu. Trong lòng Lục Lâm Thiên biết hết các loại nguyên nhân, hiện tại các đại sơn môn liên minh với nhau nhưng thật ra ích lợi chiếm hơn phân nửa. Đến trình độ như các đại sơn môn, thứ nhìn chúng không phải phát triển trước mắt mà là tương lai của sơn môn. Cường giả trong các đại sơn môn hiểu đạo lý không mưu toàn cục thì không đủ mưu nhất vực, kẻ không mưu muôn đời thì không đủ để mưu nhất thời. Trình độ hiện tại của Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên cũng cần phát triển như vậy. Thánh thủ Linh Tôn nói. Hiểu là tốt. Mấy sơn môn kia có thể cùng ngươi kết minh đến cổ vực thì ta tin ngươi có chừng mực. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, tuy ngươi đã dùng diễn linh thiên quả nhưng lần này giết chóc e rằng vô hình dao động tâm tính, ngươi phải chú ý. Tu vi càng lên trên thì tâm tính càng quan trọng, nhất là đến bước cuối cùng, tâm tính cực kỳ quan trọng. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Đệ tử sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên biết giết chóc quá nhiều thì sát khí nhập thể. Vô hình chung ảnh hưởng tâm tính. Nhưng đại hồn anh của Lục Lâm Thiên chuyên dựa vào sát khí, linh hồn tăng cường thực lực, điều này làm hắn rất khó hiểu. Dường như từ khi có đại hồn anh thì bản thể Lục Lâm Thiên chẳng còn chút sát khí nào, tất cả bị đại hồn anh nuốt hết. Thánh thủ Linh Tôn nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, trong thời gian gần đây có lẽ ba sơn môn sẽ không có hành động gì, người hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề dọn dẹp sau cùng đi. Cộng thêm có bốn sư thúc của ngươi. Luyện chế âm dương long hổ đan càng chắc ăn hơn. Lục Lâm Thiên gật đầu. Vâng. Lòng Lục Lâm Thiên thầm mong chờ, xong việc là sẽ luyện chế âm dương long hổ đan giúp Nam Thúc lành lặn. Nam Thúc khỏe lại thì Phi Linh Môn có thêm một siêu cấp cường giả. Lục Lâm Thiên ở lại một lúc, xếp chỗ ở cho đám người Bạch Long Tôn giả, sau đó rời đi. Thánh thủ Linh Tôn nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, nói. Qua mấy ngày nữa là có thể luyện chế âm dương long hổ đan. Thân hình Nam Thúc lọm khọm, đôi mắt đục chợt lóe tia sáng, lòng dao động. Tất cả chỉ là chúng ta suy đoán, không biết có thể giúp ta phục hồi lại được không? Thánh thủ Linh Tôn nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ không có nhiều vấn đề. Thánh thủ Linh Tôn nhìn hướng Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả. Nhị đệ, tam đệ, tứ muội. Ngũ đệ, các ngươi chỉ kém một bước cuối cùng, tiếc rằng khó bằng lên trời. Bạch Long Tôn giả nói. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nếu không thể đột phá thì đại nạn sẽ đến. Khổng Tước Tôn giả hỏi. Đại ca, thật sự chỉ có đường đột phá bước cuối cùng thì đại ca mới có cơ hội phục hồi sao? Thánh thủ Linh Tôn nói. Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. Lục Lâm Thiên đi ra đại điện, các đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Các đệ tử nhìn chằm chằm vị trưởng môn trẻ tuổi, mắt rực cháy tôn sùng. Hoàng hôn, trong sơn mạch Phi Linh bị dáng chiều nhuộm đỏ. Lục Tâm Đồng, người thánh thú bộ đã trở lại Phi Linh Môn. Tất cả yêu thú, khôi lỗi đều đã thu xếp xong. Nguyên Phi Linh Môn bị dáng chiều nhuộm một màu đỏ au. Trong đại điện Phi Linh Môn, các đệ tử chạy tới chạy lui. Nhiều thứ như tiên quả mỹ tửu,
điểm tâm bày đầy đại điện. Một lát sau, các đại sơn môn hễ ai có thực lực, địa vị nhất định đều đi vào đại điện trong màn đêm. Người các đại sơn môn được vào trong trừ cường giả tôn cấp ra còn có đại trưởng lão, đại hộ pháp. Trong phi linh môn chỉ có các cung phụng, đường chủ như Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, Lộc Sơn Lão Nhân tham gia. Trong trưởng lão chỉ có đại trưởng lão Trịnh Anh, Lưu Ngân Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Khoái Kiếm Vương, Thiên La Viêm Vũng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, ít ỏi mấy người có mặt. Trịnh Anh trên danh nghĩa là đại trưởng lão nhưng ngồi trong đại điện, khí thế vô hình bao phủ làm Trịnh Anh nơm nớp lo sợ, toàn thân bứt rứt. Rất nhiều cường giả, chủ các đại sơn môn, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Thai Tuyết Phi, Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử ngồi ngay ngắn. Trong đại điện này những vị khách đang ngồi toàn là nhân vật chấn động một phương. Trong đại điện còn ba người khác, thân phận khá lúng túng. Là Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Lục Lâm Thiên đã giải cấm chế cho ba người, có thể hoạt động tự do nhưng chân khí vẫn bị khóa, chỉ có thể hoạt động tứ chi. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai mặt xanh mét nhìn chân chân đám người trong đại điện. Khuôn mặt ba người tái nhợt, mờ mịt, trong thời gian ngắn mọi thứ đều thay đổi, hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của họ. Mọi người trò chuyện một lúc rồi lục tục ngồi xuống. Đám người mang linh tôn giả, Vân Phi Hồng ngồi cao một chút. Lục Lâm Thiên làm chủ nhân nhưng khá nhiều trưởng bối có mặt, thế là hắn khiêm tốn ngồi ngang hàng. Nhưng trong lòng mọi người biết rõ Lục Lâm Thiên mới là nhân vật chính. Lục Lâm Thiên nói với ba người Gia Cát Tây Phong, mắt lộ ý cười. Gia Cát Trang chủ, Đồng giáo chủ, Công Tôn tông chủ, các người cũng ngồi đi, đừng gò bó quá. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai liếc Lục Lâm Thiên, cảm giác nụ cười của hắn làm lòng bọn họ sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra, ba sơn môn bị đánh bại, nhiều cường giả chết đều tại Lục Lâm Thiên. Ba người nhìn Lục Lâm Thiên, mặt trắng bệch ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Lâm Thiên quét mắt qua mọi người, mỉm cười nói. Các vị trưởng lão, trưởng môn, hôm nay chỉ nói ngắn gọn. Chắc đã đánh giá, tính xong tổn thất của sơn môn các vị rồi. Các đại môn phái tổn thất đều do ba sơn môn bồi thường. Tiêu Giao Vương lớn tiếng nói. Đã tính xong xuôi. Mắt Tiêu Giao Vương lóe ý cười. Tổn thất trong đại chiến toàn do bên thua gánh vác. Lần đầu tiên Tiêu Giao Vương thấy chuyện như vậy, chắc sẽ được chia nhiều ích lợi. Thiên Ưng Công Tử lên tiếng. Đã tính xong. Tổn thất thương vong của các đại sơn môn sớm tính xong hết. Mọi người đều biết mục đích tới đây làm gì, là thịnh hội phân chia ba sơn môn. Nên ai nấy rất sung sướng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Các vị đã tính rõ ràng vậy hãy đưa lên cho Gia Cát Trang chủ, Đồng giáo chủ, Công Tôn tông chủ của chúng ta xem đi. Nên bồi thường thì phải bồi thường. Kiếp trước cũng vậy, sau đại chiến thế giới, quốc gia thua trận dĩ nhiên phải bồi thường mọi tổn thất. Nghe Lục Lâm Thiên nói, cơ mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai co giật, cắn răng ngậm bồ hòn. Cường giả cấp trên đã đồng ý. Bọn họ chỉ cần gật đầu cho có. Tiếp theo đại điện khá náo nhiệt, cường giả đại trưởng lão, đại hộ pháp của các môn các phái báo lên tình huống thương vong tổn thất của các đại sơn môn, đều đăng ký rõ ràng, không báo khống. Ba sơn môn phải bồi thường, ai cũng hiểu nếu ép gấp quá sẽ không hay. Nhiều sơn môn có mặt, tự hiểu thương vong bao nhiêu, vì mặt mũi nên sẽ không có kiểu lòng tham không đáy. Hoa Mãn Ngọc cũng đưa danh mục đăng ký thương vong của phi linh môn bày ra trước mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Lục Lâm Thiên nhìn ba người. Ba vị, những thứ này là tình huống thương vong của các đại sơn môn chúng ta, làm phiền ba vị hãy bồi thường. Gia Cát Tây Phong trầm giọng hỏi. Lục Lâm Thiên, vậy thương vong của Lan Lăng Sơn Trang thì tính sao? Thương vong của những sơn môn đòi bồi thường, nhưng tính ra thì ba sơn môn mới bị tổn thương rồi nhất. Lục Lâm Thiên vung trường bào, tay đập xuống ghế. Ta nói rồi, thương vong của các ngươi là tự chuốc lấy, bị tổn thất là lỗi của các ngươi đã khiêu chiến trước. Đã đến lúc này thì Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai chỉ là bình hoa, không đến lượt bọn họ làm chủ. Đồng Quy Tinh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, ánh mắt oán hận nhưng đành bất lực. Loại thương vong này làm sao bồi thường, không lẽ kêu ba sơn môn chúng ta bồi thường người cho các ngươi?
ba người biết rõ lúc này mình chỉ là bình hoa, không quyết định được gì. Cường giả các đại sơn môn tập trung nhìn Lục Lâm Thiên, tình huống thương vong này đúng là không biết làm sao bồi thường, nhưng mọi người có nghĩ được vài ý kiến. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Về các người bồi thường người cho chúng ta thì khỏi đi. Lục Lâm Thiên tiếp tục bảo. Các đại sơn môn thương vong về người đều tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra, vậy hãy bồi thường tài nguyên tu luyện là được. Tiếp theo Lục Lâm Thiên đề nghị việc bồi thường biến thành đan dược, vũ khí, linh dược, tóm lại thứ gì đáng giá là được. Tất nhiên các đại sơn môn không có ý kiến gì, nhưng đám người Gia Cát Tây Phong biểu tình cực kỳ khó xem. Ba sơn môn đã bồi thường rất nhiều. Đại chiến lần này nhiều cường giả ba sơn môn chết, tất cả chữ vật giới chỉ rơi vào tay các đại sơn môn, đó là thu hoạch kinh người. Huống chi người các sơn môn chết thì chữ vật giới chỉ không chui vào túi ba sơn môn, cộng thêm ba sơn môn đã thất thảm trọng, hiện tại còn bắt bồi thường, đây đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, nhà dột còn đổ mưa. Nhưng bọn họ không còn cách nào, thực lực không đủ thì đành chấp nhận. Tuy ra các Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai đã rơi vào tay Lục Lâm Thiên nhưng chưa khuất phục, còn muốn trả giá. Lục Lâm Thiên không phản đối ba người cò kè mặc cả. Không khí thế này rất tốt, mình ra giá tất nhiên phải cho người trả giá, buộc ba sơn môn chặt quá thì không hay. Cò kè mặc cả chứng minh ba sơn môn đã mặc nhận tất cả, đây là khởi đầu tốt. Lục Lâm Thiên không tham gia vào quá trình mặc cả. Tuy phi linh môn thương vong cũng nhiều nhưng không có bao nhiêu cường giả chết. Cộng thêm phi linh môn góp nhặt chữ vật giới chỉ nhiều nhất, giết mười mấy cường giả tôn cấp thu hoạch chữ vật giới chỉ lớn nhất đều nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Cho nên Lục Lâm Thiên không vội vàng việc bồi thường, có vài chuyện nên để các đại sơn môn làm. Trong đại điện là Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử đấu miệng với Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Trận đấu võ mồm ngươi qua ta lại. Toàn rằng có vấn đề bồi thường. Từ đan dược đến vũ khí, từ linh khí đến linh dược, cái gì đều có. Thảo luận kịch liệt, nước miếng tứ tung. Lục Lâm Thiên ngồi nhìn, mắt lộ ý cười, lòng thầm than. Làm chủ các đại sơn môn không dễ dàng, vì sự phát triển của sơn môn mình mà gánh áp lực lớn. Hiện tại chủ các đại sơn môn múa mép khua môi cũng chỉ vì tranh đấu cho sơn môn của mình. Đám người mang linh lão tổ, thiên dương tôn giả. Phi Đao Tôn giả trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, như thể cuộc thảo luận không liên quan nhiều đến bọn họ. Thảo luận qua đi, cuối cùng hai bên thở hổn hển đưa ra quyết định cuối đã mất ba canh giờ. Ai nấy mặt đỏ au, miệng khô lưỡi khô. Thảo luận vấn đề bồi thường xong Lục Lâm Thiên đứng lên. Đám người Hoa Mãn Ngọc sớm chuẩn bị cái bàn, phủ bản đồ cổ vực lên. Lục Lâm Thiên đi tới trước bản đồ. Gia Cát Trang chủ, Đồng giáo chủ, Công Tôn tông chủ. Các người mỗi bên bồi thường 50 đại thành, hiện tại bắt đầu phân chia đi, để ta sớm tiếp nhận. Ba sơn môn mỗi bên bồi thường 50 đại thành, tổng cộng là 150 đại thành. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn cho cổ vực. Phân chia 50 đại thành làm cơ mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai co giật nhưng buộc phải vạch ra. 50 đại thành là 1/4 địa bàn của ba sơn môn, đả kích rất lớn cho ba sơn môn. Ba người bước tới cạnh bản đồ. Nhóm Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường kéo lên xem, phân cách ra vị trí đôi khi khá quan trọng. Lục Lâm Thiên nhìn bản đồ, trong lòng hắn đã có tính toán. Gia Cát Trang chủ làm trước đi. Khóe mắt Gia Cát Tây Phong co giật nhìn Lục Lâm Thiên, phất tay cầm phi thiêu cắm dấu hiệu 50 đại thành vào địa bàn Lan Lăng Sơn Trang. Lục Lâm Thiên lắc đầu, liếc Gia Cát Tây Phong. Gia Cát Trang chủ, ta muốn 50 đại thành chứ không phải 50 trấn nhỏ. Nơi Gia Cát Trang chủ chọn tuy có nhiều cái mang tiếng là thành nhưng thật ra chỉ là một trấn. Ngoài ra chúng toàn ở nơi hoang vắng, ta lấy làm gì? Cộng thêm có mấy thành ở trước mí mắt Lan Lăng Sơn Trang, chẳng lẽ Gia Cát Trang chủ hy vọng phi linh môn ta nhúng tay vào Lan Lăng Sơn Trang sao? Gia Cát Tây Phong vung trường sam, nói ngang. Vậy ngươi muốn sao? Muốn lấy Lan Lăng thành của ta sao? Lục Lâm Thiên cười nói. Thế thì không. Lục Lâm Thiên chậm rãi rút phi tiêu Gia Cát Tây Phong cắm trên bản đồ ra, chân khí tuôn ra biến thành 50 luồng sáng rơi vào 50 vị trí. Chọn 50 đại thành này đi. Nhìn đại thành bị Lục Lâm Thiên đánh dấu, Gia Cát Tây Phong phản đối ngay. Không được. Lục Lâm Thiên chọn toàn là mảnh đất cổ họng Lan Lăng Sơn Trang, còn có nhiều thành thị nổi tiếng phồn hoa,
nên Gia Cát Tây Phong không đồng ý được. Gia Cát Tây Phong lại đánh dấu 50 đại thành khác. Hai bên rằng co rồi ăn ý lùi một bước, cuối cùng khí thế của Lục Lâm Thiên trấn áp khó khăn quyết định. Lục Lâm Thiên lặp lại với Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, hắn không hỏi ý mọi người vì trong lòng đã có ý định riêng. Thảo luận qua đi, cuối cùng khi 150 thành được vạch ra đã mất 2 canh giờ. Tổng thể được 150 thành này toàn chú ý Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên phân ra 150 thành từ tay Ba Sơn Môn, ánh mắt Lục Lâm Thiên hấp háy. Lục Lâm Thiên đòi những chỗ này có khá nhiều là mảnh đất cổ học, thoạt trông không quá tốt nhưng nếu ghép lại thì có huyền cơ. Mọi thứ quyết định xong, ba nữ nhân Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ, Diệp Phi sai người suốt đêm đưa Ngọc Giản tin tức ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai chế tạo đi Ba Sơn Môn, sớm đưa bồi thường thì chủ Ba Sơn Môn mới về được. Ba người ra Cát Tây Phong bị Hoa Mãn Ngọc kêu đệ tử đưa về đình viện trú ngụ, hầu hạ ăn ngon uống đã, chẳng hề khó xử. Nhìn ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai bị đưa ra đại điện, Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Kim Sĩ Vương, Đạm Thai Tuyết Phi, Phiên Hải Vương mắt hấp háy. Ba bá chủ một phương có lẽ không bao giờ ngờ mình sẽ rơi vào tình thế hôm nay. Sau khi ba người ra Cát Tây Phong bị đưa đi, Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói thẳng. Các vị, vấn đề bồi thường của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đã xong, tiếp theo đến lượt chúng ta phân phối. Mọi người đừng khách sáo, đều vì các đại sơn môn. Các ngươi hãy nói xem nên phân phối như thế nào. Vân Tiếu Thiên tằng hắng, mắt lóe tia sáng nhìn mọi người. Khụ, đúng rồi, hết thảy vì sơn môn. Mọi người đừng khách sáo, cứ nói ra thử, nên phân phối như thế nào. Lạc Kiến Hồng quét mắt mọi người, cuối cùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Hiện tại mọi người xem như là người mình thì không cần khách sáo làm gì, lần này chúng ta đều đến vì Lục Lão Đệ chính là chủ nhân. Có thể nói Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo ra sức nhiều nhất. Lục Lão Đệ nói trước đi, Lạc Lão ca nghe lời ngươi. Lữ Chính Cường lên tiếng. Lâm Thiên, ngươi cứ nói xem, Phi Linh Môn của ngươi là chủ nhân việc này. Mọi người đều phụ họa. Tất cả điều kiện toàn là Lục Lâm Thiên bàn, người ra sức nhiều nhất cũng là Lục Lâm Thiên. Cuối cùng bốn tôn tổ Thánh Linh Giáo ra mặt mới chấn nhiếp Ba Sơn Môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang được, không ai phản đối điều này. Hai các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu đến cũng vì Lục Lâm Thiên, do hắn nói trước thì không ai phản đối. Lục Lâm Thiên luôn quan sát người trong đại điện, hắn không bất ngờ gì với phản ứng của bọn họ. Lục Lâm Thiên mím môi. Vậy ta xin nói trước. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người. Lần này tổn hại nặng Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông là công các đại sơn môn hợp sức. Không có mọi người đồng long chung sức thì không thể làm trọng thương ba sơn môn đó được, vốn dĩ không nên phân chia quá rõ ràng. Nhưng bây giờ liên quan phân phối ích lợi ba sơn môn, buộc phải tính kỹ chút, đây cũng là để các đại sơn môn không bị tổn thất. Ra sức có mạnh có yếu. Ta đề nghị mọi chuyện tính theo góp sức nhiều hay ít, mọi người thấy sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói, các cường giả gật đầu. Lục Lâm Thiên nói chuyện rất khôn khéo, cũng có lý. Tính theo góp sức thì mọi người không phản đối được, ra sức nhiều dĩ nhiên phải được ích lợi nhiều chút, điều này không có gì đáng trách. Lần này Ba Sơn Môn mỗi bên bồi thường 50 đại thành, ngoài ra bồi thường 50 linh khí hoàng giai, 30 linh khí huyền giai, 8 linh khí địa giai. 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Lục Lâm Thiên nói, tính ra thì tổng cộng là 150 thành, 24 linh khí địa giai, 90 linh khí huyền giai, 150 linh khí hoàng giai. 30 viên đan dược bát phẩm cao giai, 60 viên đan dược bát phẩm trung giai, 150 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Những người có mặt không phải người bình thường. Nhưng nghe Lục Lâm Thiên nói xong đều hút ngụm khí lạnh. Phù! Đây đúng là số lượng kinh người, cộng thêm Ba Sơn Môn còn bồi thường thứ khác, lần này Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đúng là thương gân động cốt lớn. Các vị, về 24 linh khí địa giai, 90 linh khí huyền giai, 150 linh khí hoàng giai, 30 viên đan dược bát phẩm cao giai, 60 viên đan dược bát phẩm trung giai, 150 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Theo ta thấy chia thế này. Ra tay gồm có hai các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn,
Thánh Linh Giáo, tổng cộng 11 sơn môn. Chúng ta đại khái chia 11 phần bồi thường của 3 sơn môn. Hai các hai đảo mỗi người một phần. 3 sơn môn Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu một phần. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn hai phần. Thánh Linh Giáo lần này xuất động khá nhiều cường giả, cuối cùng có 4 tôn tổ ra tay nên chiếm 2 phần. Tổng cộng là 11 phần. Lục Lâm Thiên nói xong ngước mắt lên quan sát sắc mặt của mọi người. Chủ các đại sơn môn, các cường giả đều suy tư. Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu được một phần, 3 sơn môn ra cường giả đúng là không bằng các đại sơn môn. So sánh thực lực thì 3 sơn môn không có gì phản đối phần trăm này, còn được lợi. Hai các hai đảo mỗi bên một phần, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông chiếm 2 phần cũng công bằng. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ra tôn giả bát trọng, hai các hai đảo chỉ có cao nhất là tôn giả lục trọng. Tính đến thì hai các hai đảo không có lời phản đối. Thánh Linh Giáo ra sức lớn nhất, cường giả tôn cấp khoảng 20 người, còn có yêu thú, khôi lỗi, cuối cùng 4 tôn tổ trấn nhiếp. Thánh Linh Giáo chia 2 phần tính ra các đại sơn môn chiếm lợi lớn. Mọi người đều suy nghĩ, không tỏ ý kiến gì. Rõ ràng là Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn chịu thiệt nhiên, quan trọng nhất là trong 11 phần này không có Phi Linh Môn. Đạm Thai Tuyết Vi nhướng mày, mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Lục trưởng môn, tại sao trong 11 phần không có Phi Linh Môn của ngươi? Lạc Kiến Hồng nói. Đúng rồi, Lục lão đệ, Phi Linh Môn của ngươi đâu? Mọi người nghi hoặc nhìn hướng Lục Lâm Thiên. Phi Linh Môn xuất động cường giả cũng nhiều, mấy con yêu thú bát giai, sát phá quân, thiên thủ quỷ tôn là cường giả tôn cấp. Lục Lâm Thiên trực tiếp giết mười mấy tôn cấp, mấy chục vạn đệ tử 3 sơn môn. Nếu không có Lục Lâm Thiên đại khai sát giới, nếu liều mạng thì các đại sơn môn sẽ phải đối phó những cường giả tôn cấp này, chắc chắn mất đi một ít cường giả. Tính ra thì Lục Lâm Thiên dốc sức nhiều nhất, còn có Hắc Vũ ra tay. Thực lực của Hắc Vũ không dưới Mang Linh tôn giả, Thiên Dương tôn giả, tính ra thì Phi Linh Môn cầm 2 phần cũng không ai nói gì. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Phi Linh Môn ta sẽ không tham gia vào lần này. Các vị chỉ cần cho ta biết có ý kiến gì về cách chia của ta không. Cường giả các đại sơn môn liếc nhau, đều không ý kiến, bọn họ không chịu thiệt. Nhưng Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo thiệt thòi lớn hơn. Đạm Thai Tuyết Vi và các cường giả Thiên Vân Đảo liếc nhau, không phản đối. Thiên Vân Đảo của ta không có ý kiến nhưng Lục trưởng môn có nên suy xét kỹ lại không? Lạc Kiến Hồng mở miệng nói. Lục lão đệ, Đạm Đài đảo chủ nói có lý. Nếu ngươi không suy nghĩ kỹ lại thì quá chịu thiệt. Vân Tiếu Thiên lên tiếng. Tiểu tử, hay là ngươi hãy nghĩ lại đi. Thiên Dương tôn giả không phản đối, ánh mắt đăm chiêu. Vân Tiếu Thiên thầm khó hiểu, Lục Lâm Thiên chẳng phải loại người chịu thiệt, bây giờ hắn tự động nhận phần lỗ về mình. Lữ Chính Cường không nói chuyện, cùng Lư Khâu Mỹ liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc. Theo bọn họ hiểu biết Lục Lâm Thiên thì hắn không phải hạng người chịu thiệt vì người, bên trong chắc chắn không bình thường. Nếu mọi người không có ý kiến gì vậy thì chia đi, về mặt chi tiết đã tới lúc nên thảo luận. Lục Lâm Thiên dứt lời mắt liếc nhanh qua mọi người. 150 thành cuối cùng tuy là 3 sơn môn bồi thường nhưng có khá nhiều chỗ ngày xưa xâm chiếm địa bàn của Phi Linh Môn ta. Phi Linh Môn gia tài nhỏ, đang là lúc cần địa bàn. Nên 150 thành này, tiểu tử xin các vị cho lấy hết. 150 thành đều thuộc về Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nhìn mọi người. Cái này, tất cả ánh mắt thay đổi, Lục Lâm Thiên từ bỏ chia báu vật nhưng gom hết 150 thành, thì ra là có ý đồ này. Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường sớm đoán được Lục Lâm Thiên có ý đồ. Khẩu vị của tiểu tử này lớn thật. Lục Lâm Thiên chịu thiệt trước tiên chắc chắn không bình thường, thì ra vì khẩu vị rất lớn, muốn bỏ hết 150 thành vào túi. Khẩu vị quá to, nếu thật sự lấy 150 thành thì địa bàn của Phi Linh Môn sẽ không thua Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, cách cục thế lực của vực hoàn toàn thanh tẩy. Nghe Lục Lâm Thiên nói, người hai các hai đảo có một số mắt hấp háy. Nói thật ra mọi người đều muốn vào cổ vực, có một chỗ đứng tại đây. Lục Lâm Thiên định lấy hết 150 thành nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng trước khi đến người hai các hai đảo không bao giờ ngờ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho 3 sơn môn, vốn không hề mơ chia một khoảnh đất trong cổ vực. Nói đúng ra chỉ là hai các hai đảo mơ sẽ chiếm cứ một góc trong cổ vực. Vân Tiếu Thiên mắt lóe tia sáng. Vốn gã bàn bạc với Lục Lâm Thiên là đòi 4 thành,
vì không ngờ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho Ba Sơn Môn, lại còn bồi thường 150 thành. Vân Tiếu Thiên cho rằng cùng lắm lưỡng bại câu thương, hai phe lui binh. Thực lực các đại sơn môn thế nào thì chính bọn họ rõ ràng, có ma sát với nhau, dù đánh quyền cũng tổn địch 1.000 bị thương 800. Nếu đánh thật thì kết cuộc người thắng không được lợi nhiều. Ai ngờ lần này thắng hoàn toàn như thế, tổn hại nặng Ba Sơn Môn. Vân Dương Tông luôn muốn vào cổ vực, đây là cơ hội tốt. Vân Tiếu Thiên xin bốn địa thành bây giờ hơi hối hận, gã đòi ít quá. Vân Tiếu Thiên cứ nghĩ trong 150 thành thì ít nhiều gì Vân Dương Tông sẽ chia được một chút, không ngờ khẩu vị của Lục Lâm Thiên lớn như vậy. Linh Thiên Môn thì nhiều cường giả mắt hấp hãy, không biết nghĩ đến điều gì. Các đại sơn môn đều có suy nghĩ riêng. Ba sơn môn Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu thì không hề có ý kiến gì. Ba sơn môn biết cổ vực hiện là nơi các đại sơn môn đấu trí, thế lực ba sơn môn bọn họ tốt nhất là nên tránh sang bên, không cần chui vào trong. Bọn họ chưa bao giờ muốn kéo dài thế lực vào cổ vực. Tiêu Giao Vương mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, Tiêu Giao Bang của ta không có ý kiến. Tiêu Giao Vương không có ý kiến khác nên vui vẻ mở lời trước, tiện cho Lục Lâm Thiên một nhân tình thuận tay đẩy thuyền, nhân tình này rất nhẹ nhàng. Thánh Linh Cốc cũng không có ý kiến. Thiên Ưng Lâu cũng vậy. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm đều gật đầu đồng ý. Điều này không ảnh hưởng gì đến bọn họ, Ba Sơn Môn được một phần lợi, tính kỹ thì bấy nhiêu cũng đủ kinh người. Bình quân phần trăm ích lợi này tương đương có 8 linh khí huyền giai, 14 linh khí hoàng giai, 3 viên đan dược bát phẩm cao giai, 5 viên đan dược bát phẩm trung giai, 14 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Còn có Ba Sơn Môn bồi thường thương vong, linh khí địa giai. Tương đương với mỗi người chia được một món linh khí địa giai, rơi vào tay mọi người cũng đã là số lớn, thu hoạch lần này rất tốt. Lữ Chính Cường mắt hấp hãy, mỉm cười nói. Linh Thiên Môn ta cũng không có ý kiến, cứ làm vậy đi. Linh Thiên Môn đồng ý, cường giả các đại sơn môn mắt lóe tia sáng. Lục Lâm Thiên cười cười, hắn sớm biết Linh Thiên Môn sẽ không phản đối. Nếu Lục Lâm Thiên đề nghị chia đều 150 thành cho các đại sơn môn thì Linh Thiên Môn sẽ là người đầu tiên phản ứng. Lục Lâm Thiên biết rõ tại sao Linh Thiên Môn chịu để mình hắn ôm chọn 150 thành. Linh Thiên Môn không muốn có người của hai các hai đảo thừa dịp vào cổ vực, càng không muốn cho Vân Dương Tông vào. Phi Linh Môn có lớn mạnh thế nào thì vẫn tốt hơn sơn môn khác vào cổ vực. Nếu các đại sơn môn thừa dịp vào cổ vực sẽ gây ra rắc rối lớn về sau. Mắt Vân Tiếu Thiên lóe sáng, ngước đầu lên thấy Lục Lâm Thiên đang nhìn mình. Vân Tiếu Thiên cười khổ. 150 thành, nói Lữ Chính Cường không muốn chia là xạo. Nhưng Linh Thiên Môn đòi chia thì người khác cũng sẽ đòi, khi đó họ sẽ danh chính ngôn thuận tiến nhập cổ vực. Linh Thiên Môn không muốn thấy điều đó, so sánh thì Linh Thiên Môn hy vọng Phi Linh Môn lớn mạnh rồi vọt lên cao, cũng là chuyện tốt. Dù thế nào thì Phi Linh Môn nổi lên là chuyện tốt cho Linh Thiên Môn, còn hơn các đại sơn môn khác vào cổ vực. Mặt ngoài nhìn như Phi Linh Môn không chút lợi gì nhưng Linh Thiên Môn nhìn bằng góc độ khác. Ví dụ kế hoạch của Ba Sơn Môn thành công thì Linh Thiên Môn bị thương, khi đó Linh Thiên Môn thảm rồi. Hiện tại Ba Sơn Môn bị thương, cắt đất bồi thường. Ba Sơn Môn bị tổn hại nặng vô hình trung tương đương Linh Thiên Môn ngồi vững chiếc ghế số 1 trong 4 thế lực nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Về điều này đã hoàn thành chuyện Linh Thiên Môn muốn làm mấy ngàn năm qua, đó là đứng trên Ba Sơn Môn kia. Linh Thiên Môn đồng ý, các Sơn Môn Thánh Linh Cốc cũng không phản đối. Đám cường giả Nhật Sát Các nhìn nhau, Lạc Kiến Hồng nhướng mày. Lạc Kiến Hồng nói, Nhật Sát Các ta không có ý kiến gì nhưng có một đề nghị nhỏ, sau này hai khu Đông Hải, cổ vực có thể tiếp xúc thân thiết hơn chút. Lạc Kiến Hồng thầm suy tư, Linh Thiên Môn đồng ý để một mình Phi Linh Môn chiếm 150 thành, không phản đối gì, thà rằng chịu thiệt cũng không chịu để hai các hai đảo danh chính ngôn thuận tiến nhập cổ vực. Hôm nay Lạc Kiến Hồng có phản đối cũng vô dụng, Linh Thiên Môn sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Ý của Phi Linh Môn chắc cũng vậy, nếu Lạc Kiến Hồng phản đối thì Phi Linh Môn sẽ phá sập mối quan hệ giữa Nhật Sát Các và Phi Linh Môn khó khăn lắm mới xây dựng. Nếu Lạc Kiến Hồng nói hai chữ phản đối, sau này có cố chữa lành quan hệ Phi Linh Môn, Nhật Sát Các cũng không bằng lúc xưa. Tựa như ly bể, gián cỡ nào vẫn còn vết nứt, nên Lạc Kiến Hồng phải suy xét thận trọng. Trong lòng Lạc Kiến Hồng rất rung động, tâm trí của Lục Lâm Thiên mạnh hơn gã tưởng tượng nhiều, không thể xem thường.
bắt đầu chia ích lợi là Lục Lâm Thiên đã hành xử xảy ra, từ bước đầu tiên từ Đông Hải đến có lẽ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đạm Thai Tuyết Phi chớp mắt, nói. Lạc các chủ nói đúng, Thiên Vân Đảo ta cũng không có ý kiến C khác. Hai sơn môn nhật sát các, Thiên Vân Đảo không phản đối, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục cũng không ý kiến. Nhật sát các, Thiên Vân Đảo hiểu rõ các mối quan hệ thì Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục cũng rõ ràng. Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương biểu thị đồng ý. Mọi người đều đồng ý thì Vân Tiếu Thiên không phản đối, có muốn cũng vô dụng. Vân Dương Tông cũng không có ý kiến. Vân Tiếu Thiên hy vọng vào cổ vực lại không muốn hai các hai đảo cũng vào. Trong lòng Vân Tiếu Thiên có chút bực mình, nghĩ kỹ lại mọi chuyện có lẽ từ Vân Dương Tông là Lục Lâm Thiên đã tính toán hết. Giờ phút này, Vân Tiếu Thiên có cảm giác bị lừa vào trong. Ngay từ đầu Lục Lâm Thiên chưa hề nói thực lực hỗ trợ mình, không nói sẽ lôi kéo hai các hai đảo đến. Có lẽ vì sợ Vân Dương Tông giấu giếm sức mạnh, không xuất động cường giả thật sự. Mỗi bước đi của Vân Dương Tông đều nằm trong dự tính của Lục Lâm Thiên, Phi Linh Môn tiến bộ nhanh thông qua đại chiến lần này, là thật sự một bước lên mây. Vân Tiếu Thiên càng nghĩ càng thông não. Tiểu tử giỏi. Vân Tiếu Thiên liếc mắt qua thấy Lữ Chính Cường cũng ngó mình, hai oan gia ánh mắt giao nhau. Lần này Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường không khắc khẩu, hai người cùng nhìn Lục Lâm Thiên. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng hiểu rõ chút chuyện. Đó là sớm nằm trong tự toán của tiểu tử Lục Lâm Thiên. Dùng ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang làm hòn đá kê chân. Lợi dụng Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, hai các hai đảo, Thánh Linh Giáo phụ trợ, Phi Linh Môn rung động nhảy vọt lên, từ nay ưng vỗ cánh trời cao. Phi Linh Môn cũng chen chân vào năm đại thế lực cổ vực. Sau này Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang sẽ đổi thành Nhất Tông Nhị Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Quá trình đều là Lục Lâm Thiên tỉ mỉ tính toán, không thì sao Phi Linh Môn nhanh chóng nổi lên như vậy. Nuốt 150 thành, nếu không có sức mạnh vòng ngoài phụ trợ thì Phi Linh Môn không làm được. Lục Lâm Thiên chắp tay chào bốn phía. Tiểu tử xin cảm tạ các vị thành toàn. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười tủm tỉm, hắn hiểu rõ ý tưởng của các đại sơn môn, bao gồm hai các hai đảo cũng đoán được gần chúng. Lục Lâm Thiên không hy vọng hai các hai đảo vào cổ vực nhanh như vậy. Phi Linh Môn đang trong thời kỳ phát triển, căn cơ không vững chắc. Khó khăn lắm mới trấn nhiếp được ba sơn môn, nếu thêm hai các hai đảo tiến vào góp vui là tự dơ đá đập chân mình. Nên không cần biết lý do hai các hai đảo muốn vào cổ vực là gì, đứng ở góc độ Phi Linh Môn bây giờ Lục Lâm Thiên tuyệt đối không cho phép hai các hai đảo vào cổ vực quá sớm. Lục Lâm Thiên hành lễ, cường giả các đại sơn môn không dám qua lao đều cười đáp lễ. Lục trưởng môn khách sáo. Trong tiếng cười chứa ý chỉ hiểu chứ không thể nói. Có vài thứ mọi người tự hiểu là được, nói thẳng ra thì không còn gì hay. Cường giả các đại sơn môn biết rõ từ khoảnh khắc bọn họ gật đầu, từ nay về sau Phi Linh Môn chính thức vươn lên, mức độ nổi lên đã có thể so với tứ các tứ đảo, tam tông tứ môn, nhất môn nhất giáo nhất trang. Về sau Phi Linh Môn sẽ đứng vững trong cổ vực. Mật thất bên dưới đại điện Phi Linh Môn, thánh thủ Linh Tôn khoanh chân trên Linh Ngọc Sàng. Khóe môi thánh thủ Linh Tôn cong lên. Tiểu tử này bát diện linh lung, tiến bộ nhiều, có vài chỗ chính ta còn thấy không bằng. Nam Thúc nói. Tôi luyện mấy năm khiến hắn khôn khéo, nội liễm. Đôi mắt xám lóe tia sáng. Mắt Khổng Tước Tôn giả như làn nước. Đây mới là tài đại khí. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói. Đại ca đã bồi dưỡng một đệ tử tốt. Bạch Long Tôn giả mắt lóe tia sáng nhìn thánh thủ Linh Tôn, cười nói. Ngày xưa Huyền Thiên Yêu Tôn yêu nghiệt biết bao đại ca tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại, cả nàng nữa. Ba người lúc trước mũi nhọn nổi bật mạnh mẽ, không gì sánh bằng. Nhưng Huyền Thiên Môn bị diệt, Thánh Linh Giáo chỉ trệ mấy ngàn năm. Tuy có nhiều nguyên nhân bên ngoài, ba người đều là cường giả tuyệt đối ngày xưa nhưng không thể lôi kéo Huyền Thiên Môn, Thánh Linh Giáo đi lên, nàng cũng vậy. Còn Lâm Thiên hiện cũng đi con đường ngày xưa của ba người, tuy nhiên Lâm Thiên có nhiều hơn vài thứ. Nam Thúc nổi hứng cười hỏi. Bạch Long Tôn giả, người nói thử xem có gì khác. Bạch Long Tôn giả nhìn Nam Thúc, gật đầu nói. Nói ra cũng đơn giản. Đại ca ta ngày xưa và Huyền Thiên Yêu Tôn đi con đường cường giả đơn thuần. Lục Lâm Thiên đi đường kiêu hùng, từ trận chiến Thiên Môn Cốc khiến ta hơi hiểu hài từ Lục Lâm Thiên. Thánh thủ Linh Tôn cười phá lên. Đường cường giả, đường kiêu hùng, ha ha ha. Thánh thủ Linh Tôn nhảy xuống Linh Ngọc Sàng.
khoanh tay đứng. Nhị đệ, ngươi đừng nói vòng vo nữa. Ngươi nhìn người luôn chuẩn, nói đi, ngươi cảm thấy hài tử Lâm Thiên thế nào? Thiên phú như thế, tâm trí như thế, gan dạ như thế, kiệt ngạo như thế. Bạch Long Tôn giả mắt lóe tia sáng nói. Nếu không ra ngoài ý muốn thì sau trăm năm sẽ là một đại bá kiêu. Nam Thúc mắt hấp háy lẩm bẩm. Một đại bá kiêu. Thánh Thủ Linh Tôn cười to bảo. Nhị đệ, có lẽ 100 năm thì hơi dài, ha ha ha. Tiếng cười khiến Bạch Long Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả thầm khó hiểu. Chỉ có Hắc Vũ đứng một bên là cười khẽ. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên tiếp tục thảo luận một số chi tiết rườm rà khác với mọi người. Đây là điều kiện đám người Lạc Kiến Hồng, Đạm Thai Tuyết Phi nêu, để Cổ Vực và Đông Hải thân thiết hơn một chút. Bàn bạc qua đi, cuối cùng các đại thế lực nhất trí đồng ý về sau trong địa bàn Cổ Vực, thế lực Đông Hải được phép thành lập phân đà khi được cho phép. Đông Hải cũng cho thế lực Cổ Vực cắm rùi trong địa bàn của mình. Mọi thứ đều phải được đồng ý trước. Ví dụ thế lực Đông Hải muốn thành lập phân đà ở Phi Linh Môn thì cần được Phi Linh Môn cho phép, phải làm theo quy định của Phi Linh Môn. Những người khác muốn vào Cổ Vực, theo cách Lục Lâm Thiên nói là cần nộp thuế, tức là tiến cống, giao nộp theo đầu người. Ví dụ người ở địa bàn Thiên Vân Đảo, không cần biết là đệ tử Thiên Vân Đảo hay người của thế lực lớn nhỏ trong phạm vi Thiên Vân Đảo quản lý, nếu vào địa bàn Linh Thiên Môn thì phải được phân đà Phi Linh Môn đặt ở Đông Hải đồng ý. Còn muốn vào Linh Thiên Môn thì cần nhận được đồng ý của Linh Thiên Môn. Linh Thiên Môn không phản đối vì điều này có lợi cho Linh Thiên Môn. Đặc biệt là khi Linh Thiên Môn biết trùng động không gian trong Sơn Mạch Vũ Đô. Chỉ nửa canh giờ là có thể từ Sơn Mạch Vũ Đô đi Đông Hải. Cường giả hai Sơn Môn Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông lúc này mới biết cường giả Đông Hải vào Cổ Vực mau vậy vì có trùng động không gian. Trong Sơn Mạch Vũ Đô có trùng động không gian. Trùng động không gian nghe đồn phải là cường giả đế cấp mới đủ thực lực xây dựng nó. Thế mà trong Sơn Mạch Vũ Đô có trùng động không gian, cường giả Linh Thiên Môn. Vân Dương Tông hết sức giật mình. Linh Thiên Môn không phản đối, vì có trùng động không gian là thực lực Linh Thiên Môn sẽ phát triển đến Đông Hải. So sánh thì Linh Thiên Môn nhiệt tình còn hơn hai các hai đảo muốn vào Cổ Vực. Có trùng động không gian Vân Dương Tông cũng muốn vào Cổ Vực và Đông Hải. Nhưng cuối cùng đám người Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng yêu cầu, Vân Dương Tông được vào nhưng địa bàn của Vân Dương Tông trên Linh Vũ Đại Lục vẫn từ Cổ Vực, hai các hai đảo tiến vào. Vân Dương Tông do dự một lúc rồi cắn răng đồng ý. Mọi thứ bàn bạc gần xong, cuối cùng Lục Lâm Thiên không khách sáo. Bên Sơn Mạch Vũ Đô, trùng động không gian thuộc quyền sở hữu của Phi Linh Môn. Bên Đông Hải thì thuộc sở hữu hai các hai đảo, trừ các đại thế lực đang ngồi ra dù ai ra vào đều phải giao nộp tiến cống. Bên Sơn Mạch Vũ Đô dĩ nhiên cho Phi Linh Môn chiếm hết. Hai các hai đảo không phản đối Lục Lâm Thiên sắp xếp. Là Lục Lâm Thiên phát hiện trùng động không gian. Cũng là hắn nói cho bọn họ biết. Bây giờ Lục Lâm Thiên tặng trùng động phía Đông Hải cho hai các hai đảo, dĩ nhiên bọn họ không phàn nàn gì thêm được. Còn trong Sơn Mạch Vũ Đô, vốn là địa bàn Phi Linh Môn đã bá chiếm, sau này Lục Lâm Thiên phát hiện. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn nghe nói có trùng động không gian tất nhiên muốn chiếm hữu, nhưng e ngại mặt mũi, lại thêm có dính líu đến Lục Lâm Thiên, rất nhiều nhân tố khác, cuối cùng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu đổi lại người khác dù vô lý cũng phải dành một phen. Dù sao nắm giữ trùng động không gian có quan hệ khá lớn. Lục Lâm Thiên tiết lộ trùng động không gian là có lý do. Trùng động không gian chạy thẳng đến Đông Hải, lối ra là dưới thành Ma Vân, hiện tại Lục Lâm Thiên không có năng lực một mình sở hữu nó. Hai các hai đảo tuyệt đối không đồng ý, điều này liên quan quá lớn. Chẳng bằng tặng một nhân tình cho hai các hai đảo, Lục Lâm Thiên đưa nhân tình, cũng hy vọng bọn họ ghi nhớ. Lục Lâm Thiên không muốn tự nhốt mình lại. Đông Hải và Cổ Vực thông, Phi Linh Môn là bước đầu tiên Đông Hải vào Cổ Vực, thể nào cũng kéo theo Phi Linh Môn phồn hoa. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng không lâu sau bên ngoài Sơn Mạch Vũ Đô sẽ trở thành cảng Đông Hải và Cổ Vực, thậm chí nối Linh Vũ Đại Lục, có thể tưởng tượng tác dụng lớn thế nào, kẻ mưu muôn đời không đủ mưu nhất thời, bây giờ Lục Lâm Thiên phải suy tính cho tương lai Phi Linh Môn. Bàn bạc xong xuôi sắc trời đã sáng. Các đại sơn môn đấu trí từ hoàng hôn ngày hôm nay kéo dài đến bây giờ, trong một đêm nguyên đại lục vô hình chung thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm, không khí như được thanh tẩy, rất mát mẻ. Sương mù đậm che lấp phương xa Sơn Mạch Phi Linh Môn.
Giây lát ánh mặt trời xuyên qua làn sương chiếu vào, dần dần ánh nắng xua tan ban mai, sương trắng tản ra xen lần mùa đông lạnh lẽo. Ha ha ha! Các cường giả cười to đi ra đại điện, bọn họ cười đùa rất vui vẻ. Các đại sơn môn đều có thu hoạch, trong lòng rất vừa ý. Hiện tại điều phải chờ là ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đưa bồi thường. Bên ngoài đại điện, Lục Lâm Thiên nói với các cường giả. Các vị, mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi trong Phi Linh Môn, đỡ khỏi phải đi tới đi lui. Phong cảnh trong Phi Linh Môn cũng đẹp. Lục Lâm Thiên đứng thẳng tắp, sóng vai với nhiều cường giả, khí thế không thua kém chút nào. Khí phách vô hình lộ ra, khiến lòng mọi người có nhiều suy tư. Đạm Thai Tuyết vì mắt lóe tia sáng nói với Lục Lâm Thiên. Đương nhiên rồi, khi đó nếu Lục trưởng môn có rảnh hãy cùng ta đi dạo. Lục Lâm Thiên ngập ngừng. Cái này. Vân Hồng Lăng ngắt lời. Tuyết Phi tiểu thư, hay để ta đi cùng tiểu thư. Hắn luôn bận rộn, tránh cho chậm trễ Tuyết Phi tiểu thư. Nghe lời Đạm Thai Tuyết Phi nói, ánh mắt nàng nhìn Lục Lâm Thiên khiến Vân Hồng Lăng đứng ra với bộ dạng nữ chủ nhân ngăn cản lại. Lữ Tiểu Linh không cam lòng yếu thế. Còn ta nữa, ta có thể đi dạo với Tuyết Phi tiểu thư. Ta rất quen thuộc chỗ này, biết nhiều chỗ chơi rất vui. Lữ Tiểu Linh nhìn thẳng vào mắt Đạm Thai Tuyết Phi, có một số việc phải bóp chết từ trong trứng nước. Đạm Thai Tuyết Phi mắt lóe tia sáng, bình tĩnh nói. Vậy xin đa tạ Hồng Lăng tiểu thư, Tiểu Linh tiểu thư. Khóe mắt Đạm Thai Tuyết Phi cố ý vô tình liếc hướng Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ đứng một bên. Vân Hồng Lăng mỉm cười, nhiệt tình nói. Đừng khách sáo, Tuyết Phi tiểu thư xa lạ rồi. Tuyết Phi tiểu thư đến Phi Linh Môn. Ta và Tiểu Linh muội muội tất nhiên phải bày tỏ lòng địa chủ. Vân Hồng Lăng đã tỏ rõ mình là nữ chủ nhân, cũng không ai bắt bẽ nàng vì đây là sự thật. Nghe ba người nói chuyện, các cường giả cười bí hiểm, từng tốp tản ra. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ mắt lộ ý cười. Bọn họ không tiện xen miệng vào chuyện này, chỉ cười thầm trong bụng. Lục Lâm Thiên cười khổ, Vân Hồng Lăng vốn không dễ chọc, tâm kế không tầm thường. Nhưng vì Vân Dương Tông có Vân Tiếu Thiên nên không cần Vân Hồng Lăng ra mặt, bây giờ Lục Lâm Thiên mới biết Vân Hồng Lăng không dễ chọc. Xem ra sau này Lục Lâm Thiên còn khổ dài dài. Mọi người tán đi, Lục Lâm Thiên đến đỉnh viện sau núi. Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Lộc Sơn Lão Nhân, Thiên Độc Yêu Long, đường chủ sáu đường đã chờ sẵn. Đông Lão, Oánh Tỷ, Khấu Phó Trưởng Môn, chuyện tiếp theo xin giao cho các người. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người. E rằng tiếp theo các vị sẽ phải bận rộn một thời gian. Đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ nói. Trưởng môn yên tâm, dù bận mấy chúng ta cũng vui. Mọi người hiểu Phi Linh Môn mới được 150 thành, khó thể tiếp nhận hết trong thời gian ngắn. Đám người Lưu Ngân Hà còn đang kích động. Lần này chúng ta đã báo hết thù. Trong một thời gian ngắn sẽ gặp vấn đề về số người làm. Mắt quỷ tiên lóe sáng nhìn Lục Lâm Thiên. Tuy ba sơn môn cắt ra 50 đại thành nhưng bên trong 50 đại thành có nhiều thế lực lớn nhất. Thế lực của ba sơn môn thâm căn cố đế, muốn hoàn toàn khống chế nó cần tốn nhiều thời gian. Phi Linh Môn không đi tiếp nhận sớm thì ba sơn môn này sẽ cuốn sạch mọi thứ trong thành, chỉ để lại mớ bỏng bong cho Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, quỷ tiên tử Bạch Doanh nêu vấn đề bản thân Lục Lâm Thiên cũng rõ ràng. Muốn trong một lúc nhận 150 thành, với số người hiện tại của Phi Linh Môn là chuyện khó khăn. Ba sơn môn sẽ để lại rắc rối cho Phi Linh Môn gỡ. Lục Lâm Thiên trầm ngâm một lúc, chợt hỏi. Đông Lão, Khấu Phó Trưởng Môn thấy sao? Khấu Phi Yến nói. Không đủ người thì hơi khó khăn thật, sợ là được cái này mất cái khác. Đông Vô Mệnh vùng áo đen, ngẫm nghĩ một lúc, ngước lên nói. Hiện tại Phi Linh Môn có thể điều động số người khó làm việc được, tiếp nhận không thành vấn đề, chỉ sợ khi đó sẽ nhận lại rắc rối. Lục Lâm Thiên đi qua đi lại, nội tình của Phi Linh Môn vẫn không đủ, 150 thành muốn nuốt hết một lần sẽ gặp nhiều rắc rối, có lẽ cái này gọi là miệng rộng nhưng dạ dày không đủ chứa. Đám gờ Phi Linh Môn vắt óc nhưng không nghĩ ra cách gì, mắt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lát sau Lục Lâm Thiên ngừng bước, ngước mắt lên, hít sâu. Phù, Lục Tâm Đồng hỏi, ca ca nghĩ ra cách rồi. Mọi người cùng nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng.
Chúng ta dùng thế sấm sét khống chế tất cả, để Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông muốn có hành động gì cũng không kịp. Khấu Phi Yến hỏi. Trưởng môn, vấn đề số người thì. Thế sấm sét khống chế tất cả thì càng cần người. Lục Lâm Thiên nói. Điều động tất cả yêu thú, linh thú, yêu thú từ lục giai trở lên. Ta sẽ phái cường giả thánh linh giáo tạm thời phụ trợ phi linh môn, trước tiên với tốc độ nhanh nhất cưỡng ép tiếp nhận toàn bộ thành. Vấn đề về sau thì từ từ tính, phải bảo đảm trong thành không có náo động đã. Phi linh môn không đủ người nhưng có nhiều yêu thú, linh thú, khôi lỗi. Cường giả thánh linh giáo còn trong phi linh môn, phối hợp với nhau thì không khó cưỡng ép nhận 150 thành. Lục Lâm Thiên phỏng chừng tin tức ba sơn môn chiến bại đã truyền ra. Có giết chóc trong thiên môn cốc trấn nhiếp, khi đó phi linh môn cưỡng ép tiếp nhận sẽ không gặp chống cự mãnh liệt. Chủ yếu là không thể để 150 thành sao động, vì nếu loạn sẽ mất khống chế tình hình. Phi linh môn muốn hoàn toàn quản lý 150 thành sẽ càng khó khăn hơn. Quan trọng nhất là cục diện rối loạn thì mọi thứ trong thành sẽ tụt hậu, Lục Lâm Thiên chỉ có được một nửa thành phế, giá trị bị ảnh hưởng lớn. Sau khi cưỡng ép tiếp nhận, mọi thứ diễn ra vẫn còn trong vòng khống chế của phi linh môn. Cho dù thế lực lớn nhỏ trong thành có ý tưởng gì muốn dục dịch thì với danh tiếng, thực lực hiện tại của phi linh môn trấn áp cũng sẽ không có sóng gió gì lớn. Khấu Phi Yến mừng rỡ nói. Sao ta không nghĩ ra, cường giả thánh linh giáo còn đây, cộng thêm khôi lỗi của trưởng môn, yêu thú của yêu đường thì miễn cưỡng đủ người cưỡng ép tiếp nhận. Vấn đề sau này từ từ tính. Trưởng môn có hơn 100 khôi lỗi thất giai, nhiều yêu thú, linh thú thất giai, lục giai. Cộng thêm thực lực thánh linh giáo khủng bố, không khó cưỡng ép tiếp nhận đống thành trì mới này. Đông Vô Mệnh gật đầu, nói. Trước mắt chỉ có thể làm vậy. Lục Lâm Thiên nói. Đông Lão, Oánh Tỷ, Khấu Phó Trưởng Môn, mọi chuyện xin làm phiền các người. Về thánh linh giáo thì ta sẽ kêu trưởng lão thánh linh giáo hỗ trợ mọi người. Lục Lâm Thiên không có thời gian đắn đo chi tiết, hắn yên tâm giao hết cho nhóm Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Khấu Phi Yến. Đông Vô Mệnh gật đầu, nói. Yên tâm đi, giao cho chúng ta được rồi, người đi làm việc của mình đi. Gần đây các đại thế lực đều ở phi linh môn kéo theo nhiều chuyện bận rộn không ngớt, Đông Vô Mệnh biết Lục Lâm Thiên rất bận. Lục Lâm Thiên lại nói thêm mấy câu, để lại hơn 100 khôi lỗi cho đám người Đông Vô Mệnh rồi rời khỏi đình viện. Rồi hắn tìm đại trưởng lão tứ bộ thánh linh giáo ra lệnh hỗ trợ phi linh môn làm việc. Dặn dò hết mọi chuyện đã là giữa trưa, Lục Lâm Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, không còn gì để lo nữa. Sau núi phi linh môn, dưới thác nước, tuy là mùa đông nhưng quanh thác nước vẫn là cỏ cây xanh ngắt tùm, khác hẳn với cảnh tượng đông rét. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng trên một tảng đá. Sự việc tạm chấm dứt, tiếp theo chỉ chờ ba sơn môn đưa bồi thường tới. Lần này không khác biệt lớn với tưởng tượng của Lục Lâm Thiên nhưng cũng xuất hiện nhiều bất ngờ. Nếu không có bốn tôn tổ xuất hiện e rằng mọi thứ không giống với bây giờ. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng nhìn thác nước trước mặt. Thực lực. Mọi thứ đều do thực lực tuyệt đối quyết định. Bốn tôn tổ trấn nhiếp mới uy hiếp được ba sơn môn. Lục Lâm Thiên tưởng tượng rất đơn giản, coi thường ba sơn môn. Từ bốn tôn tổ trấn nhiếp Lục Lâm Thiên không khó nhìn ra bốn người họ cũng e ngại ba sơn môn. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn không dám ép ba sơn môn quá chặt. Những quái vật khổng lồ này cũng không phải thứ dễ chọc, lần này Lục Lâm Thiên chiếm lợi vì nhiều yếu tố. Trong các yếu tố, có hai cái lớn nhất khiến Lục Lâm Thiên suy tư. Một là bốn tôn tổ, bốn siêu cấp cường giả trấn nhiếp. Thứ hai là hai đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, sáu thế lực hợp tác. Rốt cuộc thì ba sơn môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông e ngại bốn tôn tổ thánh linh giáo hay sợ sáu sơn môn hợp tác. Hoặc đều có, đến bây giờ Lục Lâm Thiên vẫn không rõ ràng điều này. Mặc kệ ba sơn môn e ngại cái gì, hiện tại Lục Lâm Thiên khẳng định là ba sơn môn chùn chân trước thực lực tuyệt đối. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến ba sơn môn e dè, lùi bước. Lần này Lục Lâm Thiên chiếm thế thiên thời địa lợi và nhân hòa, không thì phi linh môn đâu dễ vùng lên như vậy. Lục Lâm Thiên thì thào. Nếu có rảnh phải thử đột phá tôn cấp mới được. Đẳng cấp linh lực đã đến linh vương cửu trọng đỉnh phong, đẳng cấp vũ giả thì Lục Lâm Thiên đến vũ vương cửu trọng. Hôm qua Lục Lâm Thiên được địa tâm linh dịch của Bạch Long sư thúc, sau khi uống nếu không có gì ngoài ý muốn chắc có thể đột phá đến vũ tôn. Lục Lâm Thiên cười khổ, đây chỉ nằm trong tưởng tượng của hắn.
muốn đột phá tôn cấp nào đâu dễ dàng thế, chỉ mong khi đó có thể thuận lợi đột phá, mấy chuyện này phải chờ luyện chế âm dương long hổ đan xong rồi tính. Chợt vang tiếng kêu thánh thót. Lâm Thiên. Hai bóng dáng yêu kiều như bươm bướm bay tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Hai nữ nhân đẹp tuyệt trần, một người điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo nhưng không vô lý. Một điêu ngoa bá đạo nhưng ngây thơ đáng yêu, là Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh. Thấy hai nữ nhân, Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Sao các người đến đây? Dường như hai nữ nhân ở chung rất hòa thuận. Lữ Tiểu Linh đáp. Chúng ta đi tìm chàng, Tiểu Long nói chàng ở đây. Lữ Tiểu Linh kéo cánh tay trái của Lục Lâm Thiên. Chàng ở đây suy nghĩ cái gì? Có phải về chuyện Ba Sơn Môn? Lục Lâm Thiên cười hỏi. Không có việc gì, nhạc phụ và nhạc mẫu ở Phi Linh Môn có quen không? Tính cách hai nữ nhân đều cực kỳ ngang ngược, bây giờ ở chung hòa hợp thế chắc đổi tính vì hắn. Cho đến nay hai nữ nhân này luôn âm thầm làm nhiều điều cho hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt Lục Lâm Thiên đầy cảm kích cùng ôm hai nàng vào lòng. Lữ Tiểu Linh nói, phụ mẫu của thiếp đã quen thuộc, chàng đừng lo, chỗ này không phải nơi xa lạ. Lữ Tiểu Linh thuận theo dựa vào ngực Lục Lâm Thiên. Ba người không nói chuyện, yên lặng ngồi bên nhau, luôn không có nhiều thời gian cùng nhau như thế này. Trạng vạng, bên ngoài đình viện, một bóng người lao ra. Người đó tóc dài xõa vai toát ra vẻ phiêu giật và ngông nghênh. Lục Lâm Thiên đi vào đình viện, chào hỏi. Nhị thúc, người đi ra là Cơ Vô Thường, đình viện này là nơi Vân Dương Tông trú ngụ. Lục Lâm Thiên không thấy lạ khi Cơ Vô Thường ra ngoài, chắc vừa rồi Cơ Vô Thường ở cùng Thiên Dương Tôn giả, Vân Thiếu Thiên. Dù sao là phụ tử huynh đệ, khó được chạm mặt nhau nên tất nhiên sẽ có vài lời cần nói. Cơ Vô Thường hỏi. Lâm Thiên, vết thương của ngươi sao rồi? Có khỏe không? Nếu rảnh thì cùng ta uống vài ly. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu tử không sao. Một chữ vật giới chỉ hiện ra trong tay Lục Lâm Thiên. Nhị thúc hãy nhận cái này đi. Lần này xin đa tạ nhị thúc giúp đỡ. Cơ Vô Thường không tham gia vào màn chia chác. Lục Lâm Thiên không phản đối. Thiên Âm Môn giúp đỡ, tuy số người không nhiều nhưng về thực lực thì không thể so sánh với các đại sơn môn được. Thực lực của Thiên Âm Môn quá yếu, không đáng là gì, nếu Thiên Âm Môn cũng đi lên phân chia e rằng sơn môn khác sẽ có ý kiến. Nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng cảm kích, chữ vật giới chỉ chứa nhiều linh kỹ, vũ kỹ. Trong đó có một trái diễn linh thiên quả, một món linh khí địa giai. Cơ Vô Thường liếc Lục Lâm Thiên, nhận lấy chữ vật giới chỉ, tâm thần nhìn vào. Cơ Vô Thường biến sắc mặt nói. Lâm Thiên, lễ quá nặng, Thiên Âm Môn không góp sức bao nhiêu. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhị thúc đừng khách sáo, giữa chúng ta còn cần khách sáo gì sao? Thôi được. Cơ Vô Thường cất chữ vật giới chỉ. Nhạc phụ của ngươi đang chờ ngươi, ta đi đây. Mới rồi nhận ít rượu hoa đào từ nhạc mẫu của ngươi, sát phá quân đang chờ ta uống rượu. Lục Lâm Thiên cười nói. Thế thì nhị thúc đi đi. Lục Lâm Thiên không ngờ sát phá quân và Cơ Vô Thường ở chung vui vẻ, hai người đều mê vật trong ly, đúng là rất hợp nhau. Lục Lâm Thiên đi vào đình viện, chỉ một mình Vân Thiếu Thiên ngồi trong thiên thính. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Nhạc phụ ở trong Phi Linh Môn có quen không? Ngón trỏ Lục Lâm Thiên gãi chóp mũi. Nhạc phụ Vân Thiếu Thiên kêu hắn tới, Lục Lâm Thiên không cần đoán nhiều cũng biết có chuyện gì. Chắc Vân Thiếu Thiên nghĩ đến bốn thành kia, có lẽ không chỉ muốn bấy nhiêu. Vân Thiếu Thiên mỉm cười nói. Khá tốt, thời gian ngắn ngủi Phi Linh Môn phát triển rất tốt trong tay ngươi. Bây giờ Phi Linh Môn đã chính thức vươn lên, thậm chí ngồi ngang hàng với Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, tứ các tứ đảo cũng không ai dám nói Phi Linh Môn không có tư cách. Lục Lâm Thiên nói. Nhạc phụ khách sáo, cho tới nay phải đa tạ nhạc phụ nhiều. Đảo Vân Thiếu Thiên tròng mắt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Đa tạ ta, vậy cho ta thêm mấy thành được không? Bộ dạng Vân Thiếu Thiên như con cáo già. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi, nhạc phụ này thật sự dám mở miệng xin. Lục Lâm Thiên nặn nụ cười nói. Nhạc phụ, lần này Vân Dương Tông cũng được nhiều thu hoạch, chuyện khác chúng ta từ từ bàn lại từ từ. Vân Thiếu Thiên chửi thầm. Nhãi danh. Vân Thiếu Thiên sớm biết khó thể moi ra chút lợi từ tay tiểu tử này. Vân Thiếu Thiên đảo tròng mắt nói. Ngươi một hơi nuốt vào 150 thành, ta thấy số người Phi Linh Môn không đủ dùng.
có cần Vân Dương Tông ta hỗ trợ không? Yêu cầu của ta không cao, thêm 4 thành là được. Ngươi có đến 150 thành, cho Vân Dương Tông ta 4 cái cũng không nhiều phải không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đa tạ ý tốt của nhạc phụ, phi linh môn ta còn ứng đối được. Vân Tiếu Thiên nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi khẳng định phi linh môn có thể lo xuể. Vân Tiếu Thiên biết rõ ràng nếu tiếp quản 150 thành sẽ có nhiều vấn đề thế nào. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Đã sắp xếp xong rồi. Vân Tiếu Thiên khẽ thở dài. Tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh ngày càng lớn. Vân Tiếu Thiên nói. Nếu thật sự không đủ người hãy nói một tiếng, thù lao thì khỏi cần cũng được. Lục Lâm Thiên nghe vậy thấy lòng ấm áp, nhạc phụ cáo già trăm phương ngàn kế muốn moi chút lợi từ người hắn cũng vì tương lai của Vân Dương Tông, bỏ những điều đó thì nhạc phụ đối xử với Lục Lâm Thiên không tệ. Lục Lâm Thiên nói thẳng. Nhạc phụ, ta đã chuẩn bị xong 4 thành rồi. Vân Tiếu Thiên kêu hắn tới chắc để hỏi chuyện này. Vân Tiếu Thiên nhướng mày hỏi. 4 cái nào? Lúc nãy Lục Lâm Thiên quét mắt qua sảnh, mới rồi Vân Tiếu Thiên đang xem tấm bản đồ, chắc hy vọng sẽ nhận được 4 thành tốt một chút. Lục Lâm Thiên cất bước tới gần bản đồ, chỉ vào 4 thành. 4 cái này được không? Con người Vân Tiếu Thiên co rút, suy nghĩ một lúc rồi chừng Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta là nhạc phụ của ngươi vậy mà nỡ nào ác với ta? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, mỉm cười nói. Nhạc phụ, huynh đệ ruột cũng phải tính sổ rõ ràng. Vân Tiếu Thiên không ngờ Lục Lâm Thiên sẽ có sắp xếp như vậy. 4 đại thành hoàn toàn gần sát Linh Thiên Môn, nhìn từ bản đồ không khó thấy khi 4 thành được chia cắt, địa bàn hiện tại của Phi Linh Môn vừa lúc là đường cong hoàn chỉnh. Có lẽ lúc phân chia 50 thành của Ba Sơn Môn thì Lục Lâm Thiên đã lên kế hoạch sẵn sàng. Lục Lâm Thiên phân chia thế này khiến Vân Tiếu Thiên khá buồn bực. Vân Tiếu Thiên có mục đích rất rõ ràng khi đặt chân vào cổ vực, đó là muốn phát triển trong này. Có địa bàn riêng thì mới phát triển vươn ra ngoài được. Nhưng bây giờ 4 thành này bên phải là Phi Linh Môn, bên trái là Linh Thiên Môn, 4 thành bị kẹp ở giữa. Muốn phát triển ra ngoài sẽ trực tiếp đụng vào Linh Thiên Môn, chuyện này không tốt chút nào. Lục Lâm Thiên nói, nhạc phụ, 4 thành này không tệ. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, 4 thành phải do ta sắp đặt, ta mà tách 4 thành ra thì nhạc phụ nhận được giá trị sẽ càng nhỏ nữa. Lục Lâm Thiên giao 4 thành này cho Vân Dương Tông đúng là đã có sắp đặt từ trước, hắn biết rõ ràng mục đích của Vân Dương Tông. Vân Dương Tông luôn muốn tiến vào cổ vực, lần này đương nhiên định thừa dịp xâm nhập cổ vực. Vân Dương Tông vào cổ vực thì Lục Lâm Thiên cũng không có ý kiến gì, đây là điều kiện Vân Dương Tông và Phi Linh Môn kết minh. Nhưng Vân Dương Tông muốn phát triển trong cổ vực thì Lục Lâm Thiên không mong sẽ ở trong lãnh địa Phi Linh Môn. Cho Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn kìm kẹp nhau. Hắn vui vẻ xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên cảm thấy mình đã rất nhân hậu rồi, nếu hắn không muốn cho Vân Dương Tông phát triển ở cổ vực thì 4 thành có thể xếp vào thế lực Phi Linh Môn, tách nó ra. Khi đó giống như Vân Dương Tông được trấn thiên tinh, chỉ được một phế thành. Vân Tiếu Thiên trợn to mắt nói. Vớ vẩn, vậy là ngươi cho ta của hời chắc. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Nếu nhạc phụ không muốn thì có thể trao đổi đan dược, vũ kỹ với Phi Linh Môn ta. Ý của nhạc phụ thế nào? Vân Tiếu Thiên nghiến răng. Hừ, ngươi mơ đẹp, quyết định 4 thành này đi. Vân Tiếu Thiên biết Lục Lâm Thiên không có ý ngăn cản Vân Dương Tông tiến vào cổ vực, nhưng không muốn gây rắc rối cho Phi Linh Môn. Vân Tiếu Thiên chỉ có thể chửi thầm Lục Lâm Thiên thật gian trá. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Quyết định vậy đi, giao 4 thành này cho nhạc phụ. Làm phiền nhạc phụ tự mình đi tiếp nhận, Phi Linh Môn ta không có nhiều người, không xen vào chuyện này. 4 thành của Vân Dương Tông đặt giữa Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn, điều này có lợi cho Phi Linh Môn. Nghĩ từ đại cục thì Phi Linh Môn tiến có thể hợp tác với Vân Dương Tông đối phó Linh Thiên Môn, lùi có thể cùng Linh Thiên Môn kiểm chế Vân Dương Tông phát triển, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Giữa nhạc phụ và nhi tế bàn bạc một lúc rồi Lục Lâm Thiên xin phép rời đi, bất giác một ngày đã qua. Sắc trời đã vào đêm. Đình viện sau núi, khi Lục Lâm Thiên trở về thì Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cười tủm tỉm chào. Trưởng môn đã về. Lục Lâm Thiên nhìn ba nữ nhân, thầm lấy làm lạ. Sao ba người, cười kỳ vậy? Ba nữ nhân cười rất khác lạ, Lục Lâm Thiên nhìn sao cũng thấy gian gian. Bạch Xa Xa xoe tròn mắt nói.
trưởng môn mau về phòng đi. Ba nữ nhân cười khúc khích về phòng mình. Lục Lâm Thiên đứng yên tại chỗ thầm khó hiểu. Lục Lâm Thiên nhìn ba bóng dáng yêu kiều đi khuất, hắn cười tà lẩm bẩm. Ba nha đầu này cũng tới lúc nên xuất giá rồi, hắc hắc. Lục Lâm Thiên không có chút tà niệm với ba nữ nhân, hắn xem các nàng như người thân. Lục Lâm Thiên hy vọng ba nha đầu sau này có cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Long xuất hiện trong phòng nhỏ, không biết cả ngày chạy đi đâu. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, nháy mắt nói. Lão đại về rồi, nhanh về phòng. Tiểu Long ra khỏi đình viện, không biết định đi đâu. Mấy người này thật là... Lục Lâm Thiên ôm thắc mắc quay về phòng. Lục Lâm Thiên đẩy cửa phòng ra chợt nghe thanh âm trong trẻo. Lâm Thiên về rồi. Lữ Tiểu Linh ở trong phòng. Lục Lâm Thiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Tiểu Linh, sao nàng đến đây? Lữ Tiểu Linh cúi đầu, gò má hơi hồng. Hồng Lăng tỷ nói bị kẹt chút chuyện không tiện, kêu thiếp đến. Lữ Tiểu Linh vụt ngẩng đầu chừng Lục Lâm Thiên. Chàng hỏi nhiều như vậy làm chi? Lục Lâm Thiên cười gian. Rồi, vậy ta không hỏi nữa. Hèn gì ba nữ nhân bạch xa xa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cười kỳ cục vậy, ra là thế. Thôi kệ, đã sớm có danh phận, hắn là quang minh chính đại thì sợ cái gì? Nhìn nụ cười của Lục Lâm Thiên làm Lữ Tiểu Linh trợn to mắt đẹp. Chàng muốn làm gì? Lữ Tiểu Linh suy đoán điều Lục Lâm Thiên muốn làm, nàng kéo chặt quần áo. Ta chỉ đến chơi với chàng chứ không muốn cái kia. Lục Lâm Thiên gãi mũi cười gian. Vậy sao? Hì hì. Lục Lâm Thiên nhào qua. Lữ Tiểu Linh kinh kêu. Chàng dám, đám xa xa còn ở bên ngoài. Cơ thể mềm mại đã bị Lục Lâm Thiên ôm chặt vào ngực. Lục Lâm Thiên cười tà. Kệ bọn họ đi, chúng ta lo làm chuyện của mình là được. Nhưng Lục Lâm Thiên vẫn bày một cấm chế trong phòng, sau đó đẩy nữ nhân trong vòng tay mình xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, Lữ Tiểu Linh ra vẻ dỗi lườm Lục Lâm Thiên. Sớm biết chàng như vậy thì thiếp đã không tới. Trước khi đến đây nàng có nghĩ đến cảnh này hay không thì Lữ Tiểu Linh mới biết. Lục Lâm Thiên đè xuống. Vậy sao? Lữ Tiểu Linh há mồm muốn nói nhưng đôi môi bị chặn, hai cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên ôm cổ Lục Lâm Thiên, nhiệt tình đáp lại. Tham lam liếm mupsilon-t, cơ thể mềm mại đường cong linh lung tinh khiết như ngọc hiện ra trước mắt Lục Lâm Thiên. Thân hình đường cong nhấp nhô, ngực cao vupsilon-t, eo nho nhỏ, da trắng nõn, mỗi tấc da thịt đều toát ra sức hút dụ dỗ, hấp dẫn vô cùng. Lục Lâm Thiên nhìn thân hình yêu kiều tuyệt đẹp, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Lữ Tiểu Linh lầu bầu. Chưa nhìn đủ sao? Lữ Tiểu Linh lật người đè Lục Lâm Thiên xuống. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Nàng muốn làm gì? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn nữ nhân trong ngực mình. Gò ngực cao vupsilon-t, mái tóc rũ xuống, rất là quyến rũ. Làn da bóng loáng như ngọc khiến Lục Lâm Thiên không kiềm được hai tay sờ soạng, từ eo nhỏ một bàn tay ôm hết lên đến thỏ ngọc. Hai tay co lại, không lớn không nhỏ, linh động mà mềm mại. Quyến rũ làm con rồng của Lục Lâm Thiên đã đứng thẳng từ lâu dán sát bụng phẳng tròn trại như trăng khuyết, nhẹ mấp máy. Cảm giác nóng cháy làm Lữ Tiểu Linh ký, nàng chừng Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh xấu hổ nói. Lần trước thiếp nghe nha hoàn nói nam nhân các người đôi khi thích nữ nhân chủ động, chàng có như vậy không? Lục Lâm Thiên cười gian. Cái này, nàng thử liền biết. Lữ Tiểu Linh chừng Lục Lâm Thiên. Nếu thiếp làm không tốt thì chàng không được cười đâu đấy. Tay ngọc cởi đồ Lục Lâm Thiên ra, nhìn thân hình ánh sắc tím vàng, đặc biệt là con rồng ngạo nghễ đứng thẳng. Mắt Lữ Tiểu Linh ngập nước, nàng do dự một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay ngọc sờ con rồng. Chốc lát con rồng ngẩng đầu chạm tới lối vào đào nguyên mềm mại, sau đó thẳng lưng cho con rồng chui vào. Lữ Tiểu Linh khẽ kêu. A! À, toàn thân Lữ Tiểu Linh run rẩy, không kiềm được kích động vặn vẹo. Kiều diễm quyến rũ, tiếng rên động lòng người. Biểu tình của Lữ Tiểu Linh làm người phát cuồng. Lục Lâm Thiên cũng không kiềm chế được, hai tay đã sờ khắp người Lữ Tiểu Linh, nắm chặt thỏ ngọc. Mông vỉnh nhấp nhô truyền bản quyền ảm lan đến mỗi sợi dây thần kinh trong đầu Lục Lâm Thiên. Hai người ở trong phòng quên hết tất cả quấn lấy nhau, phiên vân phúc vũ, liều chết triền miên. Ngoài cửa sổ trăng sáng trốn vào tầng mây như không muốn quấy rầy hai nam nữ trong phòng đang bận rộn. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, mặt trời mọc từ hướng đông, tiên nắng ban mai chiếu vào sơn mạch Phi Linh.
thời gian đêm nay qua thật nhanh. Sáng sớm Lục Lâm Thiên đã ra khỏi phòng, hôm nay có vài chuyện cần làm, hắn không thể chậm trễ được. Lát sau, trong sơn mạch Vũ Đô, trên ngọn núi cao V Upsilon T đâm xuyên tầng mây, bảy bóng người thoáng hiện. Đó là Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Hắc Vũ, và cả Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả. Bạch Long Tôn Giả hỏi. Lâm Thiên, trùng động không gian ở dưới núi này sao? Lục Lâm Thiên gật đầu. Vâng. Kêu bốn tôn tổ đến vì Lục Lâm Thiên muốn bày một cấm chế bên ngoài trùng động không gian này. Tuy đã công khai trùng động không gian nhưng không thể công khai luôn không gian trong đó. Không gian này có một số ích lợi, Lục Lâm Thiên luôn khó hiểu về nó, cấm chế do bốn tôn tổ bày ra sẽ càng vững chắc hơn. Khổng Tước Tôn Giả hỏi Hắc Vũ. Hắc Vũ, không gian này thật sự có nhiều chỗ thần dị. Chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu rõ ràng? Hắc Vũ lắc đầu, nói. Không gian này đúng là hơi kỳ lạ. Tiểu Long lắc đầu nhỏ. Chúng ta đã tìm rất lâu nhưng không kiếm ra được cái gì. Nhìn Tiểu Long, bốn tôn tổ ánh mắt than thở. Tiểu tử này không dễ chọc, tính ra thì tốc độ tu luyện của Tiểu Long cũng khá nghịch thiên. Bạch Long Tôn Giả ngoác mồm cười nói. Đồn rằng chỉ có cường giả từ đẳng cấp đế cấp trở lên mới tạo ra trùng động không gian được, và không phải cường giả đế cấp nào cũng có thể tạo. Chúng ta thì chỉ biết xé rách không gian mà đi, cấu trúc trùng đạo không gian mà không tan vỡ. Cái này đòi hỏi lĩnh ngộ năng lượng thiên địa, khống chế không gian lên đến trạng thái cao nhất mới được. Có lẽ không gian này liên quan cường giả đế cấp nên dĩ nhiên bất phàm, không chừng che giấu báu vật gì đó. Kim Lang Tôn Giả nhảy lên trước hết. Chúng ta đừng suy đoán nữa, xem liền biết. Kim Lang Tôn Giả nhảy xuống khe hở ngọn núi. Không gian này liên quan cường giả đế cấp nên bọn họ rất có hứng thú. Thấy Kim Lang Tôn Giả nhảy xuống, đám người Lục Lâm Thiên cũng theo vào khe hở, bảy vòng sáng phòng ngự tiến vào không gian. Bên trong cửa hang có lực cản nhưng không tạo thành nguy hiểm cho bốn tôn tổ. Mọi người lao ra, xuất hiện trong không gian. Đập vào mắt toàn là sơn mạch bao la bị rừng rậm nguyên thủy che đậy kéo dài đến phía xa, mãi khi tầm mắt mơ hồ. Sâu trong sơn mạch ngẫu nhiên có tiếng vài yêu thú, linh thú cấp thấp gầm gừ. Tiếng thú giống quanh quẩn trong không gian to lớn. Khổng Tước Tôn Giả trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc nói. Nơi này hơi kỳ lạ. Trong không gian này có lực lượng kỳ dị hấp thu lôi kéo năng lượng thiên địa rót vào không gian này, cho nên năng lượng trong hang đậm đặc hơn bên ngoài nhiều. Nếu là linh giả vũ giả bình thường tu luyện tại đây sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Bạch Long Tôn Giả liếc mắt bốn phía, tinh thần nhìn ngó mọi thứ. Đúng là hơi kỳ lạ. Bạch Long Tôn Giả hỏi. Lâm Thiên, ngươi nói chỗ kia là ở đâu? Mang chúng ta đi xem. Lục Lâm Thiên nói. Sư thúc hãy theo ta. Nơi Lục Lâm Thiên định mang bốn vị sư thúc đi chính là động phủ của Xích Viêm Kim Nghê Thú. Năng lượng thiên địa trong đó rất nồng đậm, hôm nay Xích Viêm không đi theo. Gần đây Phi Linh Môn rất thiếu người, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân bận rộn tối mắt tối mũi, đã không có mặt trong Phi Linh Môn. Đám người nhảy vọt lên đi sâu vào dãy núi sơn mạch trước mặt. Ngọn núi trong không gian này cao ngất tầng mây, có sương mù dày đặc luôn lượn lờ. Càng đến gần động phủ của Xích Viêm thì linh khí tràn đầy bên trong đó càng đậm. Năng lượng thiên địa vô hình trong không gian tụ tập đằng trước. Tốc độ của mọi người rất nhanh, nhảy vọt giây lát đã vượt qua mấy chục đỉnh núi, đến sơn cốc giữa sơn mạch. Dọc đường đi tốc độ của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long làm đám người Bạch Long Tôn Giả ngạc nhiên. Mọi người lơ lửng trên cao nhìn xuống. Sơn cốc này rất kỳ lạ, bốn phía vòng quanh núi, dãy núi chập trùng. Các ngọn núi khổng lồ từ dưới đất nhô lên, rất hùng vĩ mênh mông, khí thế bất phàm. Quanh sơn cốc một mảnh xanh biếc, bị rừng rậm rợp trời che mất. Ánh mắt Kim Lang Tôn Giả ngạc nhiên nói. Khí tức năng lượng thật đậm. Năng lượng thiên địa đậm đặc trong không gian gần như gấp đôi bên ngoài, thậm chí là gấp ba. Nếu linh giả vũ giả bình thường tu luyện sẽ được ích lợi rất lớn. Từ lâu Lục Lâm Thiên đã biết năng lượng thiên địa bên trong đậm đặc cỡ nào. Sư thúc, ở trong đó. Lục Lâm Thiên lắc người đến ngọn núi to lớn gần sơn cốc, chân núi có cái hang đá to. Cùng Kỳ Tôn Giả nhướng mày nói. Vào xem thử. Thân hình vạm vỡ lắc một cái chui vào trong sơn động. Năng lượng thiên địa trong này rất đậm, có chút không bình thường. Khổng Tước Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Bạch Long Tôn Giả nhìn nhau.
đi xem một chút. Chỗ này đúng là khiến bọn họ bất ngờ, dường như năng lượng không gian toàn bộ tụ tập quanh sơn cốc mà không tan. Ba người thầm lấy làm lạ, nơi này hơi quái dị nhưng Bạch Long tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Kim Lang tôn giả không nhìn ra có gì lạ. Linh khí năng lượng thiên địa sẽ không bỗng dưng tụ tập lại được. Ba người vào hang theo sau cùng kỳ tôn giả, xuyên qua con đường bóng loáng. Càng vào trong hang thì năng lượng càng đậm. Khi đám người vào sâu trong hang, ánh mắt đám người Bạch Long tôn giả trầm xuống. Trong cái hang to tràn ngập năng lượng đậm đặc và linh khí. Năng lượng trong hang mạnh hơn bên ngoài nhiều, nhưng hang động chẳng có gì đặc biệt. Khổng Tước tôn giả cảm thán rằng, chỗ này đúng là kỳ dị. Bốn tôn tổ ẩn thận siêu tầm trong hang, chốc lát sau vẫn không tìm ra điểm gì đặc biệt. Bốn người vô cùng khó hiểu. Tại sao không phát hiện được gì? Nếu không phải Bạch Long tôn giả ngăn cản thì Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả đã sang bằng cái hang để tìm kiếm. Bạch Long tôn giả suy tư giây lát, nói với mọi người. Ta nghi ngờ đây là một chỗ địa hạ linh mạch. Rất có thể là nó, nhưng muốn xác định cần tìm ra lối vào. Bạch Long tôn giả nói. Nếu đúng là địa hạ linh mạch thì tốt. Giọng cùng kỳ tôn giả vọng lại. Nhị ca mau đến xem, chỗ này có cấm chế. Vù vù vù. Mọi người theo tiếng gọi chạy đến bên cạnh cùng kỳ tôn giả. Cùng kỳ tôn giả đứng trước một vách đá không khác gì những vách đá khác. Nhưng cùng kỳ tôn giả nhìn chằm chằm vách đá, mới rồi lão tìm kiếm thì trực giác mách bảo vách đá này kỳ kỳ. Cùng kỳ tôn giả tùy tay tung quyền một cái, vách đá nổi sóng gợn sau đó sóng biến mất. Xoẹt! Thất luyện mỏng manh ngưng tụ trong tay Khổng Tước tôn giả đánh vào vách đá. Vách đá không tì vết chớp mắt lung lay như vần nước, bao trùm thất luyện trong tay Khổng Tước tôn giả rồi trở lại như cũ. Bạch Long tôn giả mắt lóe tia sáng. Cấm chế mạnh quá! Lục Lâm Thiên cũng kinh thán. Cấm chế rất mạnh lại bài bố ẩn khuất như thế. Mới rồi Khổng Tước tôn giả tùy tay đánh ra thất luyện nhưng lực công kích rất khủng khiếp, vậy mà cấm chế không bị tổn hao gì, đủ thấy nó đáng sợ cỡ nào. Khổng Tước tôn giả mắt lóe tia sáng nói. Nếu không có gì bất ngờ thì cấm chế do cường giả đế cấp bày ra, thời gian qua rất lâu rồi, muốn mở nó ra cũng được. Nhưng không biết bên trong cấm chế là vật gì, nếu là địa hạ linh mạch hoặc cái gì khác thì sẽ nguy hiểm. Kim Lang tôn giả nói. Cứ mở ra xem thử, cường giả đế cấp bày cấm chế không biết sẽ là vật gì. Bạch Long tôn giả nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, hỏi. Lâm Thiên, ý của ngươi thế nào? Tuy cấm chế này cực mạnh nhưng ta và các sư thúc của ngươi hợp lực lại sẽ mở được. Lục Lâm Thiên nói. Vậy làm phiền sư thúc mở ra đi, đệ tử cũng muốn biết thứ bên trong là gì. Bạch Long tôn giả gật đầu. Bốn tôn tổ lắc người đứng ngang hàng trước vách đá. Lục Lâm Thiên, Hắc Phủ, Tiểu Long thì lùi sang bên. Bốn người Bạch Long tôn giả đứng ngang hàng, nhìn nhau, đánh ra kết ấn. Phá mở cấm chế. Năng lượng thiên địa vô hình tụ tập trong hang, cái hang lắc lư. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, cột sáng tụ tập trong tay bốn người, bốn cột sáng bắn ra đụng vào vách đá. Giờ phút này vách đá bỗng nổi dao động mỏng manh. Vù vù vù. Bốn cột sáng đột nhiên giáng xuống, sóng gợn vách đá vặn vẹo. Bốn cột sáng trùng kích lộ ra một vệt hằn to lớn. Trên sóng vách đá phát ra khí thế rung động hồn người, sóng gợn vặn vẹo dữ dội phát ra tiếng vù vù như vòi rồng. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, gió lốc nổi lên trong hang động, dao động càng lúc càng kịch liệt như hề nguyên ngọn núi run rẩy sắp sụp đổ. Lục Lâm Thiên cảm nhận được áp lực nặng nề từ sóng gợn vách đá. Khí thế quá mạnh. Trên cấm chế vách đá có sóng năng lượng khủng bố tột độ B đang lan tràn, như con mãnh thú ngập trời bị nhốt phía sau, khiến lòng người run nảy. Năng lượng trong tay bốn tôn giả dây dưa với cấm chế, bắn ra ánh sáng chói mắt. Khí thế khủng bố giải phóng, Lục Lâm Thiên đứng trong góc bị đè ép tim sắp ngừng đập. Thực lực như thế khiến Lục Lâm Thiên đứng im như tượng, làm hắn hướng về. Răng rắc, chốc lát sau cấm chế sóng gợn vách đá truyền ra dao động kỳ dị. Giây phút này cấm chế sóng gợn vặn vẹo, run rẩy. Tiếng răng rắc vang lên, cấm chế vặn vẹo bốn phía rạn vỡ. Bùm bùm bùm. Lực lượng to lớn làm cấm chế tan vỡ, khí thế ngút trời rít gào. Xung lực mạnh mẽ tuôn trào. Vù vù vù. Kinh khí ngút trời bắn ra, bốn tôn giả sắc mặt âm trầm, thủ ấn thay đổi. Một màn sáng che trước mặt bốn người, kinh khí ngập trời bị chặn lại trong màn sáng.
Cộp cộp cộp. Chỉ là kình khí còn sót lại đã đẩy Lục Lâm Thiên, Tiểu Long đứng phía xa lảo đảo lùi hai bước, nhưng không bị gì. Hắc Phủ lù lù bất động, đỡ hơn Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nhiều. Hắc Phủ hỏi. Thiếu chủ có sao không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Không sao. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, cấm chế này mạnh thật, thực lực của bốn vị sư thúc cũng rất khủng bố. Cùng lúc đó, cùng kỳ tôn giả hưng phấn reo lên. Thật sự là địa tâm linh mạch, cấm chế này giam cầm địa tâm linh mạch. Từ chỗ vỡ của cấm chế lộ ra một cái lỗ hình tròn cao cỡ mấy trượng. Trong cái hang tuôn ra linh khí lạnh lẽo khiếp người từ chỗ cấm chế bị phá mở. Nhìn vào thì trong hang là cái lỗ sâu mênh mông hư vô bao la. Lỗ sâu như lòng đất, khiến người nhìn kinh tâm động phách. Nhìn xuống dưới là xương đen âm trầm, không biết sâu bao nhiêu, tựa như không thấy đáy. Cái lỗ to sâu hóng không biết xuất hiện như thế nào, phun ra khí lưu đậm đặc. Dòng khí như suối phun to lớn tuôn trào ra. Trong khí lưu toát ra khí tức năng lượng cực kỳ cường đại, khí tức này rất giống với năng lượng bên ngoài nhưng mức độ đậm đặc thì hơn hẳn gấp vô số lần, liên miên bất tận. Biểu tình của Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Địa hạ linh mạch, này là địa hạ linh mạch. Khí lưu tuôn trào ra như suối phun lớn liên miên không dứt, khí tức năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Trong năng lượng cuồng bạo đè ép tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Nhìn độ đậm đặc của nó làm Lục Lâm Thiên nhớ trong mật địa của Vân Dương Tông, địa hạ linh mạch nơi đó cũng chưa tới mức này. Khổng Tước Tôn giả lộ biểu tình kinh ngạc nói. Đúng là địa tâm linh mạch. Ánh mắt Khổng Tước Tôn giả âm trầm nói. Phỏng chừng đã nhiều năm không ai đến địa tâm linh mạch này. Sắc mặt Kim Lang Tôn giả thay đổi, mắt lộ ý cười. Ý của tứ muội là... Bạch Long Tôn giả cười mỉm nói. Chúng ta vào xem đi, không chừng có báu vật. Bạch Long Tôn giả quay đầu nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chúng ta vào xem, người tốt nhất là đừng vào. Càng xuống dưới địa tâm linh mạch thì áp lực càng lớn, nếu có ngoại lực tiến vào sẽ làm đảo lộn cân bằng, có thể khiến núi lửa phun trào. Nói xong bốn người Bạch Long Tôn giả phát ra ánh sáng, năng lượng thiên địa vô hình quanh thân. Bốn người biến mất trong hang sâu. Mắt hí của Tiểu Long lóe sáng, không kiềm được muốn đi xem. Lão đại, chúng ta đi xem thử. Lục Lâm Thiên không nhịn được. Đi, vào xem cũng tốt. Lực phòng ngự của hắn và Tiểu Long không tệ, cùng lắm nếu tình hình xấu thì không đi vào. Hắc Phủ nói. Thiếu chủ, hãy cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long muốn đi qua lối vào linh mạch, Hắc Phủ theo sau. Vầng sáng bao phủ ba người, cùng tiến vào cửa hang linh mạch. Bên trong là năng lượng linh lạc dâng trào khủng bố, năng lượng linh lực khủng khiếp này như có một tầng sương mù dày đặc từ lòng đất phóng lên cao. Lục Lâm Thiên tiến vào trong, cảm giác năng lượng khủng khiếp hơn bên ngoài gấp vô số lần bao bọc hắn. Năng lượng gào thét đẩy giạt sóng không gian trong hang run rẩy, năng lượng dâng lên, sóng không gian lan tràn. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói, thật mạnh mẽ, linh lực hùng hậu này khiến người rung động. Mạnh hơn địa tâm linh mạch của Vân Dương Tông nhiều. Lục Lâm Thiên phỏng chừng nếu tu luyện trong này thì linh hồn sẽ hơn bên ngoài gấp chục lần trở lên. Tiếc rằng Lục Lâm Thiên không hưởng được nhiều ích lợi bao nhiêu, với cường giả đến đẳng cấp tôn cấp thì ích lợi vẫn nhiều nhưng điểm quan trọng nhất là lĩnh ngộ. Với linh lực và chân khí thì khó tu luyện nhất là lĩnh ngộ. Lúc này Lục Lâm Thiên mới thấy rõ trong cửa hang bốn phía là nham thạch không đồng đều, không biết hang sâu hình thành như thế nào, sâu không thấy đáy. Như trong lòng đất. Năng lượng hùng hậu làm Hắc Phủ, Tiểu Long giật nảy mình. Ba người cẩn thận tiến vào trong. Hang sâu xám xịt như hướng đi tới cửu u. Ba người càng đi xuống thì năng lượng linh khí càng đậm đặc đáng sợ, áp lực càng lớn hơn. Đến nỗi Lục Lâm Thiên khoác khải giáp thanh linh, có huyền thể bất diệt hỗ trợ mà vẫn không chịu nổi. Lát sau đoàn người lại tiến sâu vào một chút, đã đến dưới vạn thước, Tiểu Long không chịu nổi. Lão đại! Áp lực mạnh quá, đệ không xuống nổi. Hắc Phủ nói. Thiếu chủ, lên đi. Có nhóm Bạch Long Tôn giả thì thu hoạch bên dưới sẽ không trốn được. Một vầng sáng trong suốt đang lắc lư vặn vẹo. Áp lực đáng sợ vô hình không chỗ không tồn tại. Nhưng hiển nhiên Hắc Phủ còn sức đi xuống tiếp. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Lên đi. Mặt Lục Lâm Thiên hơi đỏ, áp lực quá kinh khủng. Tuy còn chưa đến cực hạn lực phòng ngự của hắn nhưng không định liều lĩnh xuống tiếp. Vù vù vù. Ba người nhảy ra hang sâu trở vào hang.
Trong hang cũng tràn ngập linh khí đậm đặc nhưng áp lực tan biến, Lục Lâm Thiên cảm thấy nhẹ hẳn ra. Hắc Vũ nhìn hang sâu liên tục dâng lên linh khí dồi dào, đôi mắt tràn đầy giật mình. Địa tâm linh mạch này không nhỏ, không biết cường giả đế cấp cấm chế nó làm gì. Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Lão đại, bọn họ vẫn đi vào bên trong, không biết trong địa tâm linh mạch có báu vật gì. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Chắc là địa tâm linh ngọc. Hắc Vũ nói tiếp. Trong địa tâm linh mạch quý giá nhất là địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc là trọng bảo chỉ sinh ra trong địa tâm linh mạch, vạn năm khó xuất hiện một khối. Mỗi khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn có nhiều ích lợi khác. Có thể nói toàn là trọng bảo. Nhiều người bảo giá trị của địa tâm linh ngọc ngang ngửa thần khí, nói hơi quá nhưng cũng đại biểu giá trị địa tâm linh ngọc. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ thúc cảm thấy trong địa tâm linh mạch này sẽ có địa tâm linh ngọc sao? Hắc Vũ trả lời. Cái này thì không biết, chờ bốn vị sư thúc của ngươi lên liền biết. Vù vù vù. Lát sau, trong hang sâu vang mấy tiếng xé gió, bốn bóng người xuất hiện trong hang, chính là bốn người Bạch Long Tôn giả. Lục Lâm Thiên hỏi dồn. Bốn vị sư thúc, có thu hoạch gì không? Ha ha ha. Kim Lang Tôn giả cười nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người rất may mắn, trong địa tâm linh mạch này có một khối địa tâm linh ngọc. Con người Lục Lâm Thiên co rút. Một khối địa tâm linh ngọc. Một khối địa tâm linh ngọc đã có giá trị kinh người, nhưng Lục Lâm Thiên cứ cho rằng nếu tìm được một vài địa tâm linh ngọc thì tốt nhất. Như thế nào, người chưa vừa lòng? Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói. Tuy mới có một khối địa tâm linh ngọc nhưng khá đặc biệt. Lục Lâm Thiên cười bẽn lẽn hỏi. Sư thúc, có điểm đặc biệt gì? Bạch Long Tôn giả nói. Thể tích địa tâm linh ngọc này không nhỏ, khá kinh người. Bạch Long Tôn giả xòe tay ra, một khối tinh thạch trong suốt lấp lánh to cỡ trẻ sơ sinh, nó tỏa sáng, tinh khiết, tựa như kim cương. Vật đó hiện ra khiến năng lượng linh khí trong hang bị giải phóng, lực lượng hùng hậu làm thực lực như Lục Lâm Thiên cũng thấy ngộp thở. Quanh tinh thạch nổi gợn sóng như không gian sắp tan vỡ. Tinh thạch xuất hiện, năng lượng tràn ngập trong hang bị lôi kéo tụ tập lại quanh nó gần như hình thành một vòng xoáy to dần, càng lúc càng khủng bố. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long kinh thán. Năng lượng khủng khiếp quá. Năng lượng khủng bố này làm tim hai người đập nhanh. Xoẹt. Bạch Long Tôn giả cẩn thận cất tinh thạch đi, vòng xoáy năng lượng tan biến. Lục Lâm Thiên giật mình hỏi. Sư thúc, thứ vừa rồi là địa tâm linh ngọc. Bạch Long Tôn giả tặc lưỡi kinh thán. Đúng vậy, mới rồi chính là địa tâm linh ngọc. Ta từng may mắn thấy một, hai khối địa tâm linh ngọc nhưng to cỡ nửa bàn tay đã là tuyệt vời lắm rồi. Ta chưa bao giờ nghe nói có địa tâm linh ngọc nào thể tích khủng như vậy. Lục Lâm Thiên rất giật mình. Để luyện chế âm dương long hổ đan hắn giao dịch với Vân Dương Tông được địa tâm linh ngọc nhìn từ hộp gấm chỉ to nửa bàn tay, thể tích địa tâm linh ngọc nơi này lớn gấp chục lần. Giá trị của nó quá rõ ràng, ban đầu Lục Lâm Thiên hơi thất vọng giờ lại sôi sục. Khổng Tước Tôn giả nói. Không chỉ thế, địa tâm linh mạch này khá to. Theo ta được biết thì trong Vân Dương Tông có một địa tâm linh mạch, nhưng đến từ đại lục thượng cổ vỡ nát. Ngày xưa tranh giành một góc lục địa thượng cổ, tác động trận đại chiến. Tuy nhiên địa tâm linh mạch của Vân Dương Tông không to như vậy. Khóe mô ai Lục Lâm Thiên cong lên. Dầu rồi. Địa tâm linh mạch khổng lồ như vậy có ích lợi cách xù cho Lục Lâm Thiên, cho Phi Linh Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.